Mấy người nhìn cảnh tượng đó càng biến sắc mặt, sợ hãi van xin. Lỗ Thông Tử thả lỏng tay ra, lạnh lùng nói. Cách sống sót duy nhất là giết hết đám người Lý Vân Tiêu. Ta nói cho các ngươi một chuyện bi thảm, ta đã gieo cấm chế trên người các ngươi, có khế ước nô bộc, nếu ta chết thì các ngươi đều phải chết. Đám ma quân mặt trắng bệch, mắt như cá chết không chút ánh sáng. Lỗ Thông Tử lạnh lùng ra lệnh. Thế nào, sao còn chưa ra tay? Đám ma quân thấy Lỗ Thông Tử sắp nhúc nhích tay thì sợ hãi người run rẩy, từ bốn phương tám hướng lao vào đám người Lý Vân Tiêu. Nhóm huyền hoa bay xuống chắn trước mặt Lỗ Thông Tử, bảo vệ gã. Liễu Phỉ Yên biểu tình tức giận chỉ đằng trước, lạnh lùng nói. Cổ Phi Dương, không ngờ ngươi là loại người này, giáp tâm muốn giết nghĩa phụ của ta. Hôm nay ta phải lấy đầu của ngươi xuống. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói với Vi Thanh sau lưng mình. Giao đám người này cho ngươi, hãy dùng âm dương nhị khí bình hút bọn họ vào nhưng tuyệt đối đừng làm hại mạng sống của họ. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng. Không hại mạng sống thì hơi khó, công tác bảo mẫu đó tự ngươi làm đi. Cứ giao Lỗ Thông Tử kia cho ta. Vi Thanh bay lên hướng tới Lỗ Thông Tử đứng sau lưng mọi người. Giờ phút này ma quân từ tứ phía xông lên tấn công đều bị những bộ hạ và tiểu hồng ngăn lại. Nguyệt cầm thanh kiếm nhỏ cũng anh dũng giết địch. Nguyệt không kịp thu lại thập nhị đô thiên thần sát trong cuộc chiến thành Thiên Hàn, cuối cùng bị phá hoại sau đòn công kích của Ma Phổ và Lục Xí, bây giờ nàng chỉ còn thanh kiếm nhỏ. May mắn kiếm này không phải vật bình thường, uy lực siêu lớn. Lý Vân Tiêu hỏi. Tranh đại nhân, có thể ngăn lại những ma quân này không? Biểu tình của Tranh nghiêm túc nói. Số lượng nhiều chút, tạm thời không vấn đề. Nhưng nếu liên tục có ma vật lại đây thì e rằng rắc rối. Nơi đây đánh nhau trực tiếp kinh động nguyên thành hoàng cực, cường giả trong thành từ bốn phương tám hướng lao tới tham gia vào chiến đấu. Tranh tuy là ma tôn mạnh mẽ nhưng khó đỡ nổi vây công và cuộc chiến tiêu hao như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Tốt lắm, đại nhân cố chống chọi, ta sẽ cố gắng làm nhanh. Đám người huyền hoa, Liễu Phỉ Yên tập thể bay lên tấn công Vi Thanh. Vi Thanh xì cười. Đám nhãi nhép, nếu không nể Lý Vân Tiêu thì đã lấy mạng các ngươi ngay bây giờ. Với thực lực của Vi Thanh tất nhiên không để đám người này vào mắt. Nhưng huyền hoa tấn công đầu tiên. Trường cung đen ngòm trong tay gã đột nhiên hóa thành chiến đao chém tới. Khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn như ma, uy lực tăng vọt. Cái gì? Vi Thanh thầm giật mình, bộ dáng bình thản đổi sang hoảng sợ vì phát hiện lực lượng của đối phương không chỉ khác xưa mà hơn nữa còn hoàn toàn vượt qua dự tính của gã. Bùm! Vi Thanh vội vàng tấn công, một chưởng đập vào trường cung màu đen đánh bay nó. Nhưng đám người Liễu Phỉ Yên cũng tung đòn công kích làm Vi Thanh không thể tránh né, đành kiên trì một chiêu hóa ngàn vạn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bùm 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 bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, lòng Vi Thanh rung động mạnh. Công kích của mỗi người đều có lực lượng của ma quân, có mấy người thậm chí đến đỉnh ma quân. Vi Thanh không chống đỡ nổi bị cả đám hợp sức đánh bay, thậm chí ói máu. Vi Thanh thụt lùi mấy trăm trượng, biểu tình kinh khủng. Không thể nào. Lúc này Vi Thanh là ma tôn 100%, nhiều lần trải qua cực khổ vất vả mới được tu vi như thế. Những người trước mắt trừ huyền hoa, Liễu Phỉ Yên ra cơ bản toàn là thuật luyện sư, vậy làm sao trong thời gian ngắn bỗng chốc đến ma quân, sánh bằng hư cực thần cảnh trong thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu vốn định tấn công cũng ngừng lại, biểu tình kinh sợ và khó tin. Lỗ Thông Tử kinh ngạc nói. À, Vi Thanh nhà ngươi chạy ra được. Không ngờ người cũng bước chân vào ma tôn cảnh, ma tôn bây giờ rẻ như chó đi đầy đất nhỉ. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Súc sinh đáng chết, ngươi làm gì bọn họ? Khóe mắt Lý Vân Tiêu muốn nứt ra, hiện tượng càng biến thái tức là cải tạo đám người huyền hoa càng nhiều, tổn thương cũng càng lớn. Không thì Lỗ Thông Tử đã sớm cải tạo mình, sẽ không tìm mọi cách đoạt xá man. Ha ha, đương nhiên là tăng cao tu vi cho bọn họ, không thấy hiệu quả sao? Không lẽ mắt người bị mù nên không thấy? Lỗ Thông Tử cười phá lên, cười rất sảng khoái, rất đắc ý. Lỗ Thông Tử nhìn bộ dạng tức giận của Lý Vân Tiêu, tràn đầy cảm giác thành tựu nói. Hôm đó trong cổ ma tỉnh ngươi đã thấy ma thú bị ta cải tạo đúng không? Nó được gọi là đời thứ hai. Sau đó ở thành xạ Nhật, chúng nó là đời thứ ba. Những người quen ngươi đang thấy là đời thứ tư, ha ha. Người Lý Vân Tiêu run bần bật. Tức giận đầu nổ tung, mắt đỏ ngầu lạnh lùng hỏi.
Ngươi nói những người này là ma thú. Ha ha ha, cần gì cố chấp vào hình dạng. Vân Tiêu công tử là người có đại trí tuệ, nhớ đừng giận quá, chẳng qua là thân xác thối tha. Tất nhiên về bản chất thì không khác với ma thú bao nhiêu. Lỗ Thông tử cười to bảo. Hơn nữa ta phát hiện kết hợp tài liệu thiên vũ giới và ma giới với nhau có thể mang lại nhiều hiệu quả không thể tưởng tượng. Sản phẩm đời thứ tư làm ta vừa lòng nhất cho đến nay, không chỉ có thực lực còn có trí tuệ, còn trung thành. Lý Vân Tiêu không kiềm nén lửa giận nữa, hắn lao tới. Ta giết ngươi. Đám người Huyền Hoa biểu tình tức giận quát. Đứng lại. Cả đám lao vào Lý Vân Tiêu. Nhưng làm sao ngăn Lý Vân Tiêu được, hơn nữa hắn đang bừng bừng lửa giận không suy nghĩ nhiều, hắn giơ trưởng đánh. Bùm. Trưởng lực mạnh mẽ đánh vào hư không, nổ tung đánh bay hơn 10 người. Lý Vân Tiêu mạnh hơn Vi Thanh, cộng thêm gã rất sơ sẩy khinh địch nên mới bị đám người Huyền Hoa mượn cơ hội đánh bay. Những người này làm sao ngăn nổi Lý Vân Tiêu? Lỗ Thông tử cười to bảo. Ha ha, Vân Tiêu công tử trạch tâm nhân hậu, luyến tiếc xuống tay giết. Lỗ Thông tử bay ra sau, lại vỗ tay. Tuy dựa vào thân thể của man có sức mạnh nửa bước thánh ma, Lỗ Thông tử cảm thấy mình có tự tin liều với Lý Vân Tiêu. Nhưng con người Lỗ Thông tử luôn chú ý cẩn thận, không chịu mạo hiểm chút nào. Rất nhanh tiếng vỗ tay ngừng, từ bốn phương tám hướng có nhiều ma vật bay tới, tụ tập sau lưng Lỗ Thông tử, là kết quả cải tạo đời thứ ba đã gặp ở thành Xà Tinh. Đời thứ ba khá đông, khoảng 4-50 con, tất cả đều giống lớn xông lên. Tích lũy lúc trước đều bị Lỗ Thông tử vứt bỏ trong cuộc chiến thành Xà Tinh, đây là sản phẩm được cải tạo lại sau khi gã trốn về. Lý Vân Tiêu đã phát cuồng. Chết hết cho ta. Tiếu Ngạo Hồng Trần nằm trong tay Lý Vân Tiêu bỗng quạt vào sản phẩm đời thứ ba. Ầm 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 ầm. Cuồng phong lửa cháy ập đến thổi quét bốn phía, nguyên đại điện hoàn toàn bị lật tung. Các con ma vật đời thứ ba thân thể khổng lồ bị lực lượng của Tiếu Ngạo Hồng Trần đánh bay đi. Nhiều con nổ bùm bùm, bị thương nặng. Mắt Lỗ Thông tử nhìn cây quạt ba tiêu. Đây là huyền khí gì? Ra từ tay người nào? Lý Vân Tiêu đã sớm nổi điên, hét to. Ra từ mộ ông già ngươi. Lý Vân Tiêu giơ quạt ba tiêu quạt vào người Lỗ Thông tử. Con người Lỗ Thông tử co rút, cảm nhận phong hỏa mạnh mẽ, nhưng gã không hoảng loạn mà giơ tay lên đánh một đấm. Ầm 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 ầm. Nắm tay lông xù đấm vào quạt ba tiêu, lực lượng mạnh mẽ phóng lên chấn thân hình hai người run rẩy. Trong con mắt to của Lỗ Thông tử con ngươi rút lại còn một đốm đen, giật mình kêu lên. Sức mạnh của ngươi, có thể đối kháng với ta. Mắt Lý Vân Tiêu tóe lửa. Đối kháng, lão tử hôm nay xé sống nhà ngươi. Cơn giận vô biên đã ăn mòn lý trí của hắn, năm ngón tay co lại, hồng mông kiếm khí tụ tập trong lòng bàn tay. Lỗ Thông tử biến sắc mặt, dường như nhận ra cái gì, gã giật mình nhìn kiếm khí. Lỗ Thông tử hoảng sợ hét chói tai. Đó là cái gì? Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Là cái mã mẹ người. Không đợi bảo kiếm hình thành, Lý Vân Tiêu đã chém xuống nhát kiếm tựa dã thú. Con người Lỗ Thông tử co rút, gã hút ngụm khí lạnh. Nhát kiếm này làm Lỗ Thông tử cảm giác nguy hiểm chết chóc. Lỗ Thông tử giơ hai tay chộp, kích phát tất cả tiềm năng của cơ thể này, gã hét to tung cú đấm. Ầm. Một vòng kiếm khí tan tác ở điểm lực lượng hai người va chạm. Lỗ Thông tử cảm nhận kiếm khí xé rách cánh tay gã, da chóc thịt bong, cả người như bị vạn kiếm cắt nát, gã đau đớn nhe răng trợn mắt. Bùm. Cơ thể to lớn bị đánh bay, nguyên cánh tay Lỗ Thông tử gần như tàn phế. Không chỉ thế, kinh mạch trong người Lỗ Thông tử bị kiếm khí bắn vào cắt đứt hơn 10 chỗ. Làm sao có thể, không thể nào. Lỗ Thông tử bắt đầu sợ, gã nhìn Lý Vân Tiêu từng bước áp sát, mắt tràn ngập điên cuồng và căm hận. Còn kiếm to đáng sợ trong tay hắn nữa, không có hình dạng gì mà làm gã bị thương đến mức này. Kiếm này là sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lỗ Thông tử sợ ngây người, không có chiến ý gì nữa. Lỗ Thông tử vội hét to trốn ra sau. Lỗ Thông tử vốn có lực lượng nửa bước thánh ma, đủ đại chiến với Lý Vân Tiêu một trận, cộng thêm sân nhà thành Hoàng Cực, nhiều ma vật liên tục chạy tới nên gã có phần thắng khá lớn. Tiếc rằng Lỗ Thông tử khinh địch, lúc trước đắc ý hơi quá mức nên bị Lý Vân Tiêu một kiếm chém bị thương. Cộng thêm Lỗ Thông tử không phải võ giả, không có lòng can đảm và chiến ý gục ngã nhiều lần vẫn đứng lên như võ giả. Lỗ Thông tử là thuật luyện sư,
chỉ có sự thiên chấp và điên cuồng về việc nghiên cứu cải tạo vạn vật. Lý Vân Tiêu cố nén phản phệ mãnh liệt gây ra cho thân thể mình khi chùy thủ trầm phù ngưng tụ. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Tuy rằng được thân thể nửa bước thánh ma nhưng ngươi vẫn là thứ buồn nôn, nực cười, kẻ yếu bại trận. Lỗ Thông Tử vừa kinh vừa giận quát. Càn rỡ, ngươi có tư cách gì bình luận ta? Nếu ta là kẻ yếu thì ngàn vạn cường giả chết vì ta xem như cái gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Đúng là ta không có tư cách bình luận ngươi, ta chỉ có thể tiễn ngươi đi lên điểm dừng cuối cuộc đời, đặt dấu chấm tròn cho tội ác chồng chất. Lỗ Thông Tử liên tục thụt lùi, hoảng loạn nói. Dừng tay, chẳng lẽ ngươi không làm ác bao giờ, ngươi chưa từng giết người sao? Người chết trong tay ngươi còn nhiều hơn ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta giết người đúng là nhiều hơn ngươi, nhưng ta là vì thiên hạ, vì nguyên giới. Ha ha ha, hay cho lý do đường hoàng. Lỗ Thông Tử giận dữ bật cười nói. Dù ngươi có lòng người, có nghĩa khí thì đó chỉ là ý nghĩ cá nhân vì mình và sự yên lòng, hoặc nên nói là thành toàn nhân nghĩa của mình mà giết ngàn vạn người. Ta cũng chỉ theo đuổi mục đích của mình nên giết ngàn vạn người, có khác gì bản chất với ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là minh chủ Thiên Vũ Minh nên tự hào công bình thiên thu sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Hôm nay mặc cho ngươi dẻo miệng tới đâu cũng khó thoát chết. Tuy ta là minh chủ Thiên Vũ Minh nhưng không dám tự hào mình công bằng mãi mãi. Có điều hôm nay giết người là làm chút cống hiến nhỏ bé cho thiên vũ giới. Chùy thủ trầm phụ ngưng tụ thành hình kiếm, biến thành kiếm thực thể trong tay Lý Vân Tiêu. Hơi thở kim loại tinh thuần trong tay Lý Vân Tiêu, siết chặt vật thực làm lòng hắn vững vàng chưa từng có. Lực lượng mênh mông nhất từ xưa đến nay xoay quanh người Lý Vân Tiêu, rung động toàn thành hoàng cực. Lỗ Thông Tử hét to một tiếng. Không! Lỗ Thông Tử phát cuồng lao đi xa. Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng gầm rú, lôi hỏa bắn ra bốn phía. Lý Vân Tiêu giơ kiếm thế lên hóa thành vệt trắng xẹt qua không trung, chém nát hư không. Kiếm chạm tinh thần. Ánh sáng trắng như vượt qua thời không, Lỗ Thông Tử bị nhát kiếm chém thành hai nửa. Kiếm khí chém vào người Lỗ Thông Tử như vạn mũi tên xuyên tim. Người Lỗ Thông Tử run rẩy, bỗng nổ cái bùm tan xương nát thịt. Tất cả mảnh vụn hóa thành ma khí nguyên thủy nhất, bị gió thổi qua tan biến trong đất đai vô ngần, không còn chút bóng dáng. Lý Vân Tiêu nhìn Lỗ Thông Tử hóa thành ma khí như mây khói không động lại dưới đất, buông tiếng thở dài cất chùy thủ trầm phù đi. Chuyện đời như dòng nước chảy, tỉnh lại một giấc mơ phù sinh. Hùng đồ bá vương, biển máu thù sâu chỉ là khúc thành thương. Cùng với Lỗ Thông Tử chết đi, những ma quân bị hắn hạ cấm chế đều đau đớn co giật, hoàn toàn mất sức chiến đấu, miệng gào rú thảm thiết. Người tranh bộ biểu tình thương hại, không biết nên làm sao. Tranh trầm giọng nói. Giết hết đi, coi như giải thoát cho bọn họ. Những người man bộ thực lực hơi yếu đứng xa nhìn, không dám tới gần. Đặc biệt nhát kiếm của Lý Vân Tiêu chém rách thiên địa tách thành hoàng cực ra làm hai khiến lòng người kinh sợ. Phi Thanh hết sức giật mình, gã còn chơi diều cùng đám người huyền hoa, mỗi khi bắt được một người là lập tức nhốt vào trong âm dương nhị khí bình, rất nhanh bắt lại hết. Lỗ Thông Tử chết, gần trước mắt sinh ra một đoàn lửa rồi hóa thành một con phượng hoàng, cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng hoa thiên thụ. Hoa thiên thụ bay nhanh tới quỳ trước mặt Lý Vân Tiêu, khóc không thành tiếng. Sư tôn, tâm trạng của Lý Vân Tiêu vốn rất tệ, thấy hoa thiên thụ bình yên thì dễ chịu hơn chút. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, cười nói. Đứng dậy đi. Hoa thiên thụ không chịu đứng lên nhưng bị Lý Vân Tiêu kéo mạnh đành miễn cưỡng đứng dậy, mặt đầy nước mắt. Lý Vân Tiêu nói. Trở lại thì tốt rồi. Hoa thiên thụ kiềm nén nước mắt nghe vậy thì khóc không thành tiếng. Lỗ Thông Tử chết, tất cả cao tầng man bộ bị giết, đám người huyền hoa bị bắt. Thế cục nguyên thành hoàng cực hoàn toàn bị chấn nhiếp. Còn lại những ma tộc trung hạ tầng thì không đáng lo. Tranh phái mấy cường giả đi qua quản lý bọn họ chung một chỗ. Đến đây thì trong trung ương tám bộ tộc không còn ai đối kháng lại lực lượng hai bộ tranh, viện nữa. Còn lại là vấn đề về thời gian, miễn cho bọn họ thời gian nhất định thì có thể chân chính thống nhất ma giới trung ương. Tranh nhìn Lý Vân Tiêu. Lý đại nhân tiếp theo thật sự định đi cổ vực sao? Lý Vân Tiêu nói, ma phổ và lục xí không rõ sống chết, chúng ta chỉ có thể làm tốt sự tính tệ nhất. Diệt cổ vực trước, nếu có ngày lục xí thật sự trở về thì chúng ta cũng có thể nghênh chiến với tư thái mạnh nhất.
Tranh khẽ thở dài. Dù vậy nhưng Lục Xí chưa chết là gút mắc trong lòng ta, e rằng sớm muộn gì cũng chết trong tay hắn. Lý Vân Tiêu nói. Thiên vũ giới cũng vậy thôi, nếu để Lục Xí thống nhất ma giới thì rắc rối to. Năm xưa Lục Xí bị chân long làm bị thương nhưng chút hết oán giận trả thù một giới, lòng dạ hẹp hòi nhất hai giới. Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng vang bên tai Lý Vân Tiêu. Lục Xí, đã xuất hiện rồi sao? Lý Vân Tiêu hoảng hốt sau đó lộ vẻ vui mừng, giữa trán hắn lóe ánh sáng trắng, một bóng hình nữ nhân xuất hiện trước mặt. Khoảnh khắc nữ nhân xuất hiện dường như rất khó chịu, nàng đau đớn kêu lên, người lảo đảo. Lý Vân Tiêu giật nảy mình vội bước lên đỡ, tăng thêm kết giới xung quanh cố gắng chặn lại giới lực của ma giới. Nữ nhân sắc mặt hơi hồng hào, gật đầu nói. Đa tạ công tử. Mấy người khác biểu tình kỳ lạ, chưa từng gặp nữ nhân này. Phi Thanh, Tiểu Hồng khuôn mặt ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Nhu Vi đại nhân khách sáo rồi, gọi ta là Lý Vân Tiêu được rồi. Ta và Thủy Tiên công chúa, Hải Hoàng Ba Long đại nhân đều có sâu xa, quan hệ cực kỳ tốt. Nhu Vi thì thào vài lần. Lý Vân Tiêu. Nhu Vi mỉm cười nói. Là ngươi cứu ta đúng không? Nữ nhân này là thê tử của Hải Hoàng, hôm đó dùng thiên vận tạo hóa đan xong luôn ngủ say trong giới thần bi. Giờ phút này không biết tại sao Nhu Vi bỗng tỉnh lại, nghe đối thoại của Lý Vân Tiêu và Tranh. Lý Vân Tiêu đơn giản giới thiệu mọi người. Đám Tranh khuôn mặt mờ mịt, Phi Thanh và Tiểu Hồng thì hiểu ra. Mắt Nhu Vi hấp háy nhìn quanh, kinh kêu. Nơi này là ma giới. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi, ánh mắt của đại nhân rất sắc bén. Nhu Vi thầm ngạc nhiên, vội bấm đốt tay tính toán. Lý Vân Tiêu biết Nhu Vi giống như Đoan Mộc Hữu Ngọc đều truyền thừa Bách Luân Kết Y, rất giỏi về tính toán. Lý Vân Tiêu yên lặng chờ Nhu Vi tính xong. Một lát sau mặt Nhu Vi xám cho, đôi mắt tắt tia sáng, thở dài thườn thượt. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Bộ dạng của đại nhân khiến ta có nhiều suy đoán, không biết tính ra cái gì. Tốt hay xấu cũng hãy nói cho mọi người nghe, nghẹn trong lòng rất khó chịu. Nhu Vi nhẹ gật đầu nói. Ta mới nghe nói Lục Xí xuất hiện nên suy tính xem, phát hiện thiên mệnh chưa sửa, e rằng thiên vũ giới cuối cùng sẽ bị hủy trong tay Lục Xí. Người xung quanh nghe vậy biểu tình khác nhau. Đám người Tranh biểu tình hoang mang, không kiềm được nhếch môi châm chọc. Phi Thanh, Tiểu Hồng, Lý Vân Tiêu đều biến sắc mặt. Đám người Tranh chưa từng thấy việc tiên tri nên tự nhiên cảm thấy hoang đường vô lý, nhóm Lý Vân Tiêu thì khác. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Đại nhân xác định Lục Xí thật sự không chết, còn ma phổ thì sao? Nhu Vi lắc đầu nói. Ma phổ quá mạnh, ta suy tính không ra. Dù là sống chết của Lục Xí thì ta cũng không tính được, ta chỉ dòm khó quỹ tích của trời, vẫn nằm trong quỹ đạo, không hề thay đổi gì. Kết quả này là mạch bói toán truyền xuống. Đó là Lục Xí diệt thế, thiên vũ giới không còn tồn tại. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó xem nói. Nói vậy thì Lục Xí thật sự không chết, nếu tiếp diễn theo kết cục này thì hơn phân nửa hắn sẽ bước vào cảnh giới chủ thiên giới. Đám người Tranh giật mình. Tranh cười gượng nói. Ha ha, Lý đại nhân, người này nói bậy bạ mà đại nhân cũng tin. Chẳng có một chút căn cứ, toàn là nói linh tinh. Lý Vân Tiêu phớt lờ Tranh, hỏi Nhu Vi. Đại nhân truyền thừa từ mạch Bách Luân Kết Y đại nhân vậy có cách ứng đối không? Nhu Vi cười khổ nói. Vân Tiêu công tử đề cao ta quá. Lý Vân Tiêu nóng nảy. Tranh kinh ngạc hỏi. Lý đại nhân thật sự tin tưởng. Lý Vân Tiêu nói. Thế ra bói toán của thiên vũ giới, trừ phi không tính ra số trời, còn lại đều thấy hết, đều là thiên đạo. Tranh xoe tròn mắt, bắt đầu lo âu. Cái này, có loại chuyện đó. Nếu cuối cùng Lục Xí diệt thiên vũ giới rồi trở về đây thì chắc chắn sẽ có thể thống nhất ma giới, thế thì mạng sống của gã. Phải làm sao bây giờ? Diệt man bộ, thống nhất trung ương tám bộ tộc khiến Tranh mừng thầm và hơi đắc ý, bây giờ mất sạch hết, lòng nặng trĩu. Lý Vân Tiêu mắng. Cái tên biến thái chết tiệt, lúc xưa chẳng qua bị người tính kế mà hận quê hương của mình như vậy. Giết đám người giận vũ thì tốt rồi, cùng lắm giết ta đi. Cần gì lan thù hận sang nguyên giới? Nhu Vi cười khổ lắc đầu, nói. Lục Xí không phải là người như thế, theo ghi chép thì người này tâm tư kín đáo, tài học kinh người, từ xưa đến nay hiếm ai địch lại, cuối cùng bị đám người giận vũ ghen tị nên xảy ra xung đột.
Sau khi giết Vạn Linh thì Lục Xí cũng bị Giận Vũ làm bị thương nên trốn vào ma giới. Theo các đời tiền bối bói toán, phân tích thì năm xưa lý do bọn họ xoay quanh vì một thứ. Một thứ. Lý Vân Tiêu kêu lên. Vật khiến Giận Vũ và Lục Xí đều mơ ước chẳng lẽ là giới thần bi. Nhu Vi lắc đầu nói. Không phải, đó là vật liên quan mệnh số một giới. Nếu không thể thay đổi thiên đạo thì thứ kia cuối cùng sẽ rơi vào tay Lục Xí, chuyện này vốn rất bí mật nhưng... Ai, nói cho ngươi nghe cũng được. Vi Thanh lại gần hỏi. Rốt cuộc là vật gì? Nhu Vi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng trong các tiền bối dường như có người tính ra, ghi chép nói tiền bối tiêu hao hết tuổi thọ, trong phút chốc hóa thành xương khô. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Bí ẩn vậy sao? Thiên vũ giới có cái gì khiến Lục Xí và Giận Vũ mơ ước? Phải đi hỏi Giận Vũ mới được. Nhu Vi nặng trĩu ưu tư nói. Không còn nhiều thời gian, trực tiếp tìm Giận Vũ hỏi thứ đó là gì thì có lẽ sẽ còn cách cứu vãn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta về thiên vũ giới ngay. Tranh giật mình kêu lên. Trở về, còn việc cổ vực thì sao? Lý Vân Tiêu nói. Việc chinh chiến cổ vực thì giao cho hai vị đại nhân Tranh, Viện. Tranh trầm giọng nói. Cổ vực luôn bí ẩn, bộ của ta và viện bộ bị hao tổn rất lớn trong lần náo động này, sợ là không đánh lại cổ vực, nếu chạy tới chỉ đưa mạng người. Viện tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó thể phục hồi như trước. Chỉ có một cường giả ma tôn là ta thì ta rất lo, nếu chinh chiến cổ vực thất bại cũng không có lợi cho thiên vũ giới các ngươi. Lý Vân Tiêu hơi khó xử. Tranh nói thật nhưng Lý Vân Tiêu cũng muốn nhanh chóng tìm Giận Vũ để tìm hiểu chuyện năm xưa. Vi Thanh lên tiếng. Vậy thì ta ở lại giúp đỡ đại nhân một tay. Lý Vân Tiêu, Tranh kinh ngạc hỏi. Ngươi ở lại. Vi Thanh gật đầu nói. Hiện giờ ta tu luyện toàn là ma công, huống chi có nghe hồng thạch trong người, đã hoàn toàn thích ứng với ma giới. Dù không có việc chinh chiến cổ vực. Nếu thiên vũ giới tạm thời bình an thì ta định ở lại ma giới tu luyện. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói. Nếu đúng vậy thì không còn gì tốt hơn. Tranh đành đồng ý, tuy ít Lý Vân Tiêu là mất trợ lực lớn nhất, nhưng có thể giữ lại Vi Thanh cũng tốt, còn hơn gã một mình anh dũng song pha. Lý Vân Tiêu nói. Vậy việc này không nên chậm trễ, dùng truyền tống trận của man bộ đi, không biết khe hở gần nhất ở đâu. Tranh xung phong. Để ta sắp xếp cho. Tranh lập tức triệu thuộc hạ đến sắp xếp việc này. Khuôn mặt Nguyệt tràn đầy nỗi buồn lại gần hỏi. Lý đại nhân sắp quay về sao? Chúc Lý đại nhân thuận buồm xuôi gió, không biết ngày nào mới quay lại ma giới. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Hiện giờ then chốt hai giới nằm trên người Lục Xí, giết Lục Xí là hai giới hòa bình, khi đó thiên vũ giới hay ma giới, nàng hay ta đều có thể tự nhiên qua lại. Nguyệt kinh ngạc hỏi. Ta cũng có thể đi thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên có thể, tại sao không được? Nguyệt hỏi tiếp. Ta có thể chịu được giới lực của thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu nói. Có rất nhiều cách chống lại giới lực, không sao hết. Nguyệt ngẫm nghĩ, bỗng cười nói. Vậy cùng cố gắng giết Lục Xí, tương lai ta cũng muốn đi thiên vũ giới xem sao. Nguyệt cười rất tươi. Lý Vân Tiêu bị cảm nhiễm. Tốt, chờ hai giới hòa bình rồi nàng hãy đến thiên vũ giới. Nguyệt gật mạnh đầu. Nguyệt lưu luyến nhìn theo Lý Vân Tiêu rời đi. Tiểu Hồng ở một bên yên lặng nhìn, thứ nàng thấy nhiều hơn Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng vốn không có hảo cảm với Nguyệt nhưng lúc này oán giận mất hết, lòng thầm thở dài. Vi Thanh lôi đám người Huyền Hoa ra khỏi âm dương nhị khí bình, tất cả bị gã đánh hôn mê, gã giao lại cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu và Hoa Thiên Thụ sắc mặt khó xem, đặc biệt Hoa Thiên Thụ thấy Dương Địch thì đau buồn gọi vài tiếng. Hoa Thiên Thụ nói, sư tôn nhớ phải cứu bọn họ. Lý Vân Tiêu cất cả đám vào giới thần bi, buông tiếng thở dài. Vi sư sẽ cố gắng. Thật ra trong lòng Lý Vân Tiêu không tự tin chút nào, hắn không có thời gian nghiên cứu thuật giải cứu, đành chờ trở về thành Viêm Vũ giao cho ngài. Hơn nữa Lục Xí tổ tiên của yêu tộc Vô Tận Ma Thủ là mấu chốt lớn nhất của hai giới, không biết có nên nói cho yêu tộc biết không? Nếu yêu tộc biết thì chẳng rõ sẽ gây ra náo động gì. Tranh nhanh chóng tìm đến trung tầng man bộ, tìm tòi vị trí khe hở cổ ma tỉnh, sai người dẫn Lý Vân Tiêu đi. Có hai ma tộc là man bộ và tranh bộ. Ma tộc man bộ đi trước dẫn đường,
thông qua truyền tống trận thẳng tới chốn hoang dã không người rồi bay nhanh đi. Hơn tháng sau rốt cuộc đến rừng sâu, bên trong truyền ra hơi thở cực kỳ cường đại, hiển nhiên có nhiều ma tộc bản cứ trong đó. Ma tộc mặt trắng bệch không dám đi tiếp. Lý Vân Tiêu tìm hiểu rõ vị trí rồi đuổi hai người đi, cho bọn họ trở lại phục mệnh, còn hắn và Tiểu Hồng đi một mình. Trong rừng sâu tuy có ma tộc cường đại nhưng chẳng chút uy hiếp với hai người. Rất nhanh đến chỗ khe hở, bọn họ trực tiếp xuyên qua. Đi qua không gian dài như đường hầm, hai người xuất hiện ở một chỗ tối tăm. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, thầm thở dài. Nơi đây là chỗ lần đầu tiên Lý Vân Tiêu chém giết Lỗ Thông Tử, ma quân. Bây giờ lại đến một lần, lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy cảm khái. Nhưng Lý Vân Tiêu không có nhiều thời gian đắn đo, hắn bay đi, rất nhanh đến miệng giếng. Lý Vân Tiêu có tay búng ra một luồng sáng, nổ cái bùm phía trước mấy trăm trượng, hóa thành vài luồng sáng như mạng nhện tán đi. Là kết giới lúc trước Linh Mục Dịch dùng cửu cung phù bày ra. Trải qua mấy năm trời lực lượng lá phủ yếu đi nhiều, không thể ngăn Lý Vân Tiêu bây giờ. Lý Vân Tiêu bước ra trước, quét mắt nhìn quanh, chọn một tiết điểm yếu nhất rồi hai tay xé ra thành khe hở cao cỡ một người, hắn xuyên qua. Sau khi Lý Vân Tiêu đi qua khe hở tự động khép lại, nhưng uy năng nhỏ hơn nhiều. Cách cổ ma tỉnh không xa, một hòn đảo lơ lửng chậm rãi di chuyển theo gió, nhưng cự ly xoay quanh bị cố định trong phạm vi, nó không thể bay đi. Trên đảo có nhiều võ giả, cũng hơn trăm người đa số tính tọa tu luyện. Một người mặc áo lam ở trong chủ điện dường như đang đợi gì. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện ngoài cửa, đi đầu là một công tử khuôn mặt bất phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong. Một nữ nhân mặc cung trang theo sau, mắt ngọc mày ngài. Công tử cười tủm tỉm đi vào, chắp tay chào. Vô Địch huynh đã chờ lâu. Nam nhân mặc áo dài màu lam là Tiền Vô Địch, vội nói. Thì ra là Trần Phong huynh, ha ha, rốt cuộc chờ huynh tới, ta có thể quay về thành Viêm Vũ. Tiền Vô Địch bỗng biến sắc mặt đánh giá Trần Phong mấy lần, giật mình hỏi. Trần Phong huynh bước vào thần cảnh. Tiền Vô Địch nhìn sang Lương Ngọc Y, sắc mặt càng khó coi. Ngọc Y cũng bước chân vào thần cảnh. Lương Ngọc Y mỉm cười nói. May mắn thôi. Vô Địch mở miệng nói. Hiện tại Vô Địch cũng đến đỉnh cửu tinh. Cách thần cảnh chỉ một lần chỉ mỏng. Theo ta thấy công tử vội vàng chạy về hơn phân nửa là vì trùng kích hải này. Tiền Vô Địch nhướng mày nói. Ngọc Y tuệ nhãn, đúng là vậy. Trần Phong nói. Vô Địch huynh yên tâm trở về đi, nơi này có ta và Ngọc Y tiếp quản, hết thảy đều không lo. Tiền Vô Địch gật đầu nói. Dù sao là khe hở cổ ma tỉnh, nó là cái dễ dàng nhất trong mấy khe hở lớn. Có Mục Dịch đại nhân ngày xưa bày ra cửu cung phù thì ma tộc khó thể chạy ra. Khóe môi Trần Phong cong lên cười nói. Cố lên đi, một năm sau khi huynh đến thay phiên ta hy vọng cũng thấy huynh là thần cảnh. Phải rồi, nói cho huynh biết một việc, nửa năm trước Tiền Đa đã bước vào thần cảnh, mau hơn ta 2 tháng. Tiền Vô Địch giật mình kêu lên. Cái gì? Tiền Vô Địch sắc mặt âm trầm, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Trần Phong nói. Mấy năm nay nhân tài lớp lớp, vô số cường giả bước vào thần cảnh. Dù sao hoàn cảnh thiên địa thay đổi, đã không phải thiên vũ giới ngày xưa. Khuôn mặt ba người đầy vẻ cảm khái, năm xưa đừng nói thần cảnh, dù là đỉnh cửu tinh cũng là cường giả tỏa sáng một phương được vô số người kính ngưỡng. Lương Ngọc Y nói, mấy năm nay thành Viêm Vũ nghiên cứu chế tạo ra nhiều đan dược các loại, cường giả thăng cấp thần cảnh càng nhiều. Nếu không cố gắng hơn nữa thì sẽ bị thời đại đào thải. Trần Phong hơi cảm thán rằng, từ sau cuộc chiến thành Hồng Nguyệt thì mấy năm nay yên tĩnh hiếm có. Lý Vân Tiêu đi ma giới rồi không biết kết quả thế nào, còn trở về không? Con người Tiền Vô Địch co rút hừ lạnh. Với mệnh số của hắn muốn chết cũng khó, ai biết hắn mày mò cái gì trong ma giới. Tiền Vô Địch vung tay lên, ánh sáng vàng bắn ra. Lệnh chấp trưởng thành thiên không, ta đi đây. Tiền Vô Địch không kiềm được nữa. Gã hy vọng nhanh chóng trở về thành Viêm Vũ. Trùng kích thần cảnh. Trần Phong cầm lệnh chấp trưởng, khóe môi cong lên. Hy vọng lần sau gặp lại sẽ thấy huynh tiến bộ. Chợt nụ cười đông lại trên mặt Trần Phong, biểu tình cứng ngắc ngạc nhiên. Trần Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa đại điện, hai bóng người đứng trước. Cửa. Lý Vân Tiêu. Trần Phong, Lương Ngọc Y, Tiền Vô Địch ngây ngốc đứng trong đại điện. Bọn họ.
cũng biết bóng dáng yêu kiều sau lưng Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng. Mắt Lý Vân Tiêu chữ ý cười hỏi. Muốn về thành Viêm Vũ, ta cũng đang định về, cùng đi đi. Tiền vô địch kêu lên. Thật sự là ngươi. Tiền vô địch vẫn chưa thể hoàn hồn. Trần Phong biến sắc mặt, chắp hai tay chào. Kính chào minh chủ. Lương Ngọc Y, Tiền vô địch cũng lấy lại tinh thần, lập tức cung kính nói. Kính chào minh chủ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Khách sáo quá, đừng xa lạ vậy, đi thôi. Tiền vô địch vội vàng đi trước dẫn đường hai người rời khỏi đại điện đi hướng. Truyền tống trận trên đảo Phù Không. Trần Phong ngơ ngẩn nhìn bóng dáng mấy người rời đi, khuôn mặt giật mình dần. Dao động. Trần Phong thì thào. Minh chủ trở lại, sợ là rắc rối sắp bắt đầu. Lương Ngọc Y kéo tay Trần Phong, cảm giác tay gã dịn mồ hôi lạnh. Trần Phong siết chặt tay gã an ủi. Bão tố sớm muộn gì sẽ dấy lên, ta thấy vẻ mặt minh chủ bình thản thì chắc. Rất tự tin. Tự tin sao? Trần Phong cười khổ nói. Sao ta thấy mặt hắn lúc nào cũng thế, ít khi thay đổi. Tóm lại dù có ra sao, thì thiên vũ giới sắp náo nhiệt rồi, hai năm thiếu hắn thật sự là hơi không. Quen. Mấy canh giờ sau, một luồng sáng truyền tống lóe lên trong thành Viêm Vũ. 3. Người Tiền vô địch đi ra khỏi trận pháp. Thần thức quét qua, Lý Vân Tiêu cảm ứng cảnh tượng quen thuộc trong thành, hắn. Tràn đầy cảm khái. Thành Viêm Vũ cường đại hơn khi Lý Vân Tiêu rời đi. Một hộ vệ tiến lên trước chắp tay chào. Thì ra là vô địch đại nhân, trở về từ đảo Phù Không cổ ma tỉnh đúng không? Mời sang bên này làm thủ tục về thành. Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía, khu vực truyền tống này khá xa lạ, chắc xây dựng. Sau khi hắn đi ma giới, lúc trước cũng không có đảo Phù Không cổ ma tỉnh. Tất cả đảo Phù Không và thành Viêm Vũ có con đường truyền tống riêng, quản lý. Cực kỳ khiêm khắc, vì những đảo Phù Không là khu vực quan trọng thành Viêm Vũ dùng để theo dõi. Khe hở, không thể qua loa chút nào, ai ra vào đường hầm đều phải tuân theo thủ. Tục nghiêm khắc, hộ vệ kia cầm một ngọc bài xét duyệt lưu trình tự Tiền vô địch vào, đột. Nhiên biến sắc mặt cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Hộ vệ lạnh lùng nói. Vô địch đại nhân, hai người này là sao? Trong ngọc bài có ghi rõ chỉ một mình đại nhân về thành. Không có nói mang theo tùy tùng. Hộ vệ này lớn tiếng khiến hộ vệ xung quanh cảnh giác. Lý Vân Tiêu cảm ứng bốn. Phía, có mấy chục người núp trong chỗ tối, thần thức quan sát hắn và Tiểu. Hồng, chỉ một lời không hợp sẽ đánh nhau ngay. Tùy tùng. Tiền vô địch uất nghẹn, gã lau mồ hôi lạnh trên trán chỉ vào Lý Vân Tiêu. Các ngươi đều không biết hắn sao. Hộ vệ sửng sốt, quan sát kỹ Lý Vân Tiêu, lẩm bẩm. Hình như hơi quen mắt. Rồi hộ vệ sầm mặt xuống quát. Nhưng dù là ai muốn truyền tống giữa đảo Phù Không và thành Viêm Vũ đều. Phải trải qua đăng ký và phê chuẩn, không thì đều thuộc về vi phạm nghiêm. Trọng, phải bị xử lý theo quy định tòa thành. Hộ vệ giơ tay lên vung xuống, cường giả ẩn núp bốn phía lập tức hiện hình bao. Vây ba người Tiền vô địch. Khóe môi Tiền vô địch cong lên đùa nói. Vậy các ngươi hãy dắt hai người này đi đi. Lý Vân Tiêu cười khổ, những hộ vệ tinh nhuệ làm việc nghiêm khắc thì Lý Vân Tiêu cũng rất thích, hắn sợ xảy ra mâu thuẫn gì nên lấy một tấm lệnh bài ra. Sơ cao, Lý Vân Tiêu nói, ta là chủ thành Viêm Vũ, cũng là minh chủ Thiên Vũ Minh, đây là lệnh bài của ta. Bốn phía tĩnh lặng, mọi người xoe tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Hộ vệ dẫn đầu biến sắc mặt hét chói tai. Thành chủ. Người quả nhiên là thành chủ đại nhân, hèn gì ta thấy rất quen. Mắt, hộ vệ chán toát mồ hôi lạnh vội bước lên phía trước chắp tay vái. Thuộc hạ mắt kém, xin thành chủ đại nhân thứ tội. Mấy chục cường giả xôn xao, tất cả đều trợn tròn mắt vội vàng vái. Lý Vân Tiêu cười nói. Các người tận trung với chức trách thì nào có tội, đừng làm vậy, đứng lên. Hết đi. Mấy canh giờ sau. Tin chủ thành Viêm Vũ trở về truyền khắp tòa thành. Trong phút chốc đầu đường cuối ngõ đều thảo luận rôm rả việc này. Mấy năm nay thành Viêm Vũ phát triển siêu nhanh, thực lực tổng thể tăng cao. Mọi người cũng lớn mạnh niềm tin hơn, không còn sợ ma tộc rình rập nữa ngược. Lại họ rất hăm hở hăng hái. Bên ngoài phủ thành chủ, một nữ nhân yêu tộc chậm rãi bước lên bậc thang muốn. Vào chủ điện,
Hộ vệ giáp vàng hai bên cùng vươn tay ra ngăn lại. Hộ vệ yêu tộc sau lưng nữ nhân biến sắc mặt, tức giận quát. To gan, chẳng lẽ các ngươi không nhận biết ngài đại nhân sao? Hộ vệ giáp vàng bên trái cười sởi lời. Tất nhiên nhận được, nhưng thiếu thành chủ mới trở về từ ma giới, hiện đang họp với mấy vị đại nhân và ra tử lệnh không cho ai quấy rầy. Yêu tộc tức giận phất tay quát. Đã là họp thì từ bao giờ thiếu phần của ngài đại nhân? Mau tránh ra, để tránh cuối cùng bị phạt. Hộ vệ kia mặt đầy khó xử nói. Cái đó, tất cả đại nhân tham gia họp đã đi vào, không chỉ đại điện đóng kín cửa còn mở ra cấm chế để phòng ngừa người khác đi vào. Hộ vệ yêu tộc sầm xuống, lạnh giọng nói. Cái gì, ý của ngươi là muốn đề phòng chúng ta? Hộ vệ giáp vàng bất đắc dĩ không biết nên làm sao, cầu cứu nhìn ngài. Ngài nhìn đại điện, mắt lóe tia sáng kỳ dị hỏi. Thật ra ta đến đây cũng không có việc gì, chỉ muốn ghé đến. Minh chủ đại, nhân thật sự trở lại. Hộ vệ giáp vàng nói. Tất nhiên đã trở lại, ta thấy tận mắt. Ngài mỉm cười nói. Quay về thì tốt rồi. Nụ cười kia cảm nhiễm hai hộ vệ giáp vàng, cảm giác như tắm gió xuân. Ngài vốn là nữ nhân tuyệt đẹp cộng thêm địa vị cao thượng, hai hộ vệ giáp vàng căng thẳng đỏ mặt. Hộ vệ yêu tộc tràn đầy lửa giận nói. Ngài đại nhân, rõ ràng Lý Vân Tiêu muốn. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta trở về đi. Ngài cười khẽ xoay người đi. Đã không kêu ta thì chắc có ẩn tình gì, hoặc có việc gì không muốn chúng ta tham gia vào, đây chỉ là việc nhỏ, tại sao ngươi nóng nảy như vậy? Yêu tộc sửng sốt, xấu hổ cúi đầu. Ta đã sai thưa ngài đại nhân. Hai hộ vệ giáp vàng nhìn hai người dần đi xa, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vừa rồi nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nếu gây lớn chuyện thì sẽ cho rằng bọn họ kỳ thị yêu tộc, mấy năm nay yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức dần trở nên mạnh hơn. Tuy tổng thể bình yên hòa bình với nhân tộc trong thành Viêm Vũ nhưng dần có ma sát. Hộ vệ giáp vàng khẽ thở dài. Ngài đại nhân thật là hiền hòa thân thiện, lại còn là đại mỹ nhân. Hộ vệ giáp vàng khác gật đầu, đồng ý nói. May mắn là ngài đại nhân đến, nếu là yêu hoàng đại nhân thì rắc rối rồi. Hộ vệ giáp vàng lúc trước nhỏ giọng nói. Mỗi lần họp cao tầng đều có yêu tộc tham gia, tại sao lần này thành chủ đại nhân trở về từ chối yêu tộc ngoài cửa, phải chăng có bí ẩn gì? Hộ vệ giáp vàng khác biến sắc mặt gốc đầu đối phương, mắng. Lo làm tốt công tác trông cửa của ngươi là được, đừng lắm chuyện, những việc này không phải chúng ta có thể tham gia thảo luận, coi chừng bị người nghe thấy. Hộ vệ giáp vàng lúc trước biến sắc mặt, hơi cảnh giác không nói gì nữa. Giờ phút này trong đại điện, đúng là Lý Vân Tiêu đang triệu tập tất cả cao tầng ở trong thành để họp. Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê mặc dù theo Lý Vân Tiêu cùng đi ma giới nhưng luôn ở trong giới thần bi chưa ra lần nào. Hai người chăm chỉ khổ tu, Khúc Hồng Nhan đã đến đỉnh hư cực, định về sau nếu không có việc gì sẽ trực tiếp bế quan, hy vọng sẽ bước vào tạo hóa. Tiểu Hồng thì vì có quan hệ với Lý Vân Tiêu nên cũng trở nên đặc biệt, khiến mọi người chú ý. Lý Vân Tiêu lúng túng nói. Tiểu Hồng đã là người của Thiên Vũ Minh, hơn nữa từng cứu mạng ta trong ma giới. Mọi người mới hiểu ra. Phi Nghê nháy mắt cười nói. Là người của Thiên Vũ Minh hay là người của phu quân? Lý Vân Tiêu nghẹn lời. Mặt Tiểu Hồng đỏ rực, hơi tức giận. Khúc Hồng Nhan nói. Phi Nghê muội tử đừng phá, giờ đã là lúc nào rồi? Phi Nghê le lưỡi, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng bớt lúng túng hơn. Lý Vân Tiêu nhìn các bóng dáng quen thuộc, khẽ thở dài. Năm như cách cả đời, ta thấy tu vi của các vị cũng tăng trưởng thì rất là vui mừng. Những người đang ngồi toàn là thành viên trung tâm của Thiên Vũ Minh và đảo Huyền Ly, Thiên Viên Diệu cũng ở đây, còn có Mộng Linh Chân Quân, Nam Khâu Vũ. Nhưng không thấy Ngạo Trường Không, phu phụ Lệ Hoa Trì. Chắc bọn họ quyết tâm. Quy ẩn không chịu rời núi. Diệp Phàm căng thẳng hồi hộp ngồi bên dưới. Mắt Lý Vân Tiêu hấp háy nhớ tới vụ thuyền nặc á, cấm chế trên thuyền quá tỉ mỉ, hắn không cách nào gỡ bỏ trừ phi cưỡng ép phá vỡ, nhưng sợ hủy hoại tin tức bên trong, chờ lát nữa phải tìm Diệp Phàm giúp.
Diệp Phàm thấy Lý Vân Tiêu nhìn mình thì vội vàng cung kính đứng lên hành lễ. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhiều năm không gặp ngươi đã trở thành cường giả một thế hệ, không biết. Lệnh tiên tổ Diệp Kình Vũ đại nhân ở đâu? Diệp Phàm chắp tay thi lễ. Tiên tổ đại nhân năm trước bắt đầu bế tử quan, không biết ngày nào mới ra. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Bế tử quan. Lý Vân Tiêu rung động hỏi. Không biết Diệp Kình Vũ đại nhân thị trùng kích cảnh giới gì? Bình thường chỉ khi gặp ải lớn thì mới bế tử quan để liều chết một phen. Mắt Linh Mục Địch hấp hái nói. Lần này Diệp Kình Vũ trùng kích giới vương cảnh. Giới vương. Một lời thốt ra tất cả giật mình, biểu tình khác nhau, càng nhiều là vui. Sướng. Lý Vân Tiêu mừng rỡ hỏi. Nắm chắc như thế nào? Linh Mục Địch cười khổ một tiếng, thở dài. Trùng kích giới vương cảnh ai dám nói mình có nắm chắc? Hắn cũng chỉ liều. Chết một phen, nhưng chuẩn bị lâu như vậy, ta nhìn ra được hắn có chút tự tin. Tuy nói là có tự tin nhưng Lý Vân Tiêu phỏng chừng cơ hội không quá lớn. Vẻ mặt Hiên Viên Diệu khát khao nói. Nếu có một chút cơ hội thì Lão Phu có đổi bằng cái mạng này cũng đáng giá. Hiên Viên Diệu tự biết thực lực của mình từ lâu trì trệ mãi tại chỗ, khó có thể. Tiến bộ chút gì, mỗi khi nhớ đến lại thở dài thườn thượt. Lý Vân Tiêu cười nói. Hiên Viên đại nhân đừng thở dài, chuyện đó phần lớn nhờ vào cơ duyên, có lẽ. Cơ duyên đến liền thành công. Hiên Viên Diệu biết Lý Vân Tiêu đang an ủi mình nên chỉ cười cười, không tỏ ý. Kiến. Linh Mục Địch nói. Các vị hiếm khi tụ tập một lần, minh chủ hãy kể lại tỉ mỉ chuyến đi ma giới. Cho mọi người biết, để chúng ta hiểu thêm về ma giới và tình thế hiện tại ra. Sao, để có cái nhìn rõ ràng hơn. Lý Vân Tiêu gật đầu tỉ mỉ kể lại từ lúc mình vào ma giới, đương nhiên hắn. Không kể hết, thứ gì hắn cảm thấy nên nói thì mới nói ra. Qua khoảng 2-3 canh giờ Lý Vân Tiêu mới kể xong tất cả, mọi người nghe. Kinh tâm động phách, biểu tình hoảng sợ. Linh Mục Địch ngây người cả buổi, gã biết Lý Vân Tiêu đi ma giới chắc chắn sẽ. Có thu hoạch không nhỏ nhưng nằm mơ cũng không ngờ gây ra nhiều việc như thế. Thu hoạch thật phong phú. Tiếp theo là tràn đầy lo âu. Trong đại điện tĩnh lặng nghe tiếng kim rơi, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lý Vân Tiêu đợi một lúc không thấy ai hé răng, hắn cười hỏi. Như thế nào, đều bó tay trước cảnh khó tương lai sao? Mọi người nhìn nhau, tập thể lắc đầu. Thiên Chiếu Tử lặng yên cả buổi, khẽ thở dài. Thật tình vì minh chủ mang đến tin tức quá rung động, chúng ta trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Linh Mục Địch gật đầu nói. Thiên Chiếu Tử nói rất đúng, ta cũng hơi hoảng hốt, không biết minh chủ có đối sách gì không? Người trong điện cùng nhìn Lý Vân Tiêu, các khuôn mặt cứng ngắc không biểu. Tình, Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt. Trong lòng ta cũng cực kỳ buồn phiền, theo Nhu Vi đại nhân phỏng đoán thì. Hơn phân nửa lục xí chưa chết, hơn nữa có tu vi chủ thiên giới thì e rằng một giới sẽ bị diệt. Lý Vân Tiêu chưa nói ra phỏng đoán cuối cùng. Đó là thiên vũ giới bị lục xí. Tiêu diệt, sợ nói ra sẽ tạo gánh nặng lớn trong lòng mọi người. Nhu Vi thất tha đi tới giữa Ba Long và Thủy Tiên, ba người nắm tay nhau, cách. Biệt lâu ngày trùng phùng, ai nấy khuôn mặt hạnh phúc hoàn toàn không bị áp. Lực ảnh hưởng. Với Ba Long thì được đoàn tụ cùng thê tử thì quan trọng nhất hơn bất cứ thứ. Gì, sự chết sống của thiên vũ giới thì sống được càng tốt, không thể sống cũng. Không sao. Hơn nữa những người ngồi ở đây ít ai biết chủ thiên giới là gì, nghe Lý Vân. Tiêu giải thích xong bọn họ mới há hốc mồm ngây người. Linh Mục Địch chua xót nói. Lúc trước nghĩ viện là thánh ma cảnh đã nhức đầu, bây giờ kẻ địch biến. Thành tồn tại cao cấp hơn nữa, dù là giới vương cảnh thì nguyên thiên vũ giới. Chỉ có Cửu Uyên đại nhân, nếu đối phó viện có lẽ còn được. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Chuyện đời hay thay đổi, không ai dự đoán được, viện hiện tại cơ hồ là minh. Hữu của chúng ta, mọi người rất là thổn thức, chỉ cảm thấy biến hóa quá nhanh. Linh Mục Địch nói, trên đời không có kẻ thù vĩnh viễn, nếu lục xí chết thì mâu thuẫn với viện sẽ. Lại bùng nổ, Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, nhưng đó là chuyện rất lâu về sau, cộng thêm đối phó viện đơn. Giản hơn lục xí nhiều. Linh Mục Địch trầm giọng nói.
Minh chủ không định cho người yêu tộc biết chuyện này sao? Lý Vân Tiêu nói. Biết là chuyện sớm muộn gì, không giấu được, nhưng phải tìm cơ hội thích. Hợp đã, ta tìm ngày trước, bàn kỹ với mạch, chờ xem thái độ của bọn họ. Linh Mục Địch gật đầu nói. Vậy cũng được, một chốc tuôn ra nhiều tin tức e rằng bọn họ khó thể chấp. Nhận, vấn đề nhức đầu nhất bây giờ là chủ thiên giới mạnh cỡ nào? Minh chủ và thiên giả đại nhân là người duy nhất đã thấy. Tiểu Hồng vội đứng lên nói. Đại nhân khách sáo, kêu ta Tiểu Hồng được rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi, lắc đầu nói. Cực kỳ mạnh, trực tiếp đánh thủng một giới, không thể chống lại. Mộng Linh Chân Quân nói. Các vị đừng quá tuyệt vọng, vừa rồi Minh Chủ đã nói qua đoạn đối thoại của Lục Xí và Ma Phổ thì Ma Chủ Đế ngày xưa cũng có tu vi chủ thiên giới, nhưng cũng vẫn chết trong thiên vũ giới, mặc dù chuyện năm xưa phần nhiều là nhờ may. Mắn, hiện giờ chưa chắc không có cơ duyên mới. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chân Quân Đại Nhân nói rất đúng, điều đầu tiên chúng ta cần làm là chăm chỉ. Tu luyện. Cố gắng nâng cao lực lượng của cường giả tầng giữa và trên, dù sao. Đây mới là chủ lực trong cuộc chiến tương lai. Linh Mục Địch hỏi. Theo ý của Minh Chủ thì bao lâu nữa Lục Xí sẽ khỏe lại từ vết thương nặng? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Hoàn toàn không biết, nhưng xem thế cục thì hiện giờ, nếu tình thế có biến. Thì tranh bộ sẽ phái người đến thông báo. Nhu Vi lên tiếng. Chưa tới 5 năm. Lý Vân Tiêu kêu lên. Thời gian chính xác không? Nhu Vi cười khổ nói. Sao chính xác được, nhưng đoạn thời gian mơ hồ này bao gồm quá trình Lục Xí. Đại chiến thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu thầm hoảng, ý Nhu Vi là bao gồm Lục Xí diệt thiên vũ giới thì chỉ. Còn lại 5 năm, vậy thời gian gã khỏe lại chắc chắn trong vòng 5 năm. Trong lòng mỗi người như đè cục đá nặng, 5 năm quá mau với bọn họ, bế quan. Dài kỳ là qua ngay. Lý Vân Tiêu cảm giác lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, lòng hoảng hốt. Lý Vân Tiêu nhớ đến cuộc chiến Ma Phổ và Lục Xí, lực lượng đánh thủng một giới đó là. Sống lưng hắn lạnh lẽo. Linh Mục Địch nói. Quan hệ giữa Lục Xí và thiên vũ giới không có đường dịu lại sao? Dù gì là quê hương của hắn, nếu chúng ta giết giận vũ và quy khư vẫn không thể điều. Đình sao? Nhu Vi nói. Năm xưa thời đại chân linh chết toàn là những chân linh đỉnh cao tranh. Giành một vật nên gây ra đại chiến, tình hình cụ thể e rằng chỉ giận vũ mới. Biết, nếu như có thể tìm ra thứ đó có lẽ sẽ hòa giải được, nhưng mà. Nhu Vi ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng tinh quỹ đã tính ra kết cục, cách. Hòa giải không đi được. Mắt Lý Vân Tiêu lấp lóe tia sáng lạnh. Xem ra gỡ nút cần người thắt nút, trước tiên tìm giận vũ và quy khư thì sẽ hiểu. Được chuyện năm xưa, có lẽ sẽ tìm ra cách giải quyết. Mục Địch đại nhân, có manh mối gì về hai người này không? Linh Mục Địch lắc đầu nói. 3 năm qua Thiên Vũ Minh không ngừng tìm tòi tin tức nhưng dường như bọn họ đã lánh đi, biến mất rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Còn chuyện Chân Long thì giận Vũ không lánh đời được, chắc đang tu dưỡng nghỉ. Sức chờ cơ hội. Chân Long sao? Tọa độ trong thức hải của Lý Vân Tiêu chợt lóe, vẫn lập lòe khó thấy. Lý Vân Tiêu dùng ít tinh thần lực thăm dò, với thực lực hiện giờ của hắn đủ để xáo bỏ. Cấm chế trực tiếp nhìn vào trong. Xem ra phải bài bố một phen. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát. Ma tộc không thể kéo đại quân xâm chiếm, nguyên trung ương bộ tộc tử thương. Hầu như không còn, chúng ta có thể kéo giãn phòng ngự ra giám thị tất cả khe. Hở. Nhưng quan trọng là tập trung vào đối phó Lục Xí, có thể suy xét dùng sát. Trận đối phó không? Thiên Chiếu Tử nhíu mày nói. Nếu dùng sát trận thì 3 trận giết người thượng cổ chỉ có thập nhị đô thiên. Thần sát trận, đại vãng sinh cực lạc trận lưu truyền lại. Đại vãng sinh cực, lạc trận cần rất nhiều người bày trận, uy lực càng lớn hơn, có thể thích hợp. Mộng Linh Chân Quân nói. Nhiều người thì tạp, hay là chọn 12 người tập trung phối hợp tu luyện. Thập nhị đô thiên thần sát trận, ta cảm thấy tính khả thi càng cao. Linh Mục Địch nói. Chân Quân nói có lý, nhưng nếu chỉ có một kẻ địch thì chúng ta đủ người. Bày ra 2 trận cùng lúc cũng được. Mộng Linh Chân Quân nhíu mày nói. Nếu bày đại vãng sinh cực lạc trận thì gần như là chiến thuật biển người để.
tiêu hao lực lượng của Lục Xí, gần như không thể dựa vào trận này đánh chết. Hắn, Linh Mục Địch mắt lóe tia sáng nói. Ý tưởng của ta thế này, dùng đại vãng sinh cực lạc trận trói hắn lại, tiêu. Hao chút lực lượng rồi tuyển 12 vị cường giả dùng đô thiên thần sát. Trận, đám người trong đại điện lòng lạnh lẽo, cảm nhận không khí bi tráng. Mặt Khúc Hồng Nhan hơi trắng hỏi. Ý của đại nhân là hy sinh 900 người bày đại vãng sinh cực lạc trận. Khuôn mặt Linh Mục Địch thản nhiên nói. Đối phó một vị chủ thiên giới, tồn tại cường đại năm xưa hầu như diệt cả. Một giới mà các người muốn không có người chết. Nhưng mà, Khúc Hồng Nhan muốn nói gì nhưng bị Linh Mục Địch ngắt lời, chậm rãi nói. Nàng cảm thấy 900 người là nhiều, vậy nàng có biết 10 vạn năm trước? Đã chết bao nhiêu người? Mặt Khúc Hồng Nhan không chút máu, nàng không biết đã chết bao nhiêu người. Nhưng tuyệt đối không chỉ có con số 900, rất có thể là gấp 10, gấp 100 lần. Linh Mục Địch thản nhiên liếc qua nàng. Ta không thống kê nhưng không ít hơn gấp vạn lần, thậm chí mấy chục vạn lần. Mấy chục vạn lần. Trong đại điện tràn đầy tiếng hút ngụm khí lạnh, tương đương ngàn vạn người đã chết trong cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước. Linh Mục Địch lạnh lùng nhìn mọi người. Năm xưa chuẩn bị không đầy đủ như hiện giờ, nói thật thì vài năm nay thực. Lực của các vị tăng rất nhiều, lực lượng nguyên thiên vũ giới bây giờ không. Thua gì 10 vạn năm trước, nhưng cường giả đỉnh cao giới vương cảnh chỉ có vị. Cửu Uyên, năm xưa có 4 vị giới vương cảnh ra mặt đối kháng. Nhưng chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng thì đoàn kết hơn 10 vạn năm trước nhiều, trận chiến tất. Nhiên cực kỳ thảm liệt nhưng thắng thua cuối cùng rất khó nói. Mộng Linh Chân Quân nói. Mục Địch đại nhân nói đúng, hy sinh 900 người bình thường là cực kỳ. Đáng giá, ta nguyện ý trở thành một trong số đó. Các võ giả có mặt đều biến sắc, xin được đi, yêu cầu thành một thành viên. Trong trận pháp, lấy mạng ra đối kháng với Lục Xí. Lý Vân Tiêu ra hiệu. Mọi người bình tĩnh lại, 5 năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn, có. Thể chuẩn bị đầy đủ, việc tuyển người thì để Mục Địch đại nhân quyết định. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bỗng lạnh xuống, mắt lóe tia sáng lạnh nhìn từng người. Hy vọng các vị cố gắng phối hợp Mục Địch đại nhân, đến đây thì sống còn đều. Thu vào Thiên Vũ Minh, đã hưởng dụng tài nguyên của Thiên Vũ Minh thì lúc này. Không cho phép làm đào binh rút lui, nếu không đừng trách ta vô tình. Tất nhiên là không. Mọi người lập tức hưởng ứng. Nếu có ai muốn lui thì không cần minh chủ ra tay, chúng ta là người đầu. Tiên xé hắn ra. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nếu không tham gia Thiên Vũ Minh thì ta không quan tâm, nhưng lúc trước đã. Tuyên thệ nhập môn, giờ phút này không thể làm tùy hứng. Trong đại điện rộ lên tiếng phụ họa. Lẽ ra nên như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Mục Địch đại nhân, chuyện trận pháp vất vả đại nhân. Hơn nữa chỉ dựa vào. Hai đại trận mà muốn giết Lục Xí thì ta cảm thấy vẫn còn xa mới đủ, phải có. Bày bố gì khác, ta không tin dồn lực lượng một giới mà không thể đối phó một. Mình hắn. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng lạnh, đấu chí sôi sục trong máu quét sạch tối tăm. Trong lòng mọi người, tình cảm quần chúng sôi sục, chiến ý cao vút. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Thật ra phần thắng của chúng ta rất lớn, chúng ta biết gốc gác của Lục Xí. Còn Lục Xí không biết tình huống của Thiên Vũ giới, cộng thêm các bộ tộc ma. Giới xung phong thay chúng ta trước tiên. Mọi người đều tỏ thái độ. Thề sống chết bảo vệ Thiên Vũ giới, thề sống chết quyết tử chiến với Lục Xí. Lý Vân Tiêu phất tay nói. Việc này tạm thời các vị đừng lan truyền rộng rãi để tránh dẫn đến khủng hoảng không cần thiết, nếu không có chuyện gì nữa thì các vị lui đi, tự sắp. Xếp. Cố gắng nghênh tiếp trận chiến tương lai. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Tất cả khom người đi ra, chỉ còn lại vài người sát cánh với Lý Vân Tiêu, vài. Vị Hồng Nhan Chi Kỷ, Linh Mục Địch, Mộng Linh Chân Quân, Hải Hoàng, mấy vị đảo. Huyền Ly. Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng. Diệp Phàm hãy ở lại đây. Diệp Phàm sửng sốt lập tức dừng bước, cúi đầu đứng một bên. Chờ mọi người đều đi, Lý Vân Tiêu mới lấy thuyền nặc á ra đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm biến sắc mặt, mắt tràn đầy bi thương căm hờn nhìn chiến hạm màu vàng, khóc giống. Tổ tiên, Lý Vân Tiêu lắc đầu nói.
ta không rõ sống chết của Diệp Nam Thiên đại nhân, nhưng trên thuyền nặc á. Có nhiều cấm chế, e rằng phong ân thứ quan trọng gì, ta không dám cưỡng ép phá. Mở nên chờ quay về thiên vũ giới thì giao cho ngươi. Ngươi hãy xem thử bên. Trong có cái gì? Sắc mặt Diệp Phàm dễ nhìn hơn chút, kéo thuyền nặc á lại cầm trong tay xem kỹ. Diệp Phàm đánh mấy ấn quyết vào trong, thần thức biến ra dung nhập vào chiến. Hạm. Trên thuyền nhỏ màu vàng không ngừng lóe sáng, phủ văn tan biến trên không. Trung, ánh sáng rực rỡ chiếu mù mắt người. Một canh giờ sau, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng đột. Nhiên chảy hai hàng lệ. Đám người Lý Vân Tiêu giật mình, thầm la nguy rồi. Lam Nham chủ sắc mặt khó xem hỏi. Diệp Nam Thiên đã, chết. Diệp Phàm càng muốn nén thì nước mắt chảy càng nhiều, nức nở nói. Thuyền nặc á là tiên tổ trước khi chết dùng hết sức mạnh cuối cùng ném ra. Hy vọng thuyền có thể xuyên qua vách tường hai giới quay về tay ta. Trong đại điện tĩnh lặng, không khí bi thương. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vậy Diệp Nam Thiên đại nhân ghi chép cái gì trong đó? Chắc là thứ cực kỳ quan trọng. Nếu một bị cường giả bị dồn vào đường cùng, hơn phân nửa chọn tự bạo huyền khí. Với uy năng của thuyền nặc á có thể cùng đối phương đồng quy vô tận. Nhưng Diệp Nam Thiên chọn cách dốc hết sức mạnh cuối cùng đưa thuyền nặc á đi. Trời thương, thuyền nặc á cuối cùng rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Những người lại lấy lại tinh thần từ nỗi bi thương, yên lặng nghe. Bọn họ đã nhìn quen sự sống chết, chẳng qua các bằng hữu ra đi khó nén bi thương. Diệp Phàm nói, tổ tiên để lại tin tức bên trong dường như không đầy đủ, nhưng đúng là cực kỳ quan trọng, truyền đạt bí ẩn ma giới xâm nhập thiên vũ giới, nói vì muốn có được một thứ tên là văn chương. Văn chương. Mọi người lặp lại một lần, khuôn mặt hoang mang. Linh Mục Địch hỏi, có thể nói rõ văn chương là gì không? Diệp Phàm lắc đầu nói, không biết, tiên tổ cũng không rõ, chắc bị phân thân của ma thủ giết, bây giờ xem ra đó là phân thân của Lục Xí. Phân thân của Lục Xí. Con người Lý Vân Tiêu co rút nói, nếu đúng vậy, Diệp Nam Thiên đại nhân liều mạng truyền ra thì hơn phân nửa không giả được, kết luận này cũng giống với Nhu Vi đại nhân phỏng đoán. Nhu Vi gật đầu nói, nhưng văn chương là thứ gì, ta cũng chưa từng nghe qua. Nhu Vi nhìn quét mọi người, tập thể lắc đầu. Lam Nham chủ nghi ngờ nhìn Diệp Phàm. Có khi nào ngươi nghe lầm không? Diệp Phàm kiên quyết nói. Tuyệt đối không sai, tiên tổ sợ truyền tin tức có sai lầm nên khắc hai chữ này vào trong chiến hạm. Lý Vân Tiêu nói. Ta cũng tin không nhầm lẫn, trên đời này chắc chỉ có Chân Long Giận Vũ biết. Văn chương là thứ gì? Nghe cái tên này mọi người cùng biến sắc mặt. Linh Mục Địch nói. Giận Vũ mất tích lâu như vậy không biết đang ở đâu, chắc chuẩn bị chờ Chân Long đời tiếp theo sinh ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Dù Giận Vũ có chuẩn bị cỡ nào cũng chỉ có đường chết. Đám người Linh Mục Địch nhẹ gật đầu, với lực lượng hiện tại của Thiên Vũ Minh. Trừ phi Giận Vũ bước vào giới vương cảnh không thì chết chắc. Khúc Hồng Nhan nói. Tọa độ Chân Long sinh ra rốt cuộc ở đâu? Lý Vân Tiêu nói. Ta luôn không cưỡng ép dòm ngó tọa độ vì khi tới lúc nó sẽ tự hiện ra. Nhưng bây giờ cưỡng ép đọc vậy, để chúng ta chuẩn bị vẹn toàn. Nhu Vi khẽ nói. Chân Long đời mới sao? Nếu thật sự sinh ra Chân Long mới thì tương đương. Thêm một vị cường giả giới vương cảnh, nắm chắc đối phó Lục Xí càng lớn hơn. Lý Vân Tiêu lập tức dùng tinh thần xâm nhập vào tọa độ mông lung trong đầu. Tọa độ đó là mây mù vô hình bình bồng trong thức hải, bây giờ bị đè ép thì dần sáng rực lên. Rất nhanh ba con số xuất hiện trong đầu Lý Vân Tiêu. Con người Lý Vân Tiêu co rút. Quả nhiên là tọa độ thời không. Ba tọa độ đại biểu một đường thẳng, tuyến trục giữa trái đất và thời gian. Mấy người sốt ruột hỏi. Ở đâu? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Còn 6 tháng nữa, vừa lúc nửa năm, các vị chuẩn bị kỹ đi, bước tiếp theo. Là Đồ Long. Lý Vân Tiêu tránh nói về tọa độ, mắt lóe tia sáng lạnh. 6 tháng, không lâu lắm. Linh Mục Địch nói. Đến lúc đó cần ai đi, để mọi người chuẩn bị trước. Khúc Hồng Nhan nói. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, vì bảo đảm an toàn ta đề nghị tất cả cường giả trên hư cực cùng hành động. Đám người Phi Nghê gật đầu đồng ý.
Lý Vân Tiêu nói. Không được, sẽ chậm trễ nhiều người tu luyện, trọng điểm của chúng ta là. Cuộc chiến với Lục Xí vào 5 năm sau, ít nhất hiện tại Hồng Nhan, nàng phải. Bế tử quan. Khúc Hồng Nhan biến sắc mặt, dù không muốn nhưng thấy Lý Vân Tiêu kiên quyết. Thì biết mình không thuyết phục hắn được. Khúc Hồng Nhan đành gật đầu nói. Vậy chàng hãy cẩn thận. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tất cả người cần bế quan đều ở lại, thật ra một mình ta đối phó Giận Vũ được. Rồi. Tuyệt đối không thể. Linh Mục Địch phản đối ngay. Người là thống lĩnh trận chiến tương lai, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vào lúc này, Chân Long sinh ra liên quan tới cường giả giới vương cảnh xuất. Hiện, phải có cao thủ cùng đi. Linh Mục Địch đảo tròng mắt nhìn bốn phía. Lam Nham chủ, Hạo Phong, hai vị đại nhân có rảnh không? Hạo Phong nói. Không thành vấn đề. Lam Nham chủ gật đầu. Linh Mục Địch hỏi. Tôn phu nhân có thể không? Lam Nham chủ lắc đầu nói. Nàng không được, nàng cũng đang bế quan, khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ kém. Một đường. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lệnh phu nhân? Ninh Linh Nhi luôn nhu thuận ở một bên, chưa từng hé răng, giờ phút này cũng. Không nhịn được che miệng cười nói. Đúng là Cố Thanh Thanh. Hả? Lý Vân Tiêu lặng người, lập tức ôm quyền cười nói. Chúc mừng đại nhân. Lam Nham chủ khẽ cười, nói. Cùng vui. Linh Mục Địch nói. Nếu Cố Thanh Thanh đại nhân đang tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu, đích. Xác không thích hợp rời đi. Vậy hãy để cho ác linh đi theo minh chủ. Sau khi hắn đoạt xá pháp thân tù, luôn vô cùng hung hăng càn quấy, thường xuyên. Tìm người luận võ, cũng không có mấy người thắng được hắn. Lý Vân Tiêu buồn cười nói. Đúng là một nhân tuyển, dù sao thân thể đoạt xá rất khó tiến bộ, thân thể. Tạo hóa đại viên mãn của tù, nếu tiếp tục tiến thêm một bước, có thể. Trùng kích giới vương. Linh Mục Địch nói. Nếu tâm hướng tà đạo, mặc dù là giới vương cũng chỉ hoàn toàn ngược lại. Mộng Linh Chân Quân đột nhiên nói. Để cho hai người Mộng Vũ cùng Mộng Bạch đi theo ngươi. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói. Hai người họ không việc gì sao? Mộng Linh Chân Quân nói. Đã sớm vô sự, được lực lượng của hồi ách tinh xương, cùng nhau bước vào. Thần cảnh, chẳng qua hơn phân nửa không giúp được gì, nhưng chuyện lớn như vậy. Nếu có thể cho họ tham dự, đều sẽ có ích thật lớn đối với việc tu luyện cùng. Nhân sinh trong tương lai. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, vậy cho họ cùng đi. Phi Nghê cau mày nói. Ta cảm thấy không quá thỏa đáng đi, như vậy còn phải đặc biệt phái người. Bảo hộ bọn hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sao. Diệp Phàm không nhịn được nói. Nếu Mộng Vũ cùng Mộng Bạch đi, ta cũng muốn đi. Nhưng nếu tạo thành phiền toái cho Vân Tiêu đại ca, thì thôi đi. Lý Vân Tiêu nói. Người cũng đi, người có Nặc Á Thuyền, có thể giúp ta. Nếu gặp phải nguy hiểm. Tới lúc đó các ngươi ở trên chiến hạm là được. Tốt, cảm ơn Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm kích động, hai tay có chút run rẩy. Phi Nghê nói. Ta cũng đi theo, ta sẽ ở chiến hạm chiếu cố nhóm tiểu tử mao đầu này. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Vậy việc tu luyện của nàng. Phi Nghê là chủ lực cuộc chiến tương lai, hắn chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng. Phi Nghê cười nói. Yên tâm đi, nếu không chết ta phải lưu lại tạo hóa cảnh nghỉ ngơi mấy trăm. Năm, nào có dễ dàng tiến vào giới vương cảnh như vậy. Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Được, người đi theo ta. Tiểu Hồng nói. Ta cũng đi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Người cũng có thể đi. Linh Mục Địch nói. Như vậy rất tốt, để cho Lam Nham chủ, Hạo Phong, Phi Nghê, Tiểu Hồng, ác. Linh đi cùng ngươi. Hiên Viên Diệu đột nhiên nói. Nếu như không chê, Lão Phu cũng nguyện đi cùng, có thể chứng kiến Chân Long. Sinh ra, là chuyện rất may trong nhân sinh. Lý Vân Tiêu đang định từ chối, Linh Mục Địch đã giành nói trước. Vậy thật sự quá tốt, lại có Hiên Viên đại nhân, hết thảy sẽ không sơ hở. Tu vi của Hiên Viên Diệu không cách nào tiếp tục tinh tiến, bế quan cũng không. Có bao nhiêu hiệu quả, có thể đi cùng Lý Vân Tiêu không còn gì tốt hơn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đội hình như vậy, chỉ sợ 10 Giận Vũ cũng bị tiêu diệt. Linh Mục Địch trầm giọng nói. Ngàn vạn lần không được khinh thường Giận Vũ.
có thể sống sót thời gian dài. Như vậy, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Chư vị, sau tháng 6 gặp lại ở trước điện. Nhóm người Hiên Viên Diệu ứng tiếng, ôm quyền rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn Linh Mục Địch, nói. Đại nhân, hiện tại ngươi thế nào? Linh Mục Địch nói. Đã thích ứng thân thể họa đấu, nguyên bản muốn từ từ tích lũy tiếp tục tiến. Vào tạo hóa, hiện tại xem ra đã đợi không kịp rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu vừa động, nói. Đại nhân nắm chắc được bao nhiêu phần? Linh Mục Địch cười nói. Nắm chắc không lớn, nhưng bất chấp nhiều như vậy, còn 5 năm thời gian. Hẳn là đủ dùng. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Một khi đã như vậy, toàn bộ sự vật đều giao cho Linh Nhi đi, đại nhân an. Tâm bế quan. Linh Mục Địch gật đầu nói. Ta cũng đang có tính toán này, nhưng chuyện trên người quá nhiều, tạm thời. Còn chưa thể hoàn toàn thoát thân. Ninh Linh Nhi vội nói. Đại nhân có việc cứ giao phó cho ta, Linh Nhi nhất định tận tâm tận lực. Toàn bộ tiếp nhận. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Theo thế cục hiện giờ, không còn gì trọng yếu hơn phải tăng nhanh lực lượng. Trong thời gian ngắn hạn, những tục sự kia đại nhân không cần tiếp tục nhúng. Tay, chức vị phó thành chủ của đại nhân hiện tại ta sẽ để Linh Nhi đảm nhiệm. Linh Mục Địch sửng sốt, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu làm dứt khoát như vậy, cười. Khổ không thôi, khẽ lắc đầu nói. Vậy ta sẽ đem toàn bộ sự tình giao cho Linh Nhi, từ nay về sau an tâm bế. Quan! Ninh Linh Nhi cười nói. Đại nhân sớm nên như thế. Ánh mắt Lý Vân Tiêu dịu dàng nhìn nàng, hòa nhã nói. Vài năm kế tiếp Linh Nhi cần khổ cực. Ninh Linh Nhi cuống quýt cúi người, hoảng thần nói. Vân Tiêu ca ca nghiêm trọng, việc này là điều duy nhất mà ta có thể làm. Không thể cùng chư vị đại nhân với các tỷ muội cùng nhau giết địch, Linh Nhi đã thật áy náy. Khúc Hồng Nhan đi qua kéo tay nàng, cười nói. Nhà đầu ngốc, chuyện ngươi làm cũng không kém hơn chúng ta. Cả thiên võ, minh vận chuyển cùng điều hành đều do một tay ngươi thao tác, phần công lao. Này chỉ sợ không có ai có thể so sánh. Ninh Linh Nhi vội nói. Hồng Nhan tỷ tỷ đừng nói như vậy, Linh Nhi sợ hãi. Lý Vân Tiêu nói. Lời của Hồng Nhan rất đúng, mỗi người chúng ta chỉ làm tốt chuyện của mình. Mà thôi, vật tận kỳ tài mới có thể hình thành hợp lực, phát huy tác dụng lớn. Nhất, Linh Mục Địch nói. Minh chủ, việc của Lục Xí tính toán làm sao nói cho yêu tộc? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Việc này để ta nói đi, ta tin tưởng ngả là người phân biệt thị phi, về phần. Mạch hẳn cũng có thể khai thông. Trên mặt Linh Mục Địch hiện ra vẻ lo lắng, nói. Chỉ sợ không đơn giản như thế, dù sao Lục Xí cũng là thủy tổ yêu tộc, là. Mẫu thể sản sinh vạn yêu, phần huyết mạch cùng tình cảm thật khó thể vượt qua. Theo cách nhìn của ta, không bằng chuẩn bị sẵn sàng, nếu như yêu tộc có biến. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang, sát khí lạnh thấu xương. Sắc mặt mọi người đột biến, lộ ra kinh hãi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó xem, nói. Không tới mức như vậy đi. Vẻ mặt Linh Mục Địch băng xương, nói. Ta cũng không hy vọng như vậy, đây chỉ là đề phòng vạn nhất. Nếu không lưu, chứ một chuyện xấu lớn như vậy trong Viêm Võ Thành, ta sợ năm sau khi đối. Kháng Lục Xí sẽ xảy ra vấn đề. Còn một điều, cho dù bây giờ bọn hắn có thể đồng tâm với chúng ta, khó bảo toàn Lục Xí không biện pháp đối phó bọn hắn. Thậm chí ở trong huyết mạch ẩn chứa thần phục đối với mẫu thể, vậy phải làm. Sao? Lý Vân Tiêu nghe vậy cũng cảm thấy đau đầu. Hơn nữa những lời Linh Mục Địch đã nói rất nhiều điều không thể nghiệm chứng. Ngay bây giờ, một khi cuộc chiến hai giới bùng nổ bại lộ, vô cùng có khả năng biến thành vết thương chí mạng. Ninh Linh Nhi không đành lòng, nói. Nếu như không được, có thể giam họ lại trước không, chờ sau cuộc chiến thì thả ra. Linh Mục Địch nói. Vậy phải xem giới thần bi của Minh Chủ Đại Nhân có thể vây khốn được bọn. Hắn hay không, nhốt trong giới thần bi ta sẽ yên tâm hơn ở địa phương khác. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Việc này cho ta suy nghĩ thêm, đích xác không thể đi tìm yêu tộc mạo muội. Như vậy, hắn có chút do dự nói. Những người còn lại đều cảm nhận được áp lực, cùng không khí biến hóa. Đặc biệt là Đinh Linh Nhi, mấy năm nay yêu tộc phát triển thật nhanh, tuy vẫn
bình yên vô sự với nhân tộc, nhưng vẫn có không ít xung đột ma sát cáo trạng. Tới chỗ của nàng, mỗi lần nàng đều dùng lực nhẫn nại thật lớn đi giải quyết, cho nên nàng hiểu rõ tình huống của yêu tộc, nhớ tới ánh mắt đằng đằng sát khí vừa rồi của Linh Mục Địch, nàng không khỏi dùng mình. Lý Vân Tiêu phất tay nói. Mọi người đi xuống trước đi, việc này để ta cẩn thận cân nhắc. Nhóm người Linh Mục Địch cùng Khúc Hồng Nhan đều cáo lui, biết đây là lựa chọn gian nan của hắn, cũng không giúp đỡ được gì. Lý Vân Tiêu nhìn Tiểu Hồng, nói. Người cũng đi xuống đi, tìm Linh Nhi, mời nàng giúp đỡ an bài. Tiểu Hồng có chút không muốn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nhu thuận rời đi. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực lẳng lặng nhìn đại điện trống rỗng, rơi vào trầm tư. Hắn đứng nơi đó như pho tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Mấy ngày sau mới chậm rãi mở mắt, thân ảnh vừa động, trực tiếp biến mất trong đại điện. Ngay sau đó ở một góc Phiêm Võ Thành, lôi quang chợt lóe, Lý Vân Tiêu hiện trên không trung, nhìn xuống dưới. Nơi này là thành chỉ được xây dựng thêm, phân phối cho yêu tộc ở lại. Nhìn yêu tộc lui tới trên đường lớn, cười cười nói, mua bán giao dịch, hơn nữa có không ít nhân tộc bên trong, một mảnh cảnh tượng hòa bình. Thân ảnh Lý Vân Tiêu chợt lóe, dừng trước một tòa đại điện. Quy tắc đại điện nhỏ hơn chủ điện Viêm Võ Thành rất nhiều, lại có vẻ thanh tú. Chính là hành cung của ngài. Địa vị của ngài không kém hơn mạch. Nhưng bởi vì không hỏi thế sự, lại được tôn sùng, cũng không ở lại trong yêu hoàng điện mà có cung điện riêng của mình. Hắn liếc mắt nhìn đại môn, hai gã yêu tộc canh gác hai bên, đồng thời nhìn. Thấy hắn liền lộ ra địch ý. Trong đó có một gã yêu tộc vừa định khiển trách, còn chưa mở miệng hai mắt. Chợt nhoáng lên, giống như có quang mang chớp động, người nọ đã không thấy bóng dáng. Ân, đây là... Yêu tộc kia lặng người, nhìn qua đồng bạn ngơ ngẩn hỏi. Vừa rồi nơi đó có người hay không? Hắn chỉ về phía trước. Tên đồng bạn cũng vô cùng kinh ngạc, liên tục gật đầu, còn nheo nheo ánh mắt. Nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta còn tưởng mình hoa mắt đây, nhưng sao lại biến mất rồi? Có thể vào hành cung rồi hay không? Tên yêu tộc nghĩ nghĩ, nhất thời hoảng sợ, sắc mặt khó xem. Không thể nào đâu, ngươi đừng làm ta sợ. Tên còn lại tựa hồ bị sợ hãi, vội lắc đầu nói. Tuyệt không khả năng, tuy độn thuật của người kia kinh thế hãi tục, nhưng... Muốn lặng yên thông qua hai chúng ta vẫn là không thể nào. Tên yêu tộc kia nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không khả năng, bình thường trở lại. Khởi lên tinh thần đi, ngàn vạn lần đừng sơ sẩy. Lúc này Lý Vân Tiêu đã đi vào hành cung, bên trong thập phần rộng lớn, hành. Lang nối tiếp, thần thức của hắn lướt qua. Liền xuất hiện trước một sân viện. Tinh Mỹ. Người trong viện tựa hồ có cảm ứng, ngạc nhiên nói. Minh chủ đại nhân. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ôm quyền nói. Mạo muội tới chơi, mong ngài đại nhân chớ trách. Một nữ hài yêu tộc liền mở cửa viện, nữ hài mở to mắt tò mò nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Bên trong truyền ra thanh âm của ngài. Mời minh chủ đại nhân vào. Lý Vân Tiêu đi nhanh vào trong. Trong nội viện núi giả nước chảy, cây cối xanh. Nhìn qua cổ kính. Ngài mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, yểu điệu đứng trong viện, vẻ mặt hồng hào, nhã nhặn ôn hòa như một nữ tử nhân tộc. Từ sau khi bại lộ thân phận nữ nhân, nàng luôn duy trì hình thái bây giờ, hơn. Nữa càng ngày càng giống nhân tộc. Dù sao yêu tộc cũng không để ý bề ngoài, nhưng làm nữ nhân ai cũng thích để ý. Diện mạo của mình. Ngài lập tức đi qua nghênh đón, thần sắc vui mừng cười nói. Trở về Viêm Võ Thành 7 ngày, cuối cùng minh chủ đại nhân mới nhớ tới yêu. Tộc chúng ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, trong lời nói của ngài tựa hồ có ám chỉ. Nhưng lại để lộ một tin tức, thân phận địa vị của mình hiện tại tựa hồ từng cử. Động đều bị người giám thị cùng suy đoán, xem ra sau này làm việc cũng không. Thể tùy tâm sở dục, phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói. Đã tới chậm, mong ngài đại nhân chớ trách. Ngài mỉm cười mời hắn vào trong, đồng thời gọi yêu tộc nữ hải đi châm trà. Không biết lần này minh chủ đại nhân đi ma giới thu hoạch như thế nào. Hai người ngồi trong tiểu viện, ngài lên tiếng hỏi. Mấy ngày nay nàng một mực suy đoán việc này, mặc dù mạch cũng đã tới nhiều lần.
gặp nàng trao đổi vấn đề về thái độ của Lý Vân Tiêu. Hai người suy nghĩ thật lâu, không rõ vì sao hội nghị trung tâm lại bài xích yêu tộc bên ngoài. Đủ loại ý tưởng cùng tính toán xấu nhất đều nghĩ qua, nhưng thật lâu không có kết quả, hơn nữa còn không thăm dò được tin tức gì, làm trong lòng hai người thật nặng nề. Thậm chí đã bắt đầu có lời đồn đãi truyền ra trong cao tầng yêu tộc, khiến cả yêu tộc đều bao phủ một tầng bóng ma, có chút kinh hoàng không chịu nổi. Hôm nay Lý Vân Tiêu đã tới, lại làm trong lòng ngải chợt thở ra nhẹ nhõm. Mặc kệ kết luận như thế nào, ít nhất không cần tiếp tục suy đoán, hết thảy đều sẽ có kết quả. Hơn nữa trong lòng ngải còn có suy đoán mơ hồ không tốt, bởi vì Lý Vân Tiêu tìm nàng trước mà không tìm mạch, giải thích duy nhất là nàng dễ nói chuyện. Tìm mạch chỉ sợ không thể khai thông, có thể thấy được sự tình tuyệt không đơn giản. Lý Vân Tiêu nói thẳng. Hành trình ma giới thu hoạch phong phú, nhưng cũng gặp được nhiều vấn đề. Thật khó giải quyết. Trong lòng ngải vừa động, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đi thẳng vào chủ đề. Vội hỏi. Vấn đề gì? Lý Vân Tiêu thoáng trầm ngâm, liền đem hành trình ma giới thuật lại một lần. Nói. Hiện tại gặp được chính là ma thủ. Không biết ngải đại nhân có từng nghe. Qua văn chương. Ngải nghe được tâm kinh động phách, một lúc mới hồi phục tinh thần, nói. Chưa từng nghe qua vật ấy, không thể tưởng được hành trình ma giới của mình. Chủ lại bốn bề sóng dậy như thế, không biết kế tiếp nên làm sao ứng đối. Lý Vân Tiêu nói, tuy rằng chúng ta không nắm chắc chiến thắng ma thủ thiên giới chi chủ. Nhưng năm đó ma chủ cũng có tu vi như vậy, cuối cùng vẫn lạc trong thiên vũ giới, cho nên cũng không có gì lo lắng. Chúng ta chỉ cần đem hết toàn lực là được, về phần thắng bại, phải xem ý trời. Ngài gật gật đầu, nói. Đúng là như thế. Giờ phút này nữ hài đã chuẩn bị xong rượu trà, hai người nhẹ nhàng thưởng. Thức, cũng không nói gì. Dù sao ngài cũng là nữ tử, tâm cơ không thâm trầm như Lý Vân Tiêu, rốt cục. Không nhịn được mở miệng nói. Thứ cho ta nói thẳng, không biết từ sau khi Minh Chủ Đại Nhân trở lại, vì sao phải tránh né yêu tộc chúng tôi, riêng mời dự họp hạch tâm, có phải có trạng huống gì hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than, chung quy đã nhắc tới đề tài này, ánh mắt. Hắn nhìn qua nữ hài. Ngài lập tức hiểu ý, đuổi người đi. Lý Vân Tiêu buông ra thần thức, xác định xung quanh không còn ai, thở dài nói. Ngài đại nhân có biết ma thủ là người phương nào hay không? Ngài nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của hắn, nghĩ hắn có việc kinh thiên muốn nói. Ra, nhưng không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, sửng sốt hồi lâu mới nói. Không phải là ma thủ sao, là một tồn tại cường đại của ma tộc. Lý Vân Tiêu nói, người này nguyên bản không phải ma tộc, chính là người thiên vũ giới. Trăm, vạn năm trước cùng chân linh giận vũ cùng quy khư bọn họ có một trận chiến, đã kết thúc thời đại chân linh, từ đó bị thương nặng, rơi xuống ma giới, luôn. Nghỉ ngơi dưỡng sức cho tới bây giờ. A, chén trà trong tay ngải trượt nghiêng, cánh tay run rẩy dữ dội, không cách. Nào bình tĩnh, Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn nàng, bởi vì hắn biết giờ phút này nàng thật sự thất thố, nhìn bộ dáng cơ hồ ngồi bệch trên ghế của nàng, thậm chí đầu óc nàng cũng trống rỗng. Thật lâu sau ngài mới hồi phục lại tinh thần, gian nan nói. Ngươi xác định, Lý Vân Tiêu gật đầu. 10 phần khẳng định, 100% xác định. Ánh mắt ngài có chút tan rã, hoàn toàn hỗn độn. Lý Vân Tiêu nói. Tính nghiêm trọng của việc này ngài đại nhân hẳn hiểu rõ ràng hơn ta. Ta biết bây giờ đại nhân vô cùng bối rối, cho nên hãy yên tĩnh tự hỏi kế tiếp nên. Làm gì, trước khi có được hồi phục xác thực, ta sẽ tăng cường phòng thủ thành. Thị, hy vọng người yêu tộc đừng tự tiện rời khỏi, để tránh xung đột không cần. Thiết, trong lòng ngài chấn kinh, biết ý tứ của Lý Vân Tiêu, chính là muốn giam lỏng. Cả bộ tộc của mình. Dung nhan xinh đẹp chảy ra mồ hôi, nàng vô lực nói. Việc này, Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Hơn nữa ta hy vọng việc này ngài đại nhân nên suy nghĩ kỹ càng trước, sau. Đó hãy đi tìm yêu hoàng thương lượng, ta sợ yêu hoàng quá mức xúc động, sẽ gây ra xung đột với chúng tôi, kết quả sẽ không ai muốn nhìn thấy. Ngài ôm ngực, sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, hiển nhiên chuyện này có chút vượt
Qua tưởng tượng cùng thừa nhận của nàng, trong lúc nhất thời nàng không biết. Nên làm sao mới phải? Lý Vân Tiêu nói. Yêu tộc tuy vì lục xí mà sinh, nhưng trăm vạn năm trôi qua, đã có lợi ích. Cùng tiền cảnh của mình, mà lục xí không còn là lục xí năm xưa, hết thảy đều. Thay đổi, hy vọng yêu tộc có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Hiện tại ta lưu, lại cũng vô ích, cáo từ trước. Nếu ngài đại nhân muốn gặp ta, tùy thời đều. Được, chỉ cần thông báo cho Linh Nhi, ta đã triệt hồi chức vị của mục địch đại. Nhân, hiện tại do Linh Nhi đảm nhiệm. Nói xong liền đứng dậy cáo từ. Thậm chí ngài cũng không còn tâm tư nói lời khách sáo, vô lực ngồi trên ghế. Một tay ôm ngực, cảm giác dị thường áp lực. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Nữ hài nhìn thấy Lý Vân Tiêu đã đi nên vào phòng. Vừa nhìn thấy bộ dáng của ngài, hoảng sợ bước nhanh tới đỡ lấy nàng, hỏi. Đại nhân bị bệnh sao? Ta đi thông chi cho Ngô Hoàng bệ hạ. Sắc mặt ngài đại biến, vội vàng nắm chặt lấy nàng khiến cánh tay nữ hài đau. Đớn, vẻ mặt thống khổ. Ngài nhìn nàng chằm chằm, vô cùng ngưng trọng nói. Ngươi lập tức đi thông chi bệ hạ, để cho hắn hạ lệnh, trong thời gian sắp. Tới toàn bộ yêu tộc đều phải ở lại trong lãnh địa, không được tùy ý đi ra. Ngoài, tiểu cô nương vội vàng gật đầu, lúc này ngài mới buông tay. Tiểu cô nương xoa nhẹ cánh tay, nói. Ta đi yêu hoàng điện. Ngài vô lực phất phất tay, nói. Đi thôi. Tiếp theo lại sụi lơ trên ghế, toàn thân hữu khí vô lực. Mấy ngày sau, cả Viêm Võ Thành đề phòng xâm nghiêm. Lãnh địa yêu tộc giống như bao phủ một tầng bóng ma, người đi đường ít ỏi, hơn. Nữa dáng vẻ vội vàng, cũng hiếm khi nhìn thấy có thân ảnh nhân tộc. Thần sắc cao tầng yêu tộc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, tựa hồ cảm. Thấy có người đang theo dõi họ. Trước yêu hoàng điện cùng hành cung của ngài càng thêm nhiều người, sắc mặt họ. Âm trầm, đã có vẻ tức giận. Nhưng yêu hoàng cùng ngài vẫn không hề lên tiếng, tựa hồ đang có ẩn tình gì. Làm cho cả yêu tộc vô cùng kiêng kỵ, một cỗ khí tức nóng nảy bắt đầu lan tràn. Khắp lãnh địa, tuy rằng cảm xúc phản đối phát sinh, nhưng do ngài cùng mạch tăng cường ước. Thúc cho nên vẫn luôn bình yên vô sự. Mạch cùng ngài đã đi tìm Lý Vân Tiêu vài lần, mỗi lần đều trao đổi tới đêm. Khuya nhưng tựa hồ ra về chẳng vui. Trong chớp mắt mấy tháng trôi qua. Ngày hôm đó, dựa theo ước định, nhóm cường giả Hiên Viên Diệu tụ tập bên ngoài. Chủ điện. Nhóm người Lý Vân Tiêu cũng đã sớm đợi ở nơi này, chỉ một lát mọi người đều. Tới đông đủ. Có Hiên Viên Diệu, Lam Nham Chủ, Hạo Phong, Phi Nghê, Tiểu Hồng, Ác Linh, Đoan. Mục Hữu Ngọc, Nhù Vi, Hải Hoàng Ba Long, cùng Diệp Phàm còn có tỷ đệ Mộng Vũ. Khí tức của tỷ đệ Mộng Vũ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã mơ hồ có. Khí thế của cường giả. Bộ dạng Mộng Vũ ngày càng thêm kiều mị, tự nhiên hào phóng bắt chuyện với mọi người, mà Mộng Bạch vẫn khí phách thiếu niên, nhìn qua trầm ổn hơn rất nhiều. Như một thanh bảo kiếm ẩn tàng sắc bén, hai tỷ đệ nhìn Lý Vân Tiêu với vẻ kích động lẫn cảm kích. Đinh Linh Nhi ôm quyền cười nói. Chúc Vân Tiêu ca ca cùng chư vị đại nhân đắc thắng trở về. Lý Vân Tiêu vuốt nhẹ mũi nàng, cười nói. Hết thảy trong Viêm Võ Thành đều giao cho Linh Nhi, còn về chuyện của yêu tộc. Hắn nhìn qua Mộng Linh Chân Quân nói. Phải làm phiền Chân Quân. Mộng Linh Chân Quân gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, tuy rằng không ít người bế tử quan, nhưng yêu tộc tuyệt đối. Không dám nháo sự, nếu không một khi kinh động nhiều cường giả, tình cảnh của. Họ sẽ xấu. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Hy vọng việc này sẽ tìm được cách giải quyết viên mãn. Mọi người đều có chút ảm đạm, dù sao những năm gần đây mọi người ở chung vui. Vẻ, không ai muốn xuất hiện loại chuyện này. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đều tại ta đem cảm xúc không tốt lây nhiễm chư vị, đừng hao tổn tinh thần. Nữa, đi thôi. Mọi người tiến nhập vào truyền tống trận. Vài giờ sau, trên một mảnh đất hoang vô cùng rộng lớn, một đạo vầng sáng lóe ra, trên bầu trời phủ kín vết rạn. Theo sau trong không gian truyền tới thanh âm oanh long long, trời cao như bị xé nứt, một đám người buông xuống. Lý Vân Tiêu lấy ra tinh bàn, xác định vị trí, nói. Hẳn ở gần bên nơi này. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm đốt ngón tay, kinh ngạc nói.
nơi này là... Lý Vân Tiêu khẽ cười. Là bí cảnh Tây Vực, Yên Vân Cổ Chiếu. Yên Vân Cổ Chiếu. Mọi người sửng sốt, bọn họ đương nhiên không xa lạ với tứ đại bí cảnh của... Thiên Vũ Giới. Hạo Phong nói. Năm đó ta từng đi qua Yên Vân Cổ Chiếu, cũng không có chỗ nào đáng ngạc. Nhiên, ngoại trừ linh khí kinh người, thích hợp tu luyện, cũng chỉ có phong. Cảnh tuyệt mỹ mà thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Linh khí kinh người cũng đủ rồi. Hơn nữa hiện giờ trên Thiên Vũ Đại Lục. Muốn xuất hiện nơi chân long có thể sinh ra thật không dễ dàng, ngoại trừ trong tứ. Hải, nếu ở Đại Lục cũng chỉ có Yên Vân Cổ Chiếu. Hạo Phong nói. Dễ làm thôi, chúng ta tìm không gian tiết điểm, không cần chờ đợi thời gian. Mở ra, trực tiếp xé rách không gian đi vào. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không, nhiệm vụ của chúng ta không phải tìm chân long, mà là vì ngăn cản. Giận Vũ phá hư, chỉ cần canh giữ bốn phía Yên Vân Cổ Chiếu, phòng ngừa hắn đi. Vào là được, chân long tụ thiên địa tinh hoa, chính mình tự sinh ra, không cần. Chúng ta đi tìm. Mọi người vừa nghe, cũng hiểu được có đạo lý. Sau khi thương nghị, bắt đầu tìm kiếm trên tinh bàn, rất nhanh liền xác định. Yên Vân Cổ Chiếu ở đâu? Vài giờ sau, theo tinh bàn đi tới địa phương kia, phát hiện hoàn cảnh sung. Quanh an bình, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm đốt ngón tay, cau mày nói. Tựa hồ không phải thời gian bình thường mở ra, nhưng việc này cũng không. Thể suy tính theo lẽ thường. Lý Vân Tiêu nói, vì bảo đảm chắc chắn, nên bày ra trận pháp trong phạm vi vạn dặm xung. Quanh, vừa có động tĩnh thì chúng ta có thể cảm ứng. Mọi người nhất thời phân công nhau làm việc, đối với bọn họ mà nói, khoảng. Cách vạn dặm cũng chỉ tốn chút thời gian. Vài nén hương thời gian, toàn bộ đã bố trí xong xuôi, mọi người lại hội tụ tới. Chỗ Lý Vân Tiêu, căn cứ tinh bàn dò xét cùng cảm ứng của mọi người, xung quanh khu vực này. Chính là chỗ yếu nhất của không gian tiết điểm, nếu Giận Vũ muốn đi vào Yên Vân. Cổ Chiếu, lựa chọn nơi này là vô cùng thích hợp. Lý Vân Tiêu nói, căn cứ Bách Luân Kết Y đại nhân cung cấp thời gian, trong tháng này, nhưng... Không biết ngày chính xác. Nhu Vi cảm khái nói, dù vậy cũng đã suy tính thật lợi hại rồi. Mọi người đều gật đầu đồng ý, còn lộ vẻ tôn kính. Lý Vân Tiêu nói, nhất định phải đảm bảo chắc chắn chân long thuận lợi xuất thế, như vậy phần thắng của chúng ta mới có thể đề cao. Hiện tại chư vị vô sự, nhắm mắt điều tức. Đi, đề phòng bất trắc, lấy sự hiểu biết của ta đối với Giận Vũ, đây là cơ hội. Cuối cùng của hắn, dù chết hắn cũng sẽ xuất hiện. Mọi người ngồi xếp bằng ở xung quanh, lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, mỗi người đều yên lặng tu luyện, liên tục vài ngày cũng. Không chút động tĩnh. Trong lúc mọi người tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí kinh người, khiến phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh bị hình thành một cỗ lốc xoáy, không ngừng tán phát khắp nơi. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bực, áp lực nói không nên lời. Hắn đột nhiên mở mắt, phảng phất muốn nhìn thấu hư không, nhìn về hướng Yên Vân Cổ Chiếu. Mà giờ khắc này trên trán Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng tuôn mồ hôi lạnh. Kim sắc. Tinh trượng dựng đứng bên người, tựa hồ hơi run lên, mơ hồ có thanh âm kim. Hoàn va chạm vang lên. Lần này liền làm cho mọi người giật mình, đều đưa mắt nhìn qua. Sao lại thế này? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh trượng, nội tâm buồn. Bực nói không nên lời, chỉ cảm thấy có việc phát sinh, nhưng không biết là. Chuyện gì? Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc có chút trắng bệch. Đồng dạng một cỗ cảm xúc tràn ngập trong lòng, nhưng lại không kịp bắt giữ. Hắn chộp lấy tinh trượng, vài đạo quyết ấn đánh ra, theo sau một mảnh kim. Quang xuất hiện bốn phía. Trong mơ hồ mọi người nhìn thấy có kim sắc tinh đổ lóe sáng, diễn biến thành chư thiên tinh đấu. Sắc mặt Nhu Vi khẽ biến, nói. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng quá mức miễn cưỡng. Thần sắc Đoan Mộc Hữu Ngọc dị thường ngưng trọng. Không ngừng đánh ra quyết ấn. Vào trong tinh đồ, thăm dò thiên đạo diễn biến. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động, hắn đứng gần Đoan Mộc Hữu Ngọc. Nhất, rõ ràng cảm nhận được sinh cơ trên người mình nhanh chóng trôi qua, mái. Tóc ngăm đen bắt đầu biến thành trắng. Hắn không khỏi kinh hãi hô.
Ngọc công tử. Không biết có phải do tiếng hô của Lý Vân Tiêu làm kinh hãi, hay bản thân. Không gánh nổi, Đoan Mộc Hữu Ngọc phun máu. Kim quang đầy trời chợt biến mất, tinh đồ tán đi, toàn bộ hào quang thu liễm. Vào trong tinh trưởng. Giờ phút này khuôn mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc già đi rất nhiều, hắn bắt lấy tinh. Trưởng, bất chấp thương thế trên người lo lắng hô. Không xong, tựa hồ có biến. Biến. Mọi người kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ luôn trấn thủ nơi này. Đừng nói có thể xông vào, dù từ không gian khác tới đây cũng khó tránh tra. Xét, thật sự không biết biến cố ở đâu. Lý Vân Tiêu tu luyện sơ chân quyết, tựa hồ cảm ứng được gì, trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Giận Vũ có thể đã tiến vào Yên Vân cổ chiếu, chúng ta nhất định phải đuổi. Qua, bằng không sẽ trễ. Làm sao có thể? Dù là Lý Vân Tiêu cũng không tin. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng loại cảm giác này thật mãnh liệt. Lý Vân Tiêu trầm giọng. Được, vậy chúng ta lập tức đi vào. Mặc dù không có chứng cớ tin cậy, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác của Đoan Mộc Hữu Ngọc, bởi vì hắn cũng có cảm ứng. Hạo Phong nói. Vào xem cũng tốt, nếu có thể tìm được Hóa Long Trì, trực tiếp thủ hộ bên. Cạnh sẽ không cần lo lắng. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, lập tức tìm được điểm yếu, vung tay, tử lôi. Hóa đao liền cắt tới. Cả không gian giống như bị lưỡi dao sắc bén chậm rãi xé ra. Thân ảnh mọi người chớp động, toàn bộ tiến vào bên trong, chỉ nháy mắt lỗ hồng. Đã hợp lại. Minh chủ, mau nhìn. Hiên Viên Diệu đột nhiên chấn động, nhìn về phía cách đó không xa. Một thông. Đạo tối đen uyển chuyển uốn lượn trực tiếp thông tới ánh sáng phía trước. Giận Vũ thật sự vào được. Sắc mặt mọi người đại biến, từ ngọn nguồn nhìn lại, hẳn là cách chỗ bọn họ. Không xa. Hạo Phong hoảng sợ. Này, điều này sao có thể? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lý Vân Tiêu kinh hãi, dù Giận Vũ tu luyện tới giới. Vương Cảnh cũng chưa chắc có được thần thông như vậy, có thể âm thầm xâm nhập. Vào lại không gây ra chút động tĩnh nào như thế. Hiên Viên Diệu trầm giọng nói. Đừng động, nhanh chóng đuổi theo. Nếu để Giận Vũ được tới chân long trước, thì phiền toái lớn, hơn nữa từ điểm này xem ra, có lẽ chúng ta gặp phải phiền. Phức còn lớn hơn dự đoán. Mọi người không dám do dự, vội vàng hóa thành độn quang bay thẳng về hướng ánh. Sáng. Cuối ánh sáng là một mảnh thiên địa tuyệt mỹ. Trên bầu trời sáng rỡ. Nối liền một mảnh cùng hoa cỏ xanh tươi bên dưới, linh. Khí dồi dào, sương mù mỏng manh chậm rãi du đãng trong thiên địa, khiến người vui vẻ thoải mái. Cách thông đạo xa xa, có bốn thân ảnh bay nhanh, là ba nam một nữ. Trên người ba nam tử lộ ra khí tức vô cùng cường đại, chính là Giận Vũ, Thủy. Cùng Uyên, nữ tử sắc mặt lạnh lùng, váy áo tím phiêu đãng trên không, trong mắt lạnh lẽo. Chính là chữ Khả Nguyệt đã dung hợp cùng Quy Khư. Hàn quang trong mắt Quy Khư đột nhiên vừa động, thân hình ngừng lại. Giận Vũ thấy nàng nhìn ra sau, sắc mặt đột biến cả kinh nói. Bọn hắn đã tới. Quy Khư gật đầu. Sắc mặt Giận Vũ âm trầm nói. Không phải ngươi nói huyễn thuật lấy giả đánh cháo, hóa hư là thật của. Ngươi dù là một năm bọn hắn cũng không nhìn ra sao. Quy Khư bình tĩnh nói. Lời tuy như thế. Nhưng sở dĩ bọn hắn đi vào chưa chắc đã khám phá cái gì. Có lẽ chỉ là nhất thời, muốn đi vào xem thử mà thôi. Còn nữa, tới trình độ như. Chúng ta, đối với thiên địa vạn vật đều có cảm ứng. Ngươi cho rằng có thể lén. Lút vào Hóa Long Trì mà không bị phát hiện sao? Hừ. Vẻ mặt Giận Vũ dữ tợn, âm lãnh cười nói. Lần này tới hay lắm, với lực lượng hai chúng ta, căn bản không cần sợ bọn. Hắn. Quy Khư gật đầu, nói. Vẫn nên cẩn thận tốt hơn, trước khi đoạt lại số mệnh tận khả năng đừng sung. Đột với bọn họ. Giận Vũ nói. Đi thôi, ta đã cảm ứng được long khí rất mạnh. Lần này thai nghén chân long. Nếu xuất thế chỉ sợ cường đại dị thường. Quy Khư nói. Cuộc chiến hai giới sắp mở ra, chỉ sợ thiên vũ giới cũng cảm nhận được nguy. Hiểm, tự nhiên sẽ dốc hết lực lượng tạo ra một đời chân long cực mạnh. Nếu chân long xuất thế, chỉ sợ Giận Vũ huynh là người đầu tiên xong đời. Sắc mặt Giận Vũ đại biến,
vô cùng âm trầm quát. Đừng nói nhảm, mau đi theo ta. Vừa nghĩ tới mạng của mình không còn bao lâu, Giận Vũ như phát điên liều mạng. Bay thẳng tới trung tâm mà thiên địa nguyên khí đang hội tụ. Nhóm người Lý Vân Tiêu vừa bước vào bí cảnh, liền biến sắc, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được linh khí lưu động cực kỳ không bình thường. Quả nhiên có vấn đề. Lý Vân Tiêu quát. Đi theo ta. Hắn lập tức dọc theo linh khí lưu động bay đi. Nhu Vi nói. Đây là thiên địa linh khí dị biến trước khi chân long sinh ra. Hơn nữa linh khí lưu động ngày càng gấp, chẳng những trong bí cảnh Yên Vân Cổ. Chiếu, nơi nơi biến thành lốc xoáy chảy xiết, trực tiếp áp phá không gian bí. Cảnh, bắt đầu lan tràn khắp thiên vũ giới. Ở lối vào Yên Vân Cổ chiếu, bắt đầu có từng quầng linh khí tán khắp bốn phương. Tám hướng, đồng thời trên bầu trời một mảnh dáng màu, mơ hồ có long hình. Thoáng hiện. Một ít bang phái cùng thành trì ở gần Yên Vân Cổ chiếu đều cảm ứng, lập tức. Phái cao thủ chạy tới điều tra. Những người này đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ có bảo. Vật xuất thế, vạn phần kích động bắt đầu hỗn chiến tranh giành. Vài giờ sau, đi tới một mảnh thảo nguyên rộng lớn, trước mặt linh khí lốc xoáy. Bao trùm, nhìn không thấy cuối. Mọi người đều bị cảnh tượng này làm chấn kinh, linh khí trực tiếp hóa thành. Thể lỏng, như vạn thủy hội tụ tràn vào trong lốc xoáy. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Chân long nhất định ở trung tâm lốc xoáy, chúng ta đi nhanh lên. Một đường không đuổi kịp Giận Vũ, làm mỗi người đều lo lắng. Nếu tân chân long bị Giận Vũ gạt bỏ. Mỗi người vừa nghĩ tới điều này, đã cảm thấy da đầu tê dại. Tuy lốc xoáy đáng sợ, nhưng họ vẫn có thể chống đỡ, nháy mắt liền lao xuống. Oanh long. Bên tai truyền tới thanh âm không gian chấn động thật lớn, vô số linh dịch bị. Lực xung kích áp lui nháy mắt hóa thành khí. Vài thân ảnh lao vào, liền biến mất trong biển lốc xoáy. Dưới lốc xoáy, linh dịch ngưng tụ thành cột lớn hai người ôm không hết, hòa. Nhập vào một mảnh hỗn độn bên dưới. Trong hỗn độn có kim sắc tinh quang lóe ra, nhìn như vũ trụ. Trong lòng mỗi người vô cùng kinh hãi, hỗn độn vũ trụ giống như quả trứng gà. Dưới linh dịch rót vào không ngừng biến hóa. Kim sắc quang mang bên trong lại giống như huyết thanh, chậm rãi lưu động. Giận Vũ đâu? Lý Vân Tiêu nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy tung tích Giận Vũ, không khỏi. Hồ nghi. Phi Nghê nói. Hay là Giận Vũ chưa tiến vào? Ngay cả Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng do dự, hắn chỉ tính có biến cố nhưng chưa chắc. Giận Vũ đã tới. Hạo Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào hỗn độn, cả kinh nói. Mau nhìn, chỉ thấy một người yên lặng ở bên trong, cơ hồ cùng hỗn độn tan thành một thể. Nếu không cẩn thận phân rõ căn bản không thể phát hiện. Người nọ đang ngồi xếp bằng, một tay khắp quyết, chính là Giận Vũ. Nhu Vi cả kinh nói. Không tốt, hắn đang hấp thu thiên địa tinh hoa, chỉ sợ muốn đoạt chân long. Số mệnh, sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, nói. Nhưng hắn đã tiến nhập hỗn độn kê tử, hiện tại phải làm thế nào? Nếu chúng ta mạnh mẽ tiến vào, có thể sẽ phá hư chân long nguyên mẫu, nhưng nếu để mặc hắn ở bên trong, vẫn xong đời. Hiên Viên Diệu lạnh giọng nói. Không quản được nhiều như vậy, động thủ. Sau đó hắn lao xuống, thân hình tiếp xúc hỗn độn kê tử, lại giống như chìm vào. Vũng bùn, chậm rãi lâm vào. Theo sau liền thấy hắn đi thẳng về hướng Giận Vũ. Lý Vân Tiêu không còn do dự, nói. Động thủ. Nhưng ánh mắt hắn lập tức ngưng lại, nói. Chậm đã, Hạo Phong đại nhân cùng ta đi xuống, những người khác tạm thời lưu. Lại. Mọi người nghĩ nghĩ, liền đứng nguyên tại chỗ. Lý Vân Tiêu cùng Hạo Phong đi vào trong hỗn độn kê tử, bên trong là một thiên. Địa hoàn toàn mới, xuyên thấu qua có thể nhìn thấy bên ngoài. Giận Vũ đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra sát khí tràn ngập quát. Lý Vân Tiêu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, lạnh lùng nói. Giận Vũ, hôm nay là ngày chết của ngươi, trước khi chết có gì chăn chối. Ha ha, ngày chết. Giận Vũ cười lạnh, nói. Bản thân ta muốn nhìn xem hôm nay chết là ai. Sau lưng hắn lập tức hóa thành hai thân ảnh, là Thủy cùng Uyên. Hai người. Không nói một lời trực tiếp lao tới. Hừ, tôm tép nhãi nhép. Hiên Viên Diệu vươn tay, một cây thiết tiên hiện ra.
Thủy cùng Uyên tuy ở tạo hóa cảnh, nhưng Hiên Viên Diệu là nửa bước giới vương, lập tức đem hai người chấn bay. Sau đó tiên ảnh thu liếm, hướng thủy đánh tới. Hạo Phong xông lên phía trước, nói: "Ta đi trợ giúp Hiên Viên đại nhân một tay." Niết Nguyên đao bay ra, trực tiếp chém về phía Uyên. Bốn người đại chiến ngay bên trong hỗn độn kê tử. Hạo Phong cùng Uyên không phân cao thấp, mà thủy không phải địch thủ của Hiên Viên Diệu, không ngừng lui về phía sau. Cũng may linh trí của thủy phong bế, cho nên tử chiến không sợ chết, vẫn còn tận lực chống đỡ. Sắc mặt giận vũ trầm xuống, âm lãnh nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiến tới từng bước một, đi tới trước người giận vũ nhìn chằm chằm vào hắn. Giận vũ cả giận nói: "Vì sao nhất định phải giết ta? Làm thiên sứ lẫn nhau không tốt sao?" Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: "Bởi vì ngươi đáng chết." Giận vũ đột nhiên bạo quát: "Còn không biết kẻ chết là ai?" Long quyền vô lượng quang. Hắn trực tiếp xông lên, cơ hồ dán sát trên người Lý Vân Tiêu, một quyền đánh tới. Lý Vân Tiêu vẫn không nhúc nhích, trong mắt lóe kim quang, nháy mắt như có vô số lôi điện toát ra, muốn xem thấu hết thảy hư ảo thế giới. Oanh long. Một quyền đánh xuống, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, oanh vào hư vô. Sau lưng. Sắc mặt giận vũ đại biến, cả kinh hô: "Ngươi!" Trong mắt Lý Vân Tiêu ẩn hiện kim sắc phù văn, lạnh lùng nói: "Ta rốt cục hiểu rõ vì sao ngươi có thể vào trong Yên Vân cổ chiếu mà ta không phát hiện được, nguyên lai quy khư giúp ngươi a." Tay hắn vung lên, một mảnh tử lôi lóe ra, lập tức vỗ lên người giận vũ. Oanh! Thân hình giận vũ nổ tung. Ngay sau đó cả thủy cùng Uyên đều biến mất, cả không gian chớp lên. Hiên Viên Diệu cùng Hạo Phong đều chấn động, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy lốc xoáy mà mọi người tiến vào lại giống như chưa hề di chuyển. Mà hai người vừa đánh một trận, thần dịch lực tiêu hao không ít. Linh dịch cuồn cuộn không ngừng rót vào hỗn độn bên dưới. Nhóm người Lam Nham chủ cũng chấn động, vừa rồi họ nhìn thấy Lý Vân Tiêu bị giận vũ oanh kích, còn tưởng rằng hắn chúng tà thuật cho nên không nhúc nhích. Không nghĩ hết thảy đều là huyễn thuật. Ba long cả kinh. Chẳng lẽ đây cũng là quy khư? Mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, hắn có tu luyện chân thực chi nhãn nhưng chưa tới đại thành mà thôi, lại không nhìn ra huyễn thuật của quy khư. Lý Vân Tiêu gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Quả nhiên phiền toái hơn dự liệu, hiện tại không biết quy khư có thực lực gì, nếu đạt tới nửa bước giới vương, lần này sẽ không xong. Phi Nghê lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nhìn vào hỗn độn kê tử bên dưới, giờ phút này cảm giác khác hẳn. Bên trong kê tử có lam quang lóe ra, ngưng mắt nhìn lại chính là ngưng kết. Long tinh, tụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa mà sinh, ngưng kết long tinh, cuối. Cùng phá tinh hóa long. Giờ phút này đang trong quá trình kết tinh, nhưng không biết giận vũ ẩn thân. Nơi nào, làm Lý Vân Tiêu vô cùng lo lắng. Hắn dùng chân thực chi nhãn nhìn lại, nhưng không cách nào xuyên thấu qua hỗn độn kê tử, đặc biệt khi va chạm vào kết tinh thì bị ngăn cản. Lý Vân Tiêu đành cao giọng nói. Quy khư, ngươi ở đâu? Không ai đáp lại. Hắn tiếp tục hô to, nhưng vẫn im ắng, chỉ có long khí cường đại tràn ra. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Ta không biết ngươi cùng giận vũ đạt tới hiệp định gì, nhưng nếu ngươi nguyện ý đứng chung một chỗ với ta, ta tận khả năng gia tăng thêm gấp đôi điều kiện cho ngươi. Vẫn không có tiếng trả lời, giống như không có ai ở đó. Trong lòng Lý Vân Tiêu chợt động, nói. Nếu ngươi cảm thấy ta không lấy ra được điều kiện mà ngươi cần, như vậy ta có một vật có lẽ ngươi tâm động, ngươi có cần văn chương. Vừa dứt lời, khoảng cách mấy ngàn trượng trong hư vô đột nhiên rung động. Lập tức truyền ra tiếng cười điên cuồng của giận vũ. Ha ha ha. Văn chương, hắn muốn lấy văn chương đổi ngươi quy phục. Thân ảnh nhóm người Lý Vân Tiêu chợt động, liền thuấn di tới gần phiến hư. Không kia, thần thức lập tức tập trung bên trong. Không gian kia chợt động, thân ảnh giận vũ cùng quy khư bọn họ xuất hiện. Quả nhiên là các ngươi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu giận dữ, đặc biệt khi hắn nhìn thấy bộ dáng của chữ khả. Nguyệt nhưng thần sắc lại lạnh lùng hờ hững, rõ ràng rất gần nhưng lại thật xa. Giận vũ lạnh lùng theo dõi hắn,
ánh mắt như nhìn đại địch, muốn xé nát đối phương. Nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, giận vũ còn ở chỗ này chứng minh. Quá trình hóa long còn chưa bị phá hủy. Ánh mắt của hắn nhìn qua Quy Khư, nói. Rời khỏi giận vũ, theo ta hợp tác, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng. Điều kiện trước kia, Quy Khư sửng sốt, lập tức cười nhạt nói. Ta thậm chí đều quên. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Đem nhất vực trong thiên vũ giới cho đồng tộc các ngươi. Giận vũ nhìn không được cười nói. Ha ha, thật sự là hào phóng đâu, thậm chí cả nhất vực cũng nguyện ý nhường. Lại, Quy Khư, hay là ngươi đáp ứng hắn đi. Thần sắc hắn hài hước khiến tâm tình nhóm người Lý Vân Tiêu nặng nề, tựa hồ. Điều kiện như vậy đối với hắn thập phần buồn cười. Quy Khư nói. Nếu là mấy năm trước có lẽ ta sẽ động tâm, nhưng hiện tại thì sao? Ha ha! Trừ phi ngươi có thể xuất ra văn chương đưa cho ta, ta sẽ lập tức phản chiến. Giết giận vũ, đem đầu của hắn hiến cho ngươi. Giận vũ hừ một tiếng, mặc dù biết không có khả năng nhưng nghe được vẫn thập. Phần khó chịu, cười nhạo nói. Mao đầu tiểu tử, không biết từ đâu nghe nói việc văn chương, lại chăng? Cháo! Lý Vân Tiêu nói. Thật tình ta không biết văn chương là cái gì, cũng đích thật là nghe được. Vật ấy rốt cục là gì, có thể khiến cho những tuyệt đại cường giả trăm vạn năm. Trước như các ngươi không tiếc trở mặt đối chiến, thậm chí yêu tộc lục xí cũng. Vẫn lạc, cả chân linh thời đại cũng vì vậy mà chấm dứt. Giận vũ cùng Quy Khư đều biến sắc. Trong mắt giận vũ bắn ra hàn mang, quát. Việc này ngươi từ đâu nghe tới? Lý Vân Tiêu cũng không để ý tới hắn. Nhìn qua Quy Khư. Sắc mặt Quy Khư có chút biến hóa, nhưng không hề bận tâm, nói. Ngươi không đủ tư cách biết. Lý Vân Tiêu giận quá thành cười, nói. Ta không đủ tư cách, ta chính chủ nhân giới thần bi trong nhất giới này, còn. Có cái gì mà ta không đủ tư cách? Quy Khư vẫn thản nhiên nói. Khi nào ngươi trở thành giới vương chân chính, có lẽ có thể biết, nhưng giờ. Phút này, không đủ tư cách. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Nếu đã như vậy, không hài lòng hơn nửa câu, bốn vị đi chết đi. Sát khí trên người hắn tuôn ra, đám người Hiên Viên Diệu đã sớm có chuẩn bị. Chân khí cường đại lan tràn, hướng bốn người áp tới. Khóe môi giận vũ hiện tia cười lạnh, nói. Người không biết không sợ, dám cùng ta với Quy Khư đồng thời khai chiến. Trăm vạn năm nay cũng chỉ có một mình lục xí mà thôi, người thật sự xem mình. Là dễ hành gì đâu. Lời vừa dứt, long khí trên người giận vũ nhộn nhạo tản ra, cơ hồ ngưng tụ thành. Thực chất khuếch tán bốn phương tám hướng. Thân hình mọi người bị kềm hãm, thậm chí có cảm giác bị áp chế, dưới sự kinh. Hãi không khỏi lui ra sau mấy bước. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nói. Tu vi của ngươi. Thần sắc giận vũ dữ tợn, cười điên cuồng. Ha ha. Người nghĩ bổn tọa còn là giận vũ năm đó sao? Ta đã khôi phục tới. Giới vương cảnh a, giới vương cảnh. Mọi người hít sâu một hơi, tất cả đều hoảng sợ. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Vân Tiêu thất thanh kêu lên, trừ phi có cơ duyên nghịch thiên, nếu không. Sao có thể trở lại giới vương cảnh? Ngay lúc mọi người còn kinh hãi, trong mắt giận vũ lóe hàn quang, đột nhiên. Xuất hiện trước mặt mọi người. Lại đánh thẳng về hướng Hạo Phong. Cẩn thận! Mọi người kinh hô. Hạo Phong biến sắc, lập tức phục hồi tinh thần, niết nguyên đao hoành ngang. Phòng ngự! Phanh! Lực công kích mạnh mẽ đánh lên niết nguyên đao, trực tiếp nghiền áp dập nát. Long tức cường đại phun bắn ra, chấn thẳng lên thân hình của Hạo Phong. Phốc! Hạo Phong phun một búng máu, toàn thân như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Hạo Phong đại nhân! Đoan Mộc Hữu Ngọc đứng khoảng cách gần nhất vội vàng bay qua tiếp được thân. Hình Hạo Phong, thực lực của hắn cũng không giúp được gì trong giờ phút này. Sau khi tiếp được Hạo Phong, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Trạng thái của Hạo Phong thập phần tồi tệ, thân thể không ngừng bị long tức phá hư. Nếu không có Niết Nguyên đao ngăn chặn phía trước, chỉ sợ hắn đã chết tại chỗ. Diệp Phàm cùng tỷ đệ Mộng Vũ vội vàng lao qua, mọi người luống cuống tay chân. Giúp Hạo Phong chữa thương. Hừ, vậy mà chưa chết. Giận vũ hừ một tiếng, hiển nhiên vô cùng bất mãn với kết quả này.
Hiên Viên Diệu trầm giọng quát. Ngươi không phải giới vương cảnh, tối đa cũng như lão phu mà thôi, nửa bước. Giới vương, còn ra tay đánh lén người có thực lực yếu hơn mình, chỉ bằng tính. Cách đề tiện tiểu nhân như ngươi, tuyệt không có khả năng tiếp tục bước vào. Giới vương cảnh. Ha ha, buồn cười. Giận Vũ cười như điên, châm chọc nói. Lão thất phu ngươi tính là thứ cẩu vật gì, cũng dám nói bổn tọa. Ngươi, thắng là vua, xem trọng chính là không từ một thủ đoạn nào. Người này vừa rồi, tiêu hao không ít lực lượng trong ảo cảnh, thực lực không cao không thấp, còn đứng cách bổn tọa gần nhất, hơn nữa vẻ mặt si ngốc lộ sơ hở, không đánh hắn thì đánh ai. Đã chết là hắn ngu xuẩn cùng yếu nhược, không chết là hắn vận khí. Tốt, mọi người bị lời ngụy biện của hắn làm tức giận nói không ra lời. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Giận Vũ, cưỡng chế cảm xúc thô bạo trong lòng, nói. Thật ác độc, ta hiểu được, người đã luyện hóa ba đứa con, hơn nữa không. Tiếc bản nguyên long lực, nhờ vậy trong thời gian ngắn lên tới nửa bước giới. Vương, sắc mặt Giận Vũ khẽ biến, lạnh lùng nói. Ba nghịch tử kia chết chưa hết tội, nhưng nếu đã chết, tự nhiên không thể. Lãng phí. Ánh mắt Huyên trầm xuống, nhưng bất quá chợt lóe rồi tắt. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu lạnh lùng, nói. Giận Vũ, cho dù hiện tại ngươi là nửa bước giới vương, có dám cùng ta một trận chiến, nếu ngươi thắng ta lập tức đi, nhưng nếu ngươi bại, hắc hắc, ngày. Này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Sắc mặt Giận Vũ khẽ biến, lạnh lùng nói. Giờ phút này ta chiếm hết thượng phong, tại sao phải cùng ngươi một trận chiến, nếu muốn chiến, vừa rồi ta đánh lén tên kia chẳng phải uổng công. Chiếm hết thượng phong. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đầu óc người bị con lừa đá rồi chứ. Hiên Viên Diệu trầm giọng nói. Minh chủ, người đối phó Giận Vũ, ba người còn lại giao cho chúng tôi. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nhìn biểu tình băng xương của chữ Khả Nguyệt. Nội tâm dâng lên một tia kiêng kỵ, sở dĩ Giận Vũ không chịu đối chiến với hắn. Hơn phân nửa là cần dựa vào Quy Khư, hơn nữa cực kỳ tin tưởng. Mà bây giờ nhìn bộ dạng Quy Khư như không hề để tâm, tựa hồ vẫn không hề đem chuyện trước mắt đặt ở trong lòng. Không, các ngươi đối phó ba người Giận Vũ, để ta đối phó Quy Khư. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Quy Khư. Đột nhiên cảm nhận, được trong mắt Quy Khư bắn ra quang mang, trong lòng không khỏi lạnh xuống. Đây là audio điện tử Võ Tấn Bền. Tâm thần hắn vừa xuất hiện tì vết, lập tức bị Quy Khư bắt được, nháy mắt liền. Kéo vào ảo cảnh. Không chỉ riêng một mình Lý Vân Tiêu, mà nhóm người Hiên Viên Diệu cũng bị kéo vào bên trong. Chỉ thấy bốn phía cát vàng mênh mông, là một sa mạc. Mọi người nhất thời cảnh giác, nhưng chỉ chốc lát đã nhìn thấy ba người Giận Vũ xuất hiện kể cả Quy Khư. Giận Vũ cả kinh. Quy Khư, ngươi làm cái quỷ gì? Tại sao cũng đưa chúng ta đi vào? Quy Khư mỉm cười nói. Nếu mọi người đều hỗn chiến, vậy vào trong thế giới của ta đi, sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, thất thanh kêu lên. Nơi này là bên trong thiên niên nhất mâu. Quy Khư gật đầu. Sắc mặt Giận Vũ phát tím, tựa hồ hết sức kiêng kỵ, ánh mắt lóe ra nói. Quy Khư, ta và ngươi cùng một chiến tuyến. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta, người cũng không thể hại ta. Quy Khư híp mắt cười nói. Yên tâm đi, không hại được ngươi, ta còn trông cậy vào ngươi khôi phục chân. Thân, giúp ta lấy được văn chương đây. Lúc này sắc mặt Giận Vũ mới khá hơn. Lý Vân Tiêu cả kinh, hoảng sợ nói. Văn chương rốt cục là vật gì, lại bị các ngươi xem trọng như thế. Quy Khư nói. Giờ này khắc này nói cho ngươi biết cũng không sao, kỳ thật cũng không cần. Giữ bí mật, cho dù toàn bộ thiên hạ đều biết cũng không ai bắt được nó. Văn chương, còn được gọi là giới văn chương. Giới văn chương, Quy Khư nói. Mà giới văn chương chính là một giới sau khi tử vong sụp đổ xuống sẽ ngưng tụ thành một khối vật chất, có chứa chân khí cùng lực lượng của một giới. Một giới tử vong sụp xuống. Lý Vân Tiêu đại chấn, hắn lập tức liền hiểu được, đột nhiên trong đầu hiện ra. Bộ dạng của Na A Tỷ Cổ Quyển. Lúc đó Ma Phổ có nói, Na A Tỷ Cổ Quyển chính là ma giới cũ sụp xuống mà thành.
Ngưng tụ thần thông cùng trí tuệ của một giới, chẳng lẽ sách cổ kia chính là giới văn chương? Hiên Viên Diệu phẫn nộ. Ý của các ngươi chính là muốn phá hủy giới này. Thanh âm giận vũ lạnh lùng. Nhất giới này đối với ta bất nhân, ta đối với nó cũng chẳng có gì lưu luyến. Lý Vân Tiêu cả kinh. Giới văn chương có tác dụng gì? Lúc trước giữa các ngươi cùng Lục Xí cũng bởi vì vật này mà trở mặt sao? Quy Khư gật đầu nói. Không sai, năm đó Lục Xí muốn diệt thế, luyện hóa nhất giới, ít nhiều có ta, giận vũ cùng vô số chân linh ngăn cản mới bảo lưu lại thế giới này. Nếu không các ngươi làm sao có cơ hội tồn tại? Lý Vân Tiêu ngây ngẩn nói. Nói như vậy hai người các ngươi còn là anh hùng cứu thế sao? Hiên Viên Diệu trách mắng. Minh chủ đừng nghe bọn hắn nói bậy, tất nhiên có vấn đề khác, ta không tin. Lấy nhân phẩm của bọn hắn còn muốn cứu thế. Giận vũ cười hắc hắc, nói. Lão thất phu nói không sai, thật sự chúng ta cũng có tư tâm. Đơn giản chính là nhất giới bị hủy, lấy thực lực giới vương cảnh của chúng ta lúc đó còn. Không biết có thể tiếp tục sinh tồn ở bên ngoài nhất giới hay không, hay là còn có thể tiếp tục tu luyện hay không. Còn có một chuyện trọng yếu nhất, chỉ có cường giả vượt qua giới vương cảnh mới có thể sử dụng giới văn chương. Nói trắng ra chính là, lúc ấy chỉ có Lục Xí mới có thể sử dụng, chúng ta không thể dùng, cho nên không đồng ý cho hắn luyện hóa nhất giới, lấy đi giới văn chương. Quy Khư nói, chuyện năm đó phức tạp, sự tình liên hệ rắc rối, nhưng trung tâm chính là giới văn chương, bởi vì giới văn chương, cho nên đủ rồi. Giận vũ ngăn chặn lời nói của hắn, nói. Không cần phải nói cho đám người chết này thêm lời gì, nhanh chóng giải quyết, ta còn cướp lấy số mệnh chân long, miễn sản sinh ngoài ý muốn. Quy Khư gật đầu, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Ta và ngươi tuy có một hồi duyên phận, nhưng kết quả vẫn tiễn ngươi quy thiên. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Hai tên ác độc các ngươi, lại muốn luyện hóa nhất giới này, quả thật ác. Nhân cực điểm, không thể lưu lại các ngươi. Hắn tức giận quát. Hiên Viên đại nhân, các ngươi đối phó ba người Giận Vũ, Quy Khư giao cho ta. Vẫn là phương thức phân phối như trước đó, bởi vì huyễn thuật của Quy Khư quá mạnh mẽ, hắn sợ nhóm người Hiên Viên Diệu không thể ứng phó. Được. Hiên Viên Diệu cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nếu cuộc chiến hôm nay thất bại, không cần đợi tới Lục Xí ra tay, hai người trước mắt cũng hủy thiên vũ giới. Hơn nữa chỉ cần đánh chết Giận Vũ, cho dù cuối cùng không địch lại Quy Khư cũng không sao, bởi vì chân long đã sinh ra, không thể thay đổi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mọi người lập tức lao thẳng về hướng Giận Vũ đánh tới. Sắc mặt Giận Vũ khẽ biến, không muốn chính diện giao phong với bọn họ, vừa đánh vừa lui, hét lớn. Quy Khư huynh cứu ta. Bởi vì đợi cướp lấy số mệnh chân long, hắn cần bảo tồn thể lực. Trong mắt Quy Khư chợt lóe tinh quang, cát vàng phân chia, từ bên trong bay ra. Thật nhiều võ giả, hướng đám người Hiên Viên Diệu đánh tới. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, giật mình nhìn chằm chằm nhóm võ giả, trong lòng rung mạnh. Hóa hư vi thực, Quy Khư gật đầu nói. Hóa hư vi thực chính là cảnh giới cao nhất của huyễn thuật. Nhưng mặc dù ta tới giới vương cảnh cũng không thể thi triển đi ra, dù sao quá mức nghịch thiên, có thể nhờ vào huyền khí đồng tộc, thiên niên nhất mâu là có thể thi triển được đầy đủ. Lý Vân Thiên quát. Không có khả năng, trên đời này sao có chuyện hoang đường như vậy, nếu có thể hóa hư vi thực chẳng phải ngươi đã sớm thiên hạ vô địch. Quy Khư kinh ngạc nhìn hắn, cười nhạo nói. Năm đó ngoại trừ Lục Xí, cho dù là Giận Vũ cũng không thắng được ta, xem như không phải thiên hạ vô địch, nhưng kém không xa. Chiêu này rốt cục là thật hay giả, ngươi không phải có chân thực chi nhãn sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu nổi lên kim mang, ma ha cổ văn chuyển động nhìn về hướng nhóm võ giả, không ngờ đều là thân thể huyết nhục, không nhìn ra chút nào là giả dối. Tay chân hắn không khỏi rét run, trên trán tuôn mồ hôi lạnh, nếu có được thần hồ kỳ kỹ như vậy, trận chiến này làm sao mà đánh? Quy Khư cười nhạt nói. Cho nên kế tiếp quá trình tiễn các ngươi quy thiên thật đơn giản. Cũng sẽ không phức tạp, sẽ không lâu đâu.
dưới nụ cười là thần sắc vô cùng tàn khốc. Thân hình Quy Khư dần xa phía chân trời, trong cát vàng lại trào ra thật nhiều. Võ giả, toàn bộ đều là cao thủ thần cảnh, số lượng không ngừng gia tăng, giống như vô cùng vô tận đánh thẳng về hướng Lý Vân Tiêu. Trong đầu Lý Vân Tiêu nhất thời hiện ra tình cảnh cuộc chiến với Thiên Tư. Lúc trước trống giống tạo ra vô tận võ giả, một màn giống trước mắt như đúc, cỗ. Lửa giận luôn áp chế trong nội tâm hừng hực bốc cháy. Trên đời này không hề tồn tại chuyện hóa hư vi thực, nếu thật sự như vậy. Chẳng phải ngươi có thể sáng thế sao? Bốn phương tám hướng trào ra trên trăm võ giả, toàn bộ đều bộc phát lực lượng. Trên thần cảnh, đủ loại chân khí đập vào khiến không gian xung quanh Lý Vân Tiêu đều biến thành chao đảo, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Quy Khư xa xa nhìn hắn, cười nhạt một tiếng nói. Ngươi cảm thấy sáng thế rất khó sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu vừa động, cả kinh nói. Có ý tứ gì? Quy Khư nói. Luyện chế ra thánh khí cũng không khác gì sáng thế, kỳ thật chân chính muốn. Trở thành sáng thế chủ cũng rất đơn giản, chỉ cần có một giới văn chương dung. Nhập vào trong thánh khí thì sẽ có chút xác suất tạo ra thế giới cường đại. Giới văn chương, ngươi cần vật ấy rốt cục là vì cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình nói. Nếu chỉ vì luyện chế ra một phương thế giới, vì sao phải phá hủy một thế? Giới đây, trực tiếp lưu lại trong thiên vũ giới không được sao? Ha ha, buồn cười. Quy Khư cười lạnh nói. Nếu chính mình luyện chế ra một phương thế giới, ta sẽ là thần của thế giới. Kia, nhưng sẽ không ai dùng giới văn chương đi luyện chế thế giới. Như lời ngươi nói, nếu trở thành thiên giới chi chủ, thì có thể rong chơi vũ trụ, vô cầu vô thúc. Cường giả mà ngươi chứng kiến trước mắt, xác thực là cường giả. À, nhưng tại vì chính ngươi không muốn tin tưởng mà thôi. Bớt xàm ngôn. Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, trong mắt lóe kim mang nhìn qua nhóm võ giả, đích. Xác không nhìn ra được sơ hở gì, nhưng trong lòng hắn không sợ hãi, lấy ra tiếu. Ngạo hồng trần quạt một vòng khắp bốn phía. Một cỗ lực lượng cuồng tuyệt lao tới bốn phương tám hướng, thật nhiều võ giả. Bị hai cỗ nguyên tố lực quạt chúng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Còn có bộ. Phận còn lại bị chấn toàn thân tổn thương, bay ra xa ngoài mấy ngàn trượng. Cái gì? Quy Khư thoáng lặng người, ánh mắt liếc qua Tiếu Ngạo Hồng Trần. Thân ảnh Lý Vân Tiêu chợt lóe liền biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn, cây. Quạt vừa chuyển liền chụp xuống. Trong mắt Quy Khư thoáng lộ dị sắc, một tay hóa trưởng nghênh đón. Oanh! Kim sắc phiến tử giống như vỗ lên tảng đá, bị trở ngại thật lớn, lực lượng. Phong hỏa song hệ bạo phát, lập tức đánh bay hai người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm cầm phiến muốn xông lên, hai tay Quy Khư nhanh chóng khắp quyết, thân thể lui về phía sau biến mất trong hư không. Ngay lập tức xung quanh Lý Vân Tiêu lại toát ra thật nhiều võ giả, một đám. Trực tiếp xé rách hư không lao ra, hướng hắn đánh tới. Cho dù những người này đều là thật sự, cũng chỉ là lâu la mà thôi. Tiếu Ngạo Hồng Trần đánh ra, toàn bộ võ giả đều bị chấn bay, kẻ chết người chấn thương. Lâu la nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Quy Khư, đi ra cho ta. Trong mắt Lý Vân Tiêu chợt lóe tinh quang, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên thuấn di xuất hiện ngoài trăm trượng, tay trái hóa thành tử sắc lôi kiếm, suy một tiếng liền đâm vào trong hư vô. Không gian kia bị một kiếm thua nhỏ, thân ảnh Quy Khư lộ ra, lùi hơn 10 bước xa, trên mặt lộ dị sắc. Ngươi còn khó đối phó hơn dự tính của ta đấy. Còn có chuyện càng ngoài dự tính của ngươi xuất hiện, tỉ như đi chết đi. Tay trái Lý Vân Tiêu chảo tới, nhất thời tử lôi phóng thích đầy trời. Trong khoảnh khắc cả thiên địa tràn ngập tử lôi, mà hắn cũng hóa thành lôi điện như một pho tượng cự linh đứng sừng sững trong thiên địa, quân lâm thiên hạ. Cho dù ngươi có lực sáng lập tạo hóa, ta cũng có phạm thiên tử phủ thần. Lôi, có thể phá diệt vạn thế. Lý Vân Tiêu khoát tay vỗ xuống. Một mảnh tử quang nở rộ, vô số lôi đình từ trên trời đánh xuống, chấn động mặt. Đất vô biên. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo lôi điện thật lớn không ngừng giáng xuống, không trung bị đánh nát. Vụn, cát đá chấn bay hóa thành bột mịn. Thần sắc Lý Vân Tiêu thật nghiêm túc, hắn đã hiểu được mấu chốt cuộc chiến là phải phá vỡ thiên niên nhất mâu, thoát khỏi không gian thánh khí. Nếu không cho dù chiến đấu thế nào cũng chỉ uổng công, bởi vì Quy Khư chính là thần minh của thiên địa này.
ngay chiến trường của Giận Vũ cùng Hiên Viên Diệu cũng bị Tử Lôi ảnh hưởng. Không khỏi tách ra xa, ánh mắt kinh hãi nhìn uy lực diệt thế khủng bố của Tử Lôi. Quy Khư rốt cục không yên được nữa, trực tiếp thoát ra khỏi hư không, ngay mi. Tâm mở ra con mắt thứ ba bắn ra một mảnh huyết sắc đỏ đậm, lạnh giọng nói. Bất quá chỉ là giới lực mà thôi, có thể làm khó dễ được ta sao? Ngay nháy mắt bên cạnh Quy Khư nổi lên hồng mang, như dáng màu khuếch tán. Từng đạo huyết sắc đỏ đậm hóa thành quang mang hướng Lý Vân Tiêu bắn tới. Hồng mang đánh lên Tử Lôi, trực tiếp nổ tung, hóa thành trùng kích cường đại. Đập ra bốn phía. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng đầy trời, tử sắc lôi quang bị áp chế không ít, huyết. Sắc hồng mang không ngừng chiếm cứ thượng phong. Thiên địa trong phạm vi vạn dặm bị nát thành mảnh nhỏ, biến thành ảm đạm không. Ánh sáng như trong đêm đen. Sắc mặt mọi người khiếp sợ vội vàng thối lui, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận. Quyết đấu của hai người trên bầu trời. Ngươi thật sự cường đại hơn dự liệu của ta rất nhiều. Mấy năm qua cũng không uổng phí a. Vẻ mặt Quy Khư sắc lạnh, khóe môi hiện vẻ châm chọc nói. Nhưng bổn tọa khôi phục lực lượng càng nhiều a. Huyết mâu nơi mi tâm lại mở ra, khắp xung quanh con mắt hóa ra những lưỡi câu. Sắp xếp thành hàng vây quanh như đóa ác hoa. Trong khoảnh khắc huyết quang đại thịnh, không ngừng áp chế Tử Lôi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột biến, trong mắt hiện vẻ kinh hoàng. Lực lượng huyết quang cuồn cuộn không dứt, như đến từ trong thiên địa, cũng. Chính là thánh khí thiên niên nhất mâu. Mà Tử Lôi của hắn do thần dịch lực biến thành, chung quy có hạn. Giờ phút này bị huyết quang bao vây tiễu trừ chỉ còn lại một mảnh màu tím. Trong phạm vi trăm trượng, ngoài ra đều hóa thành xích huyết. Hơn nữa lôi giới còn đang không ngừng thu nhỏ. Hiên Viên Diệu biến sắc, lập tức phóng lên cao, hai tay chộp tới, thanh mang. Ngưng tụ trong lòng bàn tay đánh thẳng về hướng Quy Khư. Hừ, thật xem ta không tồn tại sao. Thanh âm lạnh băng vang vọng chân trời, khuôn mặt Giận Vũ tràn đầy trào phúng. Hiện ra, một mảnh quang mang sáng ngời oanh thẳng lên thanh mang của Hiên Viên. Diệu, oanh long long. Lực lượng khủng bố xuyên thẳng chín tầng trời. Bạch quang khuếch tán, nhập vào trong huyết quang, cũng tạo thành ảnh hưởng. Nhất định cho Quy Khư. Nhóm người Lam Nham chủ đồng loạt ra tay, hỗn chiến cùng đám người thủy cùng. Uyên. Quy Khư cười lạnh, khắp quyết chỉ xuống đất. Nhất thời từng đạo nhân ảnh từ mặt cắt hiện lên, hóa thành trăm cường giả thần. Cảnh đánh thẳng tới đám người Lam Nham chủ. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi. Hắn khó thể tin nhìn Quy Khư, nội tâm không. Ngừng kêu lên, làm sao có thể? Sao lại có thể mạnh tới như vậy? Ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không đây? Dư âm một kích của Hiên Viên Diệu cùng Giận Vũ dần dần tán đi, thân ảnh hai. Người lộ ra. Giận Vũ cười nhạo nói. Cho dù ở bên ngoài thánh khí Quy Khư cũng đủ sức giết toàn bộ các ngươi. Sở. Dĩ đem chiến trường tuyển trong thánh khí không phải vì mượn dùng lực thánh. Khí, mà là sợ phá hủy hóa long chỉ a. Thần sắc Hiên Viên Diệu kinh hãi nhìn chằm chằm Quy Khư, run giọng nói. Chẳng lẽ hắn? Giận Vũ châm chọc gật đầu. Không sai, Quy Khư đã khôi phục giới vương cảnh. Ha ha, đám Lâu La Các. Ngươi có phải thật tuyệt vọng hay không đây? Tâm thần Hiên Viên Diệu cùng Lý Vân Tiêu đại chấn, ngay cả nhóm người Lam Nham. Chủ cũng như bị sét đánh, tâm tình vô cùng ngưng trọng. Ngươi gạt ta, tuyệt đối không thể nào. Hiên Viên Diệu lớn tiếng nói. Nếu cảnh giới ngã xuống, làm sao có thể khôi phục đi lên, trừ phi gặp được. Cơ duyên nghịch thiên, mà cơ duyên như thế, ngoại trừ cướp đoạt số mệnh chân. Long, chỉ sợ tìm khắp thiên vũ giới cũng không có. Ha ha, đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi, thật sự xem thiên vũ giới quá quan. Trọng đi. Giận Vũ châm chọc cười điên cuồng. Từ trăm vạn năm trước Quy Khư đã bày ra thủ đoạn này, chính là vì đề phòng. Vạn nhất, không thể tưởng được cuối cùng dùng tới. Sở dĩ hắn đem thiên niên. Nhất mâu đặt vào trong thân thể chân linh vô, là vì giữ tròn nhất mạch đồng. Tộc, nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, vì sao hắn phải bảo tồn nhất mạch đồng? Tộc đây. Hiên Viên Diệu hoảng sợ nói. Chẳng lẽ không phải vì kéo dài huyết mạch chính mình? Kéo dài huyết mạch chính mình. Ha ha. Giận Vũ lại trào phúng nói. Đây là do ánh mắt thiển cận cùng hẹp hòi của nhân loại các ngươi a. À.
Quy Khư. Chính là tổ tiên đồng tộc, chỉ cần không chết, tùy thời đều có thể đem huyết mạch kéo dài đi xuống. Sắc mặt Hiên Viên Diệu cùng Lý Vân Tiêu đại biến, đã đoán được một loại khả năng, vì thế khuôn mặt trắng bệch. Ha ha, xem ra được bổn tọa chỉ điểm, các ngươi đã thông minh hơn một ít. Trong mắt Giận Vũ bắn ra lãnh ý khôn cùng, thẳng vào lòng người, lạnh giọng nói, đồng tộc được bảo tồn xuống dưới, vốn là lương thực mà Quy Khư chuẩn bị cho. Chính mình đó thôi. Chi? Tuy rằng Hiên Viên Diệu cùng Lý Vân Tiêu đã đoán được, nhưng nghe chính Giận Vũ nói ra, vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người rét run. Không thể tưởng được vô luận là Giận Vũ hay Quy Khư đều là siêu cấp cường giả. Chân linh thời đại, nhưng không ngờ đều là những kẻ mất hết nhân tính. Lý Vân Tiêu biết không chỉ là hai người này, kể cả Lục Xí cũng như vậy. Trước đó hắn còn suy nghĩ thuyết phục Lục Xí, nhưng xem ra không có khả năng. Giận Vũ nhìn khuôn mặt trắng bệch của bọn họ, tựa hồ thập phần khoái ý, cười to. Ha ha ha, đúng là một đám con kiến đáng thương. Quy Khư, nhanh giết bọn hắn. Đi, ta đã khẩn cấp muốn khôi phục lực lượng. Sắc mặt Hiên Viên Diệu khẽ biến, lạnh lùng nói. Người vô sỉ tàn khốc như vậy, cho dù giết được chúng ta, có thể thành tâm thành ý giúp ngươi khôi phục giới vương cảnh sao? Sợ là sau khi rời khỏi đây, người thứ nhất bị giết chính là ngươi, sau đó chính hắn cướp lấy số mệnh chân long. Sắc mặt Giận Vũ băng xương, châm chọc nói. Châm ngòi cấp thấp như vậy hữu dụng sao? Giữa ta cùng Quy Khư không chỉ là kết minh đơn giản như vậy, trên đời này kết minh tin cậy nhất chính là ích lợi. A, Hiên Viên Diệu cười lạnh nói. Cho dù có người vì lợi ích, có thể cùng người vô tình vô nghĩa hợp tác, cũng không khác chơi lửa, sớm hay muộn sẽ tự thiêu mình. Giận Vũ cười nhạo nói. Đám Lâu La các người chết tới nơi, lại tự an ủi mình như vậy sao? Thật sự là ngu ngốc đâu. Tử Lôi trên bầu trời đột nhiên chi một tiếng, ngưng tụ thành kết giới xung quanh Lý Vân Tiêu chừng 10 trượng. Đôi mắt Quy Khư co rụt lại, lạnh lùng theo dõi hắn, nói. Như thế nào, bị lời nói của Giận Vũ làm tuyệt vọng? Ha ha, Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Ngươi đã chiếm được trí nhớ của Khả Nguyệt, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ở trong trí nhớ của nàng, ta là hạng người như vậy sao? Quy Khư gật đầu nói. Không phải, ngươi là một kẻ kiên định, là một kẻ điên chết cũng không buông bỏ. Vậy là được rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên bình tĩnh, nói. Khó trách ngươi không cần ta cắt nhường nhất vực cho ngươi, nguyên lai tộc nhân của ngươi đã bị ngươi ăn rồi. Sắc mặt Quy Khư khẽ biến, tựa hồ có chút khó chịu, nhưng lập tức tiêu tán. Thản nhiên nói. Thế sự vô thường, chân chính Nguyệt Đồng bản chính là thân thể phân tách ra. Ngoài, nói trắng ra là toàn bộ bọn hắn đều là phân thân của bổn tọa, hiện tại chỉ là thu hồi lại mà thôi. Lý Vân Tiêu nói. Việc đã tới nước này, nhiều lời vô ích, hiện tại ta thầm nghĩ cho ngươi biết một sự kiện. Ánh mắt Quy Khư ngưng lại, sắc mặt Giận Vũ khẽ biến, đôi mắt băng xương nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, muốn nhìn xem hắn có thể dở trò gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, giới vương cảnh, hiện tại cũng không đủ xem. Vài tiếng cuối cùng như hồng lôi cơ hồ hét to như muốn nổ tung. Theo sau một đạo kiếm quang tận trời ập xuống, đem hư không chém vỡ. Thiên nhiên nhất mâu tương liên cùng tâm thần của Quy Khư, khi kiếm khí vừa xuất hiện trong lòng hắn run lên, một cỗ cảm giác xấu nảy lên trong lòng. Kiếm ảnh trong tay Lý Vân Tiêu chợt lóe, đột nhiên thuấn di bay tới, lập tức chém xuống. Oanh long! Hồng mang đầy trời nháy mắt bị chém vỡ, một cỗ kiếm khí vốn không nên tồn tại trên thế gian kéo qua trời cao, trực tiếp bổ ra cả phiến thiên địa nơi này. Oanh long long! Trơ mắt nhìn thiên địa biến đổi, vô số mảnh nhỏ rơi xuống, cảnh tượng khôi phục lại trong bí cảnh Yên Vân cổ chiếu, linh dịch lốc xoáy khôn cùng tiếp tục tràn xuống. Quy Khư đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi màu đỏ như bao phủ một tầng máu tươi, tươi đẹp ướt át. Thần sắc Giận Vũ hoảng sợ, không ngờ Quy Khư lại bị một kích vừa rồi làm bị thương. Mà Lý Vân Tiêu cũng không chịu nổi, vì bổ ra thiên niên nhất mâu, cơ hồ toàn thân đều bị thủy chủ trầm phù rút sạch chân khí,
giờ phút này lung lay lảo đảo, như sắp ngã trên hư không. Diệp Phàm vội vàng thả ra Nặc Á Chi Chu Thu Lý Vân Tiêu đi lên. Tỷ đệ Mộng Vũ còn có đám người Phi Nghê vội vàng vây quanh. Lý Vân Tiêu khoát tay nói. Ta không sao, chỉ kiệt lực mà thôi, Phi Nghê, người đi giúp đỡ Hiên Viên. Đại nhân, Phi Nghê gật đầu, trực tiếp bay ra chiến hạm. Lý Vân Tiêu vung tay, Ngạc Ngư hóa thành cự linh gào thét vào tới. Giờ phút này Quy Khư bị thương, tuy chiến lực không giảm nhưng bị phá hủy. Huyễn thuật, bị đám người Hiên Viên Diệu vây công cũng không còn ưu thế. Sắc mặt Giận Vũ có chút khó xem, dựa vào Quy Khư hỏi. Sao rồi? Con mắt đỏ tươi trên trán Quy Khư nhắm lại, cũng không hề sợ hãi nói. Bị thương, nhưng không đáng ngại. Trong mắt hắn tràn ngập băng xương, nhìn vào chiến hạm vẫn tràn đầy tự tin. Giận Vũ hoảng sợ thất thanh. Ngay cả người cũng bị thương. Vậy, Quy Khư gật đầu nói. Một kiếm vừa rồi không biết là vật gì, xem ra là Lý Vân Tiêu đã luyện chế. Ra vật đáng sợ gì đó, nhưng cho dù kiếm khí mạnh mẽ, nhưng một kiếm vừa rồi. Cũng làm cho hắn hoàn toàn thoát lực. Sắc mặt Giận Vũ âm trầm, cắn răng nói. Người này quá mức đáng sợ, lần này nhất định phải thu dọn. Quy Khư gật đầu nói. Nếu là người được Thiên Vũ giới lựa chọn, tự nhiên sẽ không quá kém. Giận Vũ nhìn quanh, lạnh lùng nói. Giao Hiên Viên lão nhân cho ta, Thủy, Uyên, hai ngươi lựa chọn một người. Còn lại ngươi có thể đối phó. Ánh mắt Thủy xoay chuyển, nhìn về phía Lam Nham chủ bắn ra sát khí. Sắc mặt Uyên khẽ biến, nhìn chằm chằm cự linh. Quy Khư nhìn thoáng qua, nếu ba đối ba, còn lại Phi Nghê cùng Tiểu Hồng, cùng. Pháp thân bị ác linh đoạt xá. Về phần mấy người Nhu Vi thì không cần để mắt tới. Ba người đều là cường giả tạo hóa cảnh, thực lực không kém, đám người Nhu Vi. Hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Sắc mặt Quy Khư âm trầm nói. Ta hết sức đi, nhưng trạng thái bây giờ cần giết ba người họ chỉ sợ tốn chút. Thời gian. Ha ha, tốt lắm. Giận Vũ cười to nói. Ngươi chỉ cần bám trụ ba người này trước, nếu đánh chết được là tốt nhất. Đợi ta thu thập xong Hiên Viên lão thất phu sẽ tới giúp ngươi. Dứt lời, hai đạo kiếm quang chợt lóe trên không trung, hướng Hiên Viên Diệu. Chém tới. Thủy cùng Uyên đồng thời chợt động, hướng Lam Nham chủ cùng Ngạc Ngư. Phi Nghê cười lạnh, nhìn chằm chằm Quy Khư. Ngươi đúng là rất tự tin. Phượng Vũ sau lưng nàng mở ra, thân ảnh linh hoạt bay về hướng Quy Khư. Tiểu Hồng cùng Ác Linh nháy mắt ra tay. Trong tay một người bay ra cổ thần chiến trường áp thẳng về hướng Quy Khư. Người còn lại siết chặt nắm tay, ngũ hành chân cương hóa thành đại phủ bổ tới. Trong mắt Quy Khư chợt lóe dị sắc, nâng tay phải, ngón trỏ bắn ra quát. Truy thần nhiếp phách. Sau lưng hắn phảng phất như có con mắt khổng lồ mở ra, dừng ở phía trước. Ba người liên thủ một kích. Quy Khư phía trước ầm ầm một tiếng đã bị đánh tan. Xương nát thịt. Nhưng ngay sau đó sắc mặt ba người đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện thời. Không biến hóa, mình đã không còn ở Hóa Long Trì mà đã bị chúng huyễn thuật. Xuất hiện ở thời không khác. Sao có thể mạnh như vậy? Trên Nặc Á Chi Chu, nhóm người Ba Long nhìn vào chiến trường, Quy Khư chỉ mới. Hiện ra ảnh tử của thiên niên nhất mâu liền đem ba người nhiếp ngay tại chỗ. Thân ảnh ba người Phi Nghê dừng giữa bầu trời, nhưng diễn cảm thập phần phong. Phú, không ngừng biến hóa. Thần thái ba người cùng cảm xúc biểu hiện ra ngoài chính là lâm vào ảo cảnh. Thân hình ngơ ngẩn đứng yên không hề nhúc nhích. Không tốt. Lý Vân Tiêu cũng chấn động, không tưởng được Quy Khư đã bị thương còn có thực. Lực như thế, nhưng khi thân hình hắn hơi động một chút thì toàn thân nổi lên. Cảm giác vô lực, thậm chí đứng cũng không vững. Sư tôn, Mộng Bạch vội vàng chạy tới nâng đỡ hắn. Lý Vân Tiêu ý bảo mình không có việc gì, thần sắc lo lắng. Ba người Phi Nghê bị lạc trong ảo cảnh, nếu không thể đúng lúc thoát ra. Chỉ sợ càng hãm càng sâu. Diệp Phàm vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng ta dùng chiến hạm xông qua va chạm, chiến. Hạm không có ý thức, sẽ không trúng huyễn thuật. Lý Vân Tiêu sửng sốt, trầm tư nói. Phương pháp này khả thi. Diệp Phàm cao hứng nói. Thật sao, vậy ta sẽ đụng ngay bây giờ. Chậm đã. Ba Long nói. Nếu đổi lại là Diệp Nam Thiên thì còn được,
nhưng ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của á thánh khí này? Hay để ta thử xem. Diệp Phàm cả kinh. Hải Hoàng đại nhân, ngài. Ba Long cười khổ nói. Tuy thực lực ta không đủ, nhưng tu luyện Thái Dương chân kinh thời gian đã lâu, cảm ngộ thiên đạo cũng không yếu. Hắn cùng Nhu Vi liếc nhau, đều khẽ cười. Ba Long lập tức vung tay lên, chỉ ấn biến hóa, ma ha cổ tự nhiễu quanh thân. Chiến hạm chậm rãi ngưng tụ một đoàn hào quang, dần dần sáng ngời, giống như kim sắc ánh mắt từ từ mở ra. Quy Khư đưa mắt nhìn qua, sắc mặt không khỏi đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận cùng băng lãnh. Lý Vân Tiêu vui mừng nói. Thiên đạo chi nhãn. Con mắt kim sắc mở ra, xung quanh chiến hạm hiện lên kim quang mông lung, ngưng tụ thành xiềng xích hoành ngang thiên không. Sắc mặt Quy Khư trầm xuống, bị thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú, khi hắn thi triển huyễn thuật bị hao tổn ngày càng nhiều, lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Đột nhiên thiên đạo chi nhãn biến thành băng xương, một đạo tử sắc mâu quang kích bắn ra ngoài. Oanh! Tử quang xuyên vào trong phạm vi huyễn thuật, ba ba nổ tung, hóa thành lôi đình tử sắc lan tràn khắp bốn phía. Thân hình ba người phi nghê run lên, lập tức thoát khỏi ảo cảnh, kinh hãi thối lui. Sắc mặt ba người trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ba Long nhìn thấy thiên đạo chi nhãn phá vỡ huyễn thuật, không khỏi mừng rỡ, quyết ấn nhanh chóng biến hóa. Xung quanh Quy Khư đồng dạng hiện ra pháp tắc chi liên, xiềng xích màu vàng mảnh khảnh đem tứ chi của hắn trói buộc hoàn toàn. Sắc mặt Quy Khư khẽ biến, nắm tay chấn xuống cánh tay, pháp tắc chi liên nhất thời đung đưa phát ra tiếng leng keng nhưng vẫn chưa bị chấn vỡ. Phi Nghê quát to, thừa lúc hiện tại, động thủ. Thân ảnh nàng vừa động, hóa thành bát chân hỏa điệp xuất hiện ngay trên pháp tắc chi liên. Tiểu Hồng cũng tế ra cổ thần chiến trường mạnh mẽ giáng xuống. Ác Linh hét lớn một tiếng, trên người phát ra ngũ hành lực cường đại hóa thành quyền kinh bay qua. Ba cỗ lực lượng tuyệt cường đồng thời đánh lên người Quy Khư, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không chút kinh hoàng. Oanh Long! Thân hình Quy Khư nổ tung, mảnh nhỏ không còn, hóa thành bột mịn. Tiểu Hồng run giọng nói. Giết chết hắn rồi sao? Trong lòng mỗi người đều rung động, tuy một màn trước mắt thật chân thật, nhưng thần sắc bình tĩnh của Quy Khư trước khi chết khiến trong lòng họ dâng lên lãnh ý, tựa hồ không đơn giản như thế. Cảm xúc mâu thuẫn tràn ngập nội tâm mọi người. Chết, các ngươi nói là hắn sao? Một thanh âm lạnh băng vang lên trong lòng mọi người, chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt, theo sau thân hình run run quay về hiện thực. Chỉ thấy Quy Khư không chút hao tổn xuất hiện trên bầu trời chiến hạm, một bàn tay xuyên vào đồi ngực Ba Long, từ sau lưng xuyên tới trước. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt trên bàn tay Quy Khư, tươi đẹp chói mắt. Phu quân! Nhu Vi ngất lịm, chỉ cảm thấy trong đầu mê muội, thê lương kêu thảm một tiếng. Trong lòng Lý Vân Tiêu cùng Diệp Phàm bọn họ đều run lên, hoảng sợ nhìn lại. Thiên đạo chi nhãn chậm rãi khép lại, đôi mắt Ba Long hiện lên kim sắc lại tràn ngập kinh hãi, giống như cảm thấy được trước mắt cũng không chân thật. Ba Long đại nhân! Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng, thần sắc bi thống. Toàn thân Ba Long đẫm máu tươi, trong máu trôi nổi kim sắc, tất nhiên là không sống nổi. Không chỉ như thế, ba người Phi Nghê liều mạng đánh ra một kích vừa rồi toàn bộ uy lực đều tác dụng ngược lại trên người mình, một đám đều chật vật bị thương. Phi Nghê cảm thấy toàn thân đau đớn, da thịt bị thiêu đốt tảng lớn, nhịn không được phun ra búng máu. Thân hình Ba Long mềm nhũn bắt trong tay chữ Khả Nguyệt, nhưng đột nhiên run lên mạnh vung tay ra ngăn cản Nhu Vi đang định lao tới, quát lớn. Đừng qua đây! Thân hình Nhu Vi run lên, liền dừng lại, hai vi không ngừng kích thích nức nở khóc giống lên. Phu quân! Ba Long cười thảm, quay đầu nhìn Nhu Vi, ánh mắt trìu mến cùng ôn nhu. Sau này ta không thể tiếp tục bồi muội, muội chăm sóc cho Thủy Tiên. Ô ô ô! Nhu Vi đã khóc không thành tiếng, một tay ôm ngực không nhịn được phun búng máu, thân hình lập tức giả đi. Người của Chiêm Bạc Thế Gia nguyên bản rất dễ hao tổn thọ nguyên. Giờ phút này lao tâm lao lực quá độ vì thế nháy mắt liền già. Sắc mặt Quy Khư bình tĩnh nói. Đừng cảm thấy khó sống, giết ngươi xong ta lập tức đưa nàng đi gặp ngươi. Thân hình Ba Long run lên, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết cùng tàn nhẫn, mạnh mẽ vung tay bắt lấy hai vai chữ Khả Nguyệt, năm ngón tay chộp cứng lấy vai đối phương. Thiên địa chi nhãn trên không lại mở ra, hơn nữa biến thành sáng rực. Sắc mặt Quy Khư khẽ biến, lạnh lùng nói.
bất quá chỉ là chết mà thôi, ngươi cứ không cam lòng như vậy sao? Sắc mặt Ba Long ngược lại trở nên bình thản an tĩnh, trong mắt lóe ra phù văn quỷ đi, ma ha cổ tự không ngừng tràn ra ngoài đem cả hai người đều bao phủ bên trong. Trong con ngươi đỏ đậm của Quy Khư rốt cục hiện vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm cái gì? Cho dù ngươi dùng hết sinh mạng có được nhất thiết thần nhãn nhìn thấu hết thảy, thì thế nào? Đáng tiếc lực lượng của ngươi quá yếu, chung quy chỉ là con kiến, hóa thành cho bụi mới là cõi đi về của ngươi. Hắn nâng lên tay trái, lạnh giọng nói. Cho dù ngươi cần tự bạo nhưng chỉ như phù du mà thôi, buồn cười tới cực điểm. Đôi mắt Ba Long sáng rực, hét lớn. Mau ra tay, hiện tại. Trong thiên đạo chi nhãn bắn ra tử lôi, xung quanh lôi đình phủ kín lực lượng kim sắc quy tắc, kích bắn ra ngoài. Đám người tiểu hồng lập tức phản ứng, không kịp suy nghĩ lập tức xuất thủ. Bọn họ vốn cũng không có bao nhiêu cảm tình với Ba Long, cho nên khi ra tay không chút do dự, đều dùng một kích toàn lực. Sắc mặt Quy Khư rốt cục thay đổi, đồng thuật của Ba Long, còn có lực lượng của chân thực chi nhãn, vì thế đem huyễn thuật của hắn phá vỡ, tuy chỉ tích tắc nhưng đủ chí mạng. Ngây thơ, cho dù bổn tọa không cần huyễn thuật vẫn là cường giả giới vương cảnh, các ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Ánh mắt Quy Khư băng hàn, gầm lên giận dữ. Trong lòng mọi người trái lại buông lỏng, đối phương càng phẫn nộ càng có thể chứng minh nội tâm hắn sợ hãi, chỉ sợ đối phương thản nhiên băng xương sẽ làm người ta có cảm giác vô lực hết cách. Nhật Nguyệt Càn Khôn, ánh mắt Quy Khư lại mở ra, hồng mang khủng bố kích bắn hóa thành cuộn sống khuếch tán bốn phương tám hướng. Ba Long đứng mũi chịu sào, bị vô số hồng mang xuyên qua cơ thể, thân hình khựng lại tựa hồ đã mất đi chi giác, nhưng vẫn gắt gao bóp chặt Quy Khư. Ngay nháy mắt Quy Khư phát điên, Diệp Phàm vội vàng thu lại chiến hạm hướng chỗ hư vô bay đi. Công kích của ba người tiểu hồng trực tiếp đánh trúng hồng mang, tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng khủng bố lan tràn khắp bốn phía. Tuy toàn thân ba người đau đớn, nhưng nội tâm mừng như điên. Ít nhất công kích của họ có hiệu quả, bởi vì trước đó mỗi lần ra tay đều bị phản kích trái ngược, thật sự làm họ uất ức vô cùng. Oanh long long, hồng mang khủng bố cơ hồ thổi quét hết thảy, bao phủ cả ba người tiểu hồng. Mặc dù Diệp Phàm trốn vào trong hư không nhưng vẫn bị chấn văng ra ngoài. Kim quang hiện ra cách mấy trăm trượng, hóa thành kim thân chiến hạm, Diệp Phàm phun máu như bị thiết chùy nện trúng, thân hình rơi lên chiến hạm lập tức hôn mê. Diệp Phàm đại nhân, Mộng Bạch cả kinh cùng Mộng Vũ chạy tới xem xét thương thế của Diệp Phàm. Phu quân, thanh âm của Nhu Vi vô cùng thê lương thống khổ, vang vọng khắp không trung. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ảm đạm, trong lòng bi thống. Trong hốt hoảng, chỉ thấy trong trung tâm hồng mang một đạo kim sắc ảnh tử chậm rãi khuếch tán, hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tán trong thiên địa. Phốc, Nhu Vi lại phun máu tươi, ngã vật về phía sau. Mộng Vũ vội vàng đi tới đỡ lấy thân hình vô lực của Nhu Vi. Một kích kinh khủng vừa rồi khiến Giận Vũ cũng chấn kinh, hai bên đều ngừng tay. Giờ phút này Hiên Viên Diệu cùng Lam Nham Chủ đều tổn thương, cuộc chiến dị thường thảm thiết. Ngạc Ngư ỷ vào thân bất tử đỡ hơn một chút nhưng vẫn bị Uyên xé rách vô số lần, khí tức chợt giảm. Khi lốc xoáy cuốn qua, thân ảnh bốn người mới hiển lộ, thân hình đẫm máu bay ngược ra sau. Một kích vừa rồi, lưỡng bại câu thương. Khuôn mặt Quy Khư hoàn toàn tái nhợt, cho dù trước đó bị Lý Vân Tiêu bổ ra thánh khí phá vỡ huyễn thuật cũng không chật vật cùng phẫn nộ như hiện tại. Đôi mắt đỏ biến thành màu đen bình thường, tràn ngập lửa giận cùng sát khí. Khóe môi tràn máu tươi không ngừng chảy xuống. Ba người phi nghê cũng không chịu nổi, thân thể trọng thương bay ngược thật xa ngoài hư không, thật vất vả ổn định thân hình vô cùng chật vật. Quy Khư, ngươi không sao chứ? Giận Vũ vô cùng khiếp sợ, nguyên tưởng rằng dựa vào lực lượng cùng huyễn thuật của Quy Khư đủ quét ngang hết thảy, nhưng không nghĩ tới rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Ba người Giận Vũ quay lại bên cạnh Quy Khư, thần sắc ngưng trọng. Sắc mặt Quy Khư trắng bệch, ôm ngực cắn răng nói. Ta bị thương, nhất định phải điều tức một lúc, ba người vừa rồi đã mất đi chiến lực, sẽ không tạo thành uy hiếp. Những tên còn lại các ngươi tự mình giải quyết. Giận Vũ cả kinh. Ngươi không còn sức chiến đấu sao? Quy Khư quay đầu căm tức nhìn hắn, lạnh giọng nói. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta liều mạng đánh tiếp, phục vụ quên mình giúp cho ngươi? Không không. Giận Vũ vội vàng quay đầu đi. Mặc dù Quy Khư bị thương nhưng hắn cũng không dám đối diện, nói.
Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Những người còn lại không đủ gây sợ, giết bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Quy Khư gật đầu nhìn xuống hỗn độn kê tử bên dưới, nói. Nhanh chóng giết bọn hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta xem trong hỗn độn sắp hóa long rồi. Giận Vũ chấn động nhìn xuống bên dưới, thần sắc mừng như điên. Con ta nghe lệnh, giết hết những người này. Sắc mặt Uyên khẽ biến, nhưng lại khôi phục bình thường. Khuôn mặt Thủy vẫn luôn ngây dại như khúc gỗ, giờ phút này cũng hiện ra quang mang quỷ dị, hơn nữa còn lộ khuôn mặt tươi cười. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên run lên, bởi vì hắn nhìn thấy nụ cười kia, vô cùng quen thuộc. Dạ. Thủy lên tiếng, đột nhiên ra tay, ngũ chảo đánh tới nhưng mục tiêu lại là Quy Khư. Ngươi! Quy Khư cả kinh, hắn lại bị đồng minh ra tay đánh lén. Ngũ chảo tốc độ cực nhanh nhưng giống như không có lực lượng cực mạnh, khi tới trước mặt Quy Khư lại đột nhiên kết ấn. Đồng tử Quy Khư co rút lại, ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ nhận ra ấn ký kia, thất thanh kêu lên. Ngươi là! Hắn muốn trốn như chậm một bước, bị thủ ấn áp vào mi tâm. Nhất thời trong lòng bàn tay Thủy hiện lên hồng quang, thật nhiều phù văn lan tràn khắp da thịt Quy Khư. Thân hình Quy Khư bị định trụ, trong hai mắt toát ra phẫn nộ cùng hoảng sợ, khàn giọng giận dữ hét. Thiên Tư! Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, biểu tình quỷ dị vừa rồi của Thủy giống Thiên Tư như đúc, nhưng không nghĩ qua chính là hắn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm lẳng lặng nhìn qua, khắp quyết khôi phục lại lực lượng trên người. Giờ phút này bên địch quân xuất hiện biến cố. Đối với bọn họ mà nói chính là chuyện tốt, như vậy mọi người có thể tranh thủ thời gian để khôi phục. Trên mặt Thủy lộ nụ cười quỷ dị, khuôn mặt ngây dại biến thành tươi sống, cười điên cuồng. Ha ha ha, Quy Khư à Quy Khư, rốt cục nhận ra ta là ai sao? Ngươi luôn tự xưng đồng thuật vô song, hôm nay sao lại mù mắt chó đây? Thần sắc Quy Khư tràn đầy lửa giận, hắn nhìn chằm chằm Thiên Tư, lạnh lùng nhìn qua Giận Vũ, lạnh giọng hỏi. Đây là điều mà ngươi nói đồng minh đồng lòng, kẻ phản bội sẽ nhận trời phạt sao? Giận Vũ nhướng mày, cười quái dị nói. Ha ha, Quy Khư, ngươi nói vậy là không đúng, ta nào có phản bội ngươi. Là vị bằng hữu kia nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi thôi. Sao lại trách lên đầu ta đây? Hắn vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Thiên Tư, nói. Không phải đã nói tới cuối cùng mới động thủ sao? Vì sao phải ra tay trước thời gian? Sắc mặt Quy Khư xanh mét, ánh mắt phun ra lửa giận như muốn hỏa táng Giận Vũ. Thiên Tư cười hăng hắc. Cuối cùng chưa chắc là thời cơ tốt nhất, mà bây giờ mới là thời cơ tốt nhất ha. Nếu chờ hắn khôi phục lực lượng, ta chỉ sợ không áp chế được, mà giờ khắc này nếu đoạt xá, ta nắm chắc thật lớn. Giận Vũ lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không sợ lầm chuyện của ta. Thiên Tư kinh ngạc cười nói. Chuyện của ngươi, làm ơn đi. Giận Vũ đại nhân, chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chuyện của ngươi quan hệ gì tới ta? Sắc mặt Quy Khư tái nhợt, biến thành vô cùng khó xem, tựa hồ bị quyết ấn sản sinh tác dụng thật lớn, thân thể của hắn lảo đảo run rẩy, tràn đầy không cam lòng thấp giọng quát. Giận Vũ, vì sao phải như vậy? Giận Vũ cười hắc hắc, hỏi. Quy Khư, kỳ thật ta cũng không muốn, nhưng thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, mạnh tới mức làm ta kiêng kỵ đâu. Ta chỉ sợ sau khi khôi phục tới giới vương cảnh vẫn không phải đối thủ của ngươi. Cho nên nhất định phải tìm được người có thể khắc chế ngươi, mà Thiên Tư chính là người đó, là ngươi sáng tạo ra hắn để đối phó Nguyệt Đồng, là ngươi sáng tạo ra thiên địch của đồng tộc A. Giận Vũ chớp mắt, lại cười nói. Có phải cảm thấy có chút mua dây buộc mình không? Thiên Tư cũng châm chọc nói. Năm đó ngươi sợ sau khi thực lực ngã xuống, sẽ không thể khống chế Nguyệt Đồng. Liền sáng tạo ra ta để phòng ngừa vạn nhất, có thể lợi dụng ta kiềm chế đồng tộc. Nhưng ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới lại chơi lửa, rời tảng đá đập chân của mình chứ. Ha ha! Quy Khư dị thường phẫn nộ, liều mạng giãy giụa nhưng bất kể như thế nào cũng không giãy thoát trói buộc của quyết ấn, hơn nữa lực giãy giụa ngày càng yếu. Trong mắt Thiên Tư hiện lên vẻ hưng phấn, kích động nói. Ha ha ha, vô dụng! Năm xưa ngươi sáng tạo ra ta. Chính là vì đối phó Nguyệt Đồng, cho nên trời sinh ta chính là khắc tinh của ngươi, ngươi giãy giụa thế nào cũng vô dụng, ha ha ha. Ta có thể lập tức đoạt xá thành công, như vậy ta chính là Quy Khư hoàn toàn mới, là một Nguyệt Đồng hoàn toàn mới, hơn nữa không tồn tại chỗ thiếu hụt nào. Giận Vũ cười nói. Đừng chít chít nhiều lời, muốn đoạt xá thì nhanh một chút đi,
giờ phút này hắn thật suy yếu đâu. Được. Thiên Tư ứng tiếng, khuôn mặt Thủy chợt ngây dại, một đạo quang mang nhân hình trực tiếp nhảy vào trong cơ thể Quy Khư. Nhất thời thân thể của Thủy sụi lơ ngay trước mặt Quy Khư, mà đồng tử của Quy Khư trợn tròn, khuôn mặt dãy giụa tràn đầy vẻ dữ tợn cùng thống khổ, mồ hôi tuôn như mưa. Ánh mắt Giận Vũ có chút mơ hồ, theo dõi hắn một lúc hỏi. Như thế nào? Thân hình Quy Khư run rẩy, thanh tâm Thiên Tư truyền ra, âm trầm nói. Có chút phiền toái, nhưng vẫn ở trong dự liệu, đợi ta hoàn toàn cắn nuốt sạch ý thức ngoan cố bên trong, mới có thể lấy được lực lượng của Quy Khư, hơn nữa kế thừa thân hình bộ dạng này. Giận Vũ gật đầu nói. Tốt, vậy ngươi chậm rãi đoạt xá, ta đi hóa long chỉ trước đã. Thiên Tư biến sắc, cả kinh nói. Ngươi không thể đi, ngươi phải thay ta hộ pháp, nếu không đám người Lý Vân Tiêu sẽ qua giết ta. Nhìn sắc mặt Giận Vũ tựa hồ có chút không vui, Thiên Tư vội nói. Ngươi xem, quá trình hóa long còn chưa nhanh như vậy đâu. Giận Vũ nhìn xuống hỗn độn kê tử, theo thiên địa linh khí điên cuồng rót vào, trong mơ hồ như có long hình hiện thân, nhưng còn kém một ít. Thiên Tư nhe răng cười nói. Hắc hắc, chỉ cần ta đoạt xá thành công, tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho đại nhân. Giận Vũ thản nhiên nói. Yêu đãi thì cũng thôi, dù sao ngươi không phải thứ tốt gì, ta cũng rất khó tín nhiệm ngươi. Chỉ là chúng ta có chung địch nhân, tới lúc đó còn phải lợi dụng lẫn nhau mới được. Hắc hắc, đại nhân cũng thật thấu đáo. Thiên Tư hăng hắc cười rộ lên, đột nhiên khuôn mặt hắn thoáng dại ra, sắc mặt lập tức đại biến, nhãn cầu lồi ra ngoài như mắt cá chết. Tiện nhân còn chưa chết, tiện nhân. Thần sắc Thiên Tư sợ hãi, gào thét mắng to. Nguyên thần sắc vốn đã khôi phục chấn định lại biến thành phức tạp, khuôn mặt không ngừng run rẩy lên. Vẫn là khuôn mặt kia, lại đột nhiên biến thành bình tĩnh, nhưng trong mắt tràn đầy thống khổ, khí chất quanh thân hoàn toàn phát sinh biến hóa. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, lập tức cảnh giác quát. Ngươi là ai? Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng đại biến, thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, hoảng sợ nói. Khả Nguyệt. Khuôn mặt, khí chất cùng thần thái chính là chữ Khả Nguyệt, trên trán tuôn đầy mồ hôi to như hạt đậu, run giọng nói. Lý Vân Tiêu. Vẻ mặt Giận Vũ âm trầm, lạnh giọng nói. Thế nào, tên phế vật Thiên Tư lại đoạt xá thất bại? Đồ khốn. Khuôn mặt chữ Khả Nguyệt biến đổi, biến thành dữ tợn quát. Lão tử làm sao đoạt xá thất bại, chỉ là một tiện nhân mà thôi. Ta chỉ một phút là tiêu diệt à. Vừa nói xong khuôn mặt lại biến hóa, biến thành dịu dàng, chỉ là thần sắc thống khổ cùng dãy giụa. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Khả Nguyệt hãy cố lên, nhất định không thể thua cho hắn. Chữ Khả Nguyệt gật gật đầu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thập phần vất vả. Khuôn mặt xinh đẹp dưới sự tranh đoạt không ngừng của hai người đổi tới đổi lui, khi thì dịu dàng khi thì dữ tợn, lúc thì thống khổ lúc lại nổi giận. Đột nhiên, chữ Khả Nguyệt giơ lên tay phải, kim quang chợt lóe, biến thành một thanh giáo kim sắc hướng ngay tim của mình đâm thẳng vào. Chi? Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, quát. Khả Nguyệt, đừng a! Thanh giáo dừng phát lại cách chỗ trái tim vài tấc, khuôn mặt Khả Nguyệt biến thành dữ tợn, lạnh giọng nói. Muốn tự sát muốn chết, hơn nữa giết ta sao? Quá ngây thơ rồi, người nghĩ ta sẽ cho ngươi làm như vậy. Thân thể là của ta, sống hay chết ta tự mình tới định. Đã bị lão tử chiếm cứ, đó là của lão tử, muốn chết chính ngươi đi tìm chết là đủ rồi. Bàn tay cầm thanh giáo bắt đầu chậm rãi rời khỏi chỗ trái tim. Nhưng tay trái chữ Khả Nguyệt cũng mạnh mẽ nắm lên, hướng trái tim đẩy tới, mũi giáo chậm rãi xuyên qua ngực, tuôn máu. Khuôn mặt Thiên Tư cực độ hoảng sợ, hét lớn. Tiện nhân, ngu xuẩn, như vậy ta và ngươi đều cũng chết. Giận Vũ có chút hăng hái đứng một bên nhìn thấy, ha ha cười nói. Thiên Tư, ngươi nói cái gì ngu xuẩn đâu, nàng chính là muốn đồng quy vu tận với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Khuôn mặt Thiên Tư biến dạng, mồ hôi lạnh tuôn tràn cầu xin. Giận Vũ đại nhân, mau giúp đỡ ta, giúp ta đánh chết tiện nhân kia. Giận Vũ suy cười một tiếng, nói. Các ngươi đang ở trong cuộc chiến đoạt xá, người ngoài như ta làm sao giúp đây? Chuyện của mình tự mình giải quyết đi. Trên mặt Thiên Tư tràn đầy lửa giận, mắng. Giận Vũ, tên tiểu nhân ngươi, lại thấy chết mà không cứu được, ngươi không quan tâm hợp tác với ta đối phó Lục Xí sao? Sắc mặt Giận Vũ thay đổi, lạnh lùng theo dõi hắn, nói.
ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được, còn muốn theo ta cùng nhau đối phó Lục Xí. Hợp tác với ngươi chính là sỉ nhục của ta. Còn nữa, ta xem minh bạch rồi, thân thể này vốn là của nữ nhân kia, ngươi lại vô sỉ tới mức chiếm đoạt thân thể nữ nhân, chậc chậc. Xuống dưới suối vàng ngàn vạn lần đừng nói với người khác ngươi nhận thức ta, ta không có mặt mũi như vậy. Sắc mặt Thiên Tư đại biến, cả kinh nói. Suối vàng, có ý tứ gì? Sắc mặt Giận Vũ trầm xuống, quát. Ý tứ chính là. Lý Vân Tiêu kinh hãi nhảy dựng khỏi chiến hạm muốn lao tới. Khả Nguyệt, cẩn thận Giận Vũ. Chữ Khả Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt rơi xuống nước mắt, bộ dạng tựa hồ giải thoát. Giận Vũ đột nhiên vừa động, một đạo long quyền đánh thẳng lên thân hình chữ Khả Nguyệt, phanh một tiếng đem đồi ngực oanh mở, huyết nhục mơ hồ. Ý của ta chính là, đi chết đi. Long nhãn băng xương nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dạng, tựa hồ có thể chứng kiến hai linh hồn đang không ngừng chiếm đoạt thân thể kia. Thiên Tư quát to. Đáng chết, Giận Vũ, ngươi không chết tử tế được. Giận Vũ cười nhạo nói. Nói giống như ngươi được chết tử tế đâu. Có thể chết thống khoái như vậy, ngươi không nên cảm tạ ta. Nguyên bản ta còn ký thác kỳ vọng với ngươi, không tưởng được ngươi phế vật tới như vậy, thậm chí còn không thắng được một nữ nhân, thật khiến người ta thất vọng. Khuôn mặt Thiên Tư dại ra, tựa hồ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lập tức biến thành dịu dàng, bị Khả Nguyệt thay thế. Khả Nguyệt! Lý Vân Tiêu thê thảm kêu một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng qua đây! Chữ Khả Nguyệt phun mấy ngụm máu tươi, nhưng biểu tình tràn đầy vẻ giải thoát lẫn cao hứng, hòa nhã nói. Kết cục này là ta sở cầu, ngươi đừng ngăn cản. Giận Vũ hừ một tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lập tức rút long quyền, hơn nữa trong thoáng chốc long khí chợt nổ tung, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của chữ Khả Nguyệt tạc vỡ, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn. Phốc! Chữ Khả Nguyệt lại phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay xa trên không trung. Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu gào thét, liền vọt tới, đem chữ Khả Nguyệt ôm vào trong lòng. Vết thương nơi ngực thật lớn, máu tươi ướt đẫm toàn thân, nàng hoàn toàn không sống được. Kiên trì, ngươi nhất định phải kiên trì. Đầu óc Lý Vân Tiêu hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, liều mạng đem thần dịch lực vừa khôi phục được chút ít chuyển hóa thành tử ất mộc khí truyền vào thân thể chữ Khả Nguyệt. Kỳ thật ai cũng hiểu được, chữ Khả Nguyệt không còn khả năng sống sót. Lý Vân Tiêu. Đừng phí sức lực, đây là sự lựa chọn của ta thích kết cục này. Ánh mắt chữ Khả Nguyệt tan giả, trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy thân ảnh quanh quẩn trong mộng. Ta rốt cục tự do, Mộ Dung đại ca, chúng ta rốt cục có thể, ở cùng một chỗ. Lý Vân Tiêu bi thống, thất thanh khóc giống lên, áo bào bị máu tươi nhuộm đỏ. Giận Vũ lạnh lùng hừ nói. Trường hợp động lòng người cảm động vô cùng đâu, bất quá bổn tọa không có thời gian chơi với các ngươi. Hắn nhìn xuống chỗ hỗn độn kê tử, long khí bên trong bắt đầu biến thành thực chất, một long hình dần dần ngưng tụ thật rõ ràng. Ha ha ha, thiên vận khí số, rốt cục đang ở bên ta. Hắn lập tức đi xuống bên dưới. Đám người Hiên Viên Diệu đại biến, liều lĩnh lao tới. Con kiến, long quyền vô lượng quang. Giận Vũ hử lạnh một tiếng, châm chọc nói, một quyền oanh ra ngoài, một mảnh cường quang chiếu xuống. Hiên Viên Diệu cùng Lam Nham chủ bị đánh bay, cuồng phun máu tươi. Uyên Nhi, người tận khả năng giết chết đám người kia đi. Giận Vũ ra lệnh, cũng không quay đầu đi thẳng tới Hóa Long Trì. Dạ. Uyên ứng tiếng, sắc mặt biến thành băng lạnh, đằng đằng sát khí. Tùy tay một chảo, một thanh chiến thương liền xuất hiện trong tay, như trường hồng quán nhật kích bắn đi ra. Nhưng người bị công kích lại là... Thân hình Giận Vũ đột nhiên bị kiềm hãm. Xoay người đánh ra một trường. Oanh! Trường lực đánh lên chiến thương, Uyên tựa hồ đã sớm có phòng bị, ngay khoảnh khắc chiến thương chịu lực thân hình chợt tách ra, hóa thành vô số tàn ảnh đánh tới bốn phương tám hướng. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Giận Vũ giận dữ liên tục đánh ra mấy quyền, đem tảng lớn tàn ảnh đánh vỡ, nhưng đột nhiên bên hông đau xót, một cỗ khí tức băng xương cực điểm đâm vào. Chiến thương đâm thẳng vào địa phương mà Long Lân không cách nào bao trùm khi hóa thành hình người. Sắc mặt Uyên băng xương, một tay cầm thương đâm xuyên qua lưng Giận Vũ. Long huyết đỏ đậm chảy ra từ thân thương. Mọi người bị biến cố trước mắt làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Lý Vân Tiêu vẫn còn ôm thi thể chữ Khả Nguyệt thống khổ rơi nước mắt.
biến cố liên tục làm mọi người có chút chết lặng. Khuôn mặt Giận Vũ âm trầm đáng sợ, lạnh giọng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Uyên đột nhiên xoay người cười rộ lên, tiếng cười cực kỳ âm lãnh, nói. Là ngươi ngay cả con của mình cũng có thể xem như thuốc bổ làm thịt, lại có thể hỏi ta vì cái gì? Giận Vũ giận dữ, mắng. Bọn hắn đều là nghịch tử bất hiếu muốn ta chết. Trong bao nhiêu đứa con, ta thưởng thức nhất chính là ngươi, lại không thể tưởng được ngươi cũng phản bội ta. Cảm xúc của hắn hết sức kích động, vừa giãy giụa vết thương liền mở rộng, máu loãng nhỏ giọt. Phản bội, ha ha ha. Uyên cười như điên, hài hước nhìn chằm chằm Giận Vũ, châm chọc nói. Ngươi thật nghĩ ta là kẻ ngu sao? Ngươi thật cho rằng ta không biết ban đầu ngươi nghĩ luyện hóa chúng ta bổ sung long nguyên, để đối kháng thiên nhân ngũ suy, trở về giới vương cảnh. Ngươi thật cho rằng ta luôn quy thuận ngươi. Ở trong 9 đứa con của ngươi, toàn bộ huynh đệ đều cho rằng ta là kẻ ngu xuẩn nhất. Nhưng sự thật đây, ai sống tới cuối cùng? Ha ha ha, là ai cuối cùng đưa tiễn ngươi trước lúc lâm chung? Giận Vũ ngây ngẩn cả người, người của Thiên Vũ Minh chỉ cảm thấy quan hệ giữa chân long thật phức tạp, tâm cơ sâu tới dọa người. Uyên cười lạnh nói, cười tới cuối cùng mới là thắng lợi a. Đáng tiếc, đám ca ca đệ đệ ngu xuẩn của ta nhìn không tới. Hắn lại đẩy chiến thương về phía trước, siêu một tiếng xuyên thấu lưng Giận Vũ, phá vỡ một lỗ máu thật lớn. Sau đó Uyên tiếp tục đánh ra một chưởng, đẩy mạnh về hướng Giận Vũ, chính mình thuận thế bay ngược hướng Hóa Long chỉ bay qua. Trong mắt hắn tràn ngập hưng phấn. Cướp lấy số mệnh, thành tựu tân chân long, hẳn phải là ta, người có trí tuệ cùng thực lực ngang nhau. Mọi người đều kinh ngạc, trơ mắt nhìn hắn nhảy vào trong hỗn độn kê tử mà bó tay hết cách. Đột nhiên Uyên giống như bị trùng kích thật lớn, bị chấn bay ra ngoài, còn phun máu tươi, long lân toàn thân nát từng tảng lớn. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại như vậy? Uyên hoảng sợ nhìn hỗn độn kê tử, nhìn chân long sắp thành hình bên trong, không khỏi kinh hãi, tay chân thất thố. Một thanh âm lạnh băng vang lên sau lưng hắn. Bởi vì ngươi chỉ là phối hợp diễn của thời đại này mà thôi. Oanh! Không kịp đề phòng, Uyên bị Giận Vũ đánh lén một quyền từ sau lưng, đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Phốc! Uyên phun ra búng máu, thần sắc không cam cùng phẫn nộ, quát. Vì cái gì? Vì sao ta không vào được Hóa Long trì? Thân thể hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, tuy nửa người Giận Vũ cũng nhiễm máu tươi nhưng hiển nhiên còn chưa nguy hiểm tính mạng. Ngược lại khi Giận Vũ đánh xuyên đồi ngực của Uyên, liền trực tiếp làm vỡ nát nội phủ của hắn, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Giận Vũ cười lạnh nói. Nếu chân long thật sự dễ dàng lấy được, bao nhiêu triều đại tới nay phải chết bao nhiêu chân long a? Uyên sửng sốt, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Chân long sinh ra sẽ mang tới thiên địa dị tượng cực mạnh, nếu không có cấm chế siêu cường bảo hộ, chỉ sợ mỗi đời chân long đều sẽ bị người cắn nuốt. Sau khi nghĩ thông suốt, thần sắc Uyên tuyệt vọng, vẻ không cam lòng cũng biến thành xám trắng. Giận Vũ cười nhạo nói. Tuy rằng ngươi đâm ta một thương, nhưng phụ vương phải bội phục ngươi, giả ngây giả dại lâu như vậy. Nói vậy ngươi thật sự là người thông minh nhất trong 9 đứa con của ta, dùng ngươi tới bổ dưỡng, nói vậy hiệu quả sẽ tốt hơn các huynh đệ của ngươi đi. Một thanh âm long ngâm vang lên, Giận Vũ hóa thành thân thể chân long mạnh mẽ nuốt chửng Uyên. Trong miệng rồng thật lớn còn truyền ra thanh âm tiếng nhai xương cốt răng rắc, khiến người dùng mình, không rét mà run. Giận Vũ cắn nuốt Uyên xong, long đầu thật lớn vừa chuyển, lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, liền phóng về hướng Hóa Long trì. Đồng thời long ngữ tối nghĩa từ trong miệng hắn truyền ra, mỗi khi niệm một tiếng trên hỗn độn kê tử đều có long phù hiện lên. Theo sau, thân thể hắn va chạm vào hỗn độn kê tử, trong lòng mọi người căng thẳng. Nhưng không chứng kiến phát sinh tình cảnh như Uyên, lại chậm rãi dung nhập đi vào. Đột nhiên long thân khổng lồ như nhận lấy trở ngại, đột ngột ngừng lại. Chỉ thấy ở phía cuối, Lý Vân Tiêu hai mắt đỏ bừng, thần sắc băng xương sát khí đang liều mạng kéo mạnh cái đuôi lớn, không cho hắn đi vào. Giận Vũ hét lớn một tiếng, đuôi rồng kịch liệt vẫy động, hóa ra vô số tàn ảnh nhưng không cách nào đánh bay Lý Vân Tiêu. Người Thiên Vũ Minh đều kinh hãi, vội vàng lao tới hỗ trợ. Những ai còn có thể chiến đấu, mặc kệ thực lực cao thấp đều ra tay cùng nhau oanh tới. Trong mắt Giận Vũ bắn ra vẻ băng xương, đồng thời cũng nổi lên tia kiêng kỵ, tựa hồ không muốn cùng đám người này đánh bừa, mạnh mẽ chui vào trong hỗn độn kê tử.
Lý Vân Tiêu bất ngờ không phòng ngự liền bị cái đuôi kéo luôn vào bên trong. A, minh chủ! Công kích của mọi người nháy mắt thất bại, tất cả giật mình nhìn vào trong hỗn độn kê tử, chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẫn ôm cái đuôi của Giận Vũ xuyên qua bên trong. Vân Tiêu ca ca! Tiểu Hồng vội vàng bay tới, lo lắng nhìn vào trong hóa long trì, nhưng không có biện pháp. Đám người Đoan Mộc Hữu Ngọc liều mạng công kích kết giới phòng ngự, nhưng không chút hiệu quả. Hiên Viên Diệu trầm giọng nói. Buông tha thôi, kết giới này do thiên địa ngưng tụ mà thành, nhân lực không thể phá vỡ. Uyên Long bị chấn động còn lập tức trọng thương, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Phi Nghê vội kêu lên. Hiên Viên đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Hiên Viên Diệu lắc đầu thở dài. Không biện pháp, hiện tại chỉ phải xem Lý Vân Tiêu. Nhưng mà, Phi Nghê gấp tới mức nhảy lên. Nhưng giờ phút này phu quân làm sao còn sức lực đi ngăn cản Giận Vũ. Thần sắc Hiên Viên Diệu chua xót, lắc đầu nói. Hết thảy nhìn ý trời đi, giờ này khắc này chúng ta không còn biện pháp gì. Chỉ có thể chờ đợi. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Mọi người bình tĩnh một chút, tận sức khôi phục lực lượng. Chờ sau khi hóa long, kết giới mở ra, có lẽ còn cuộc ác chiến cũng không chừng. Hiên Viên Diệu gật đầu nói. Kế sách hiện giờ chỉ có thể như vậy. Vẻ mặt mọi người đều ảm đạm, biết không có biện pháp nhưng vẫn không cam lòng. Đặc biệt là Phi Nghê cùng Tiểu Hồng, luôn nhìn chằm chằm vào hỗn độn kê tử, không thể tĩnh tâm xếp bằng điều tức. Lý Vân Tiêu bị đưa vào trong hóa long trì, liền cảm nhận được linh khí kinh thiên lao vào trong cơ thể của mình, dù không muốn hấp thu cũng khó khăn. Ở trước mắt có một long hình thật lớn đang chậm rãi ngưng kết lại, sáng ngời mà tuyệt mỹ. Vừa nhìn chẳng khác gì xảo đoạt thiên công, làm lòng người hướng tới. Ngược lại là Giận Vũ, giống như từng gặp qua vì thế vẫn thản nhiên. Hắn vùng đuôi, lần này Lý Vân Tiêu cũng sơ sẩy, vì thế liền bị trấn khai. Giận Vũ hóa thành hình người, nhìn thoáng qua chân long đang ngưng tụ, xoay người lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng băng xương nhìn Giận Vũ, trong mắt sát khí thấu xương. Giận Vũ lạnh giọng nói. Ngươi muốn bảo vệ chân long đã là không thể nào, ta chỉ cần tùy tiện một kích là có thể phá hủy quá trình ngưng hình, tới lúc đó long hình sẽ hóa thành long tinh, hoàn toàn thất bại. Lý Vân Tiêu nói, ngươi nói lời này là vì giữ mạng cho mình sao? Giữ mạng, ha ha, đầu óc ngươi bị choáng váng đi. Giận Vũ cười lạnh, hiện tại ai mạnh ai yếu mà ngươi cũng không nhìn ra được sao? Bổn tọa chỉ muốn nói cho ngươi biết, tốt nhất thành thật một chút. Nếu không hiện tại ta phá hủy long mạch, sẽ không còn khả năng thành hình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tùy tiện. A, cái gì? Giận Vũ lặng người, cho là mình nghe lầm. Lý Vân Tiêu còn đang bi thống vì cái chết của chữ Khả Nguyệt, làm sao còn quản được nhiều, cười lạnh nói. Không phải muốn đánh vỡ long mạch sao? Ngươi không làm để cho ta làm tốt lắm. Hắn hít sâu một hơi, linh dịch điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Sau đó tay phải hắn chảo qua, tử lôi ngưng tụ, hóa thành trường mâu mạnh mẽ đâm xuống. A! Giận Vũ sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng, đối phương không phải muốn bảo vệ long mạch sao? Hiện tại vì sao tự mình phá hủy? Nhất thời tử lôi lập tức đâm vào trong long mạch. Chi chi! Trường mâu phát ra cường quang vô cùng chói mắt, lấy tử lôi làm trung tâm, bắt đầu có vô số vết rạn hiện lên, hướng long thân lan tràn tới. A! Không chỉ riêng Giận Vũ ngây dại, thậm chí nhóm người Phi Nghê ở bên ngoài cũng kinh hãi lẫn mờ mịt. Tiểu Hồng ngơ ngẩn nói. Chẳng lẽ cái chết của nữ tử vừa rồi làm Vân Tiêu đại ca bị kích thích quá lớn, cho nên làm việc cực đoan như vậy sao? Phi Nghê cau chặt mày, không hiểu ý tứ của Lý Vân Tiêu. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, rốt cục long thân cuồn cuộn che kín vết rạn, sau đó linh dịch không ngừng rót vào, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Oanh long long. Lực lượng khủng bố trùng kích khắp bốn phương tám hướng, chân long ngưng hình thất bại trực tiếp hóa thành vô số long tinh hướng bốn phía kích tán. Giận Vũ há hốc mồm, nhưng chỉ nháy mắt hắn liền hiểu được ý tưởng của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu khắp quyết, một vầng kim quang hiện lên bốn phía, long tinh phá nát lập tức bay tới, dưới công pháp tạo hóa nhất khí hóa thành long khí khủng bố bị hắn hút vào trong thân thể. Đáng chết, muốn phá hư đại sự của ta. Giận Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bất chấp đánh chết Lý Vân Tiêu, long tinh cùng khí vận đầy trời là mục đích tranh đoạt hàng đầu của hắn, nhất thời hắn hóa thành hình thái chân long điên cuồng cắn nuốt long tinh cùng linh khí.
trong hóa long trì, rất nhanh liền hình thành hai đạo lốc xoáy giằng co lẫn nhau, vô số long tinh xen lẫn linh dịch hướng hai lốc xoáy dũng mãnh lao tới. Lý Vân Tiêu đang cùng Giận Vũ tranh đoạt khí vận thiên địa lần này. Trong đầu Phi Nghê chợt hiện linh quang, nháy mắt liền hiểu ra, khẩn trương siết chặt nắm tay nói. Ta hiểu được ý tứ của phu quân, sau khi Giận Vũ tiến vào hóa long trì, đã không thể cản trở long mạch bị phá hủy, dù sao lúc này chân khí của phu quân đã rất yếu. Một khi đã như vậy, còn không bằng hóa bị động thành chủ động, tự mình phá hủy long mạch, mượn việc này tranh đoạt số mệnh chân long. Kể từ đó còn có thể tìm được cơ hội. Lúc này Tiểu Hồng mới hiểu ra, sững sờ nói. Long mạch nát, vì sao cấm chế của hỗn độn kê tử còn chưa bị phá vỡ? Nếu có thể bài trừ cấm chế, chúng ta đi xuống quấy rối, cho dù không thể giết Giận Vũ nhưng cũng có thể gia tăng phiền toái cho hắn, để cho hắn không thể cướp đoạt số mệnh với Vân Tiêu đại ca. Phi Nghê cũng khó hiểu, hai người lại ra tay công kích lên hỗn độn kê tử, ngược lại bị kích bắn trở về, thiếu chút nữa bị chấn tổn thương. Phi Nghê lắc đầu nói, có lẽ cần một lát mới có thể tiêu trừ, chúng ta khôi phục sức lực trước, cũng tìm cơ hội giết Giận Vũ. Tiểu Hồng gật đầu, hai người ngồi xếp bằng bên ngoài hỗn độn kê tử, vừa quan sát tình huống bên trong vừa liều mạng dưỡng thương. Đám người Hiên Viên Diệu đều nhìn thấy cảnh tượng trong hỗn độn kê tử. Nghe được lời nói của Phi Nghê, ngẫm lại chính là như thế, liền nhắm mắt hoàn toàn tập trung khôi phục. Trong hóa long trì, hai cỗ lốc xoáy bất phân thắng bại, tư nguyên không ngừng bị hai người cướp đoạt. Thể lực của Lý Vân Tiêu đã bị hao tổn sạch sẽ, trong khoảnh khắc lại bị lấp đầy, hơn nữa long khí hỗn hợp cùng linh dịch trực tiếp tẩy lễ thân thể của hắn, còn gột rửa kinh mạch của hắn. Thân hình Lý Vân Tiêu rất nhanh biến thành kim sắc, hơn nữa tựa hồ bành trướng hơn rất nhiều. Bởi vì cảnh giới nhục thể của hắn thấp hơn tu vi, cho nên cảm giác thân thể không chịu nổi, bị long tức tàn phá cơ hồ muốn vỡ tan. Nhưng loại cảm giác bành trướng kéo dài liên tục một lát đã bắt đầu thích ứng, cảm thấy thân thể được cọ rửa, không ngừng biến thành càng thêm cứng cỏi. Cảm giác thân thể đang trùng kích vào pháp thân cảnh, nhưng tâm tình của Lý Vân Tiêu càng thêm trầm trọng. Linh khí cùng long tức tràn ngập đầy trời, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn rõ ràng cảm nhận được thực lực Giận Vũ đang nhanh chóng tăng lên. Dù sao nơi này là hóa long trì, mà Giận Vũ từng là chân long, lực hấp thu long tinh đương nhiên mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Trong lòng Lý Vân Tiêu càng gấp gáp, bất chấp hết thảy, chờ đợi thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành pháp thân, liền chuẩn bị trùng kích vào giới vương cảnh. Hiện tại hai người đang so đấu thời gian, trong trận tranh đoạt số mệnh nếu ai có thể dẫn đầu đạt tới giới vương cảnh thì người đó thắng lợi. Thời gian trôi qua, đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu run lên. Nhận thấy được có cỗ lực lượng thật lớn chậm rãi ngưng tụ phía trước. Chỉ thấy thân hình Giận Vũ bắt đầu phát sinh biến hóa rõ rệt, long lân bắt đầu cởi ra, sinh ra da thịt cùng lớp vảy mới. Trong quá trình này một cỗ áp lực thật mạnh từ trong lốc xoáy tràn ra, làm Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí nhóm người Phi Nghê ở bên ngoài cũng phát hiện được sự biến hóa của Giận Vũ, đồng thời hiểu được hắn đang trùng kích giới vương cảnh, là dấu hiệu khôi phục chân thân chân long. Phải thua sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu càng thêm sốt ruột, với tốc độ hiện tại của Giận Vũ, nếu đập vào giới vương cảnh tất nhiên sẽ giành ra tay trước, tới lúc đó nơi này không có ai là địch thủ của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Lý Vân Tiêu tập trung lực lượng bắt đầu trùng kích giới vương cảnh. Ở ma giới hấp thu lực lượng thiên ngoại huyền minh thạch, khiến cho hắn viễn siêu cường giả ma tôn bình thường, giờ phút này tiếp tục hấp thu chân long lực cuồng bạo, long uy cuồn cuộn bị hắn hấp thu non nửa. Tuy trùng kích giới vương cảnh thập phần xa vời, vẫn chưa tới nỗi là không có khả năng. Giận Vũ tựa hồ cũng cảm ứng được gì đó, mở mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, khóe môi hiện lên vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Ha ha, mạnh mẽ trùng kích giới vương, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đừng nói ngươi tích lũy còn chưa đủ, dù đủ rồi cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến vào giới vương cảnh, nếu không chẳng phải trên đời này giới vương đều nhiều như cầu sao. Hiên Viên Diệu nhìn trạng thái hiện tại của Lý Vân Tiêu, không khỏi lắc đầu, tràn đầy lo lắng. Bổn tọa trọng lâm đại địa, thời khắc chúa tể vạn vật lại tới đây. Biến hóa trên người Giận Vũ rất nhanh dừng lại, sau đó một tiếng long ngâm kinh người xuyên thấu hư không. Long quyền vô lượng quang. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, chợt phát hiện hào quang sáng lên, khí huyết trong người chấn động kịch liệt, toàn bộ lực lượng trùng quan bị cỗ uy thế kia chấn áp chợt tán đi. Sốt cục, thất bại sao? Nội tâm Lý Vân Tiêu chua xót,
lực lượng bị kích tán, muốn tiếp tục trùng kích giới vương cảnh là không khả năng. Mà Long Quyền đánh tới trước mắt cường đại chưa từng có, chỉ là chân khí đã chèn ép vô cùng khó chịu. Biết không thể tránh né, Lý Vân Tiêu hợp lại hai tay đồng dạng một quyền oanh tới. Oanh long long. Hai quyền va chạm, lực lượng khủng bố khuếch tán, Long Tinh còn chưa hấp thu liền hóa thành bột mịn. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng đau đớn bật lui, một cánh tay run rẩy lên. Phu quân. Phi Nghê lo lắng hô, nàng cùng Tiểu Hồng liều mạng công kích kết giới nhưng vẫn không chút hiệu quả. Giận Vũ đánh ra một quyền, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhịn không được cười như điên. Ha ha ha, cuối cùng để cho ta trở về giới vương cảnh. Trời không phụ người có lòng, nhiều năm cực khổ như vậy, rốt cục chiếm được kết quả. Hắn kích động tới chảy nước mắt, hưng phấn nói. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, trên đời này không có gì là không thể nào. Không quên sơ tâm, nhất định thắng lợi a. Nhìn sắc mặt dị thường trắng bệch của Lý Vân Tiêu, Giận Vũ dị thường khoái trá. Ha ha ha, thiên đạo chung quy lựa chọn ta. Cái gì minh chủ thiên vũ minh, cái gì mà giới thần bi chi chủ, chung quy là vì cho ta quay về đỉnh phong, là chướng ngại vật cho ta dẫm lên mà thôi. Hôm nay giết ngươi, hết thảy trước kia đều là đáng giá. Trong lòng Lý Vân Tiêu mê mang, nhìn thân ảnh Giận Vũ tới gần, cảm thấy có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ thiên đạo thật sự lựa chọn như vậy sao? Vậy hết thảy những gì ta đã làm còn có ý nghĩa gì? Giấy dụa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đi chết đi. Thân ảnh Giận Vũ chợt lóe, cơ hồ như thuấn di xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, đột nhiên một quyền oanh tới. Không gian bên trong hỗn độn kê tử chấn động, cơ hồ cần tan vỡ. Vận mệnh chưa bao giờ do người, cho dù là thiên đạo lựa chọn thì tính sao? Cũng không thể thay thế lựa chọn của ta. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, từng màn chuyện cũ lướt qua trước mắt, cùng những lão hữu đã vẫn lạc những năm gần đây. Những khuôn mặt tươi sống tựa hồ đều đang nhìn hắn. Lựa chọn của mình, ha ha, chuyện cho tới bây giờ, người chỉ có thể an ủi mình như vậy. Nghĩ tới tự lừa gạt mình thì có thể chết cũng không tiếc sao. Giận Vũ cười lạnh, Long Quyền như vầng thái dương chiếu rọi cả không gian rực rỡ sáng ngời. Thân ảnh Lý Vân Tiêu biến thành trong suốt, nhìn không được rõ ràng. Oanh Long! Long Quyền nổ tung, khí kình trùng kích, toàn bộ linh dịch đều sôi trào. Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Ha ha, thật sự là thích ý đâu, chết đi. Giận Vũ cười điên cuồng, lập tức xông tới, không muốn cấp cho Lý Vân Tiêu một cơ hội nào, thân hình hóa thành hình thái nửa yêu, đuôi rồng mạnh mẽ quét tới. Thích ý sao, vậy hưởng thụ nhiều hơn đi. Tuy Lý Vân Tiêu bị chấn tới hai tay run lên, nhưng hắn đã phục hồi lại tinh thần, thủy chủ trầm phù xuất hiện trong tay, mạnh mẽ chém về hướng đuôi rồng. Chi? Giận Vũ đột nhiên dùng mình, vội vàng thu đuôi trở về hoảng sợ hô. Đây là kiếm gì? Kiếm giết ngươi. Lý Vân Tiêu một kiếm thất bại, thân ảnh chợt lóe trực tiếp thuấn di tới bên cạnh Giận Vũ mạnh mẽ bổ xuống. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, uy thế thanh kiếm khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhất thời hai tay hóa ra chân long kiếm ngăn cản. Oanh! Ba thanh kiếm giao nhau bắn ra kim quang khủng bố. Hai thanh chân long kiếm bị thủy chủ trầm phù áp chế phát ra âm dung như đang than khóc. Long lân trên người Giận Vũ cũng phát ra tiếng đương đương không ngừng, dưới trăm ngàn đạo kiếm khí chân áp không ngừng phát tán long quang. Hừ, giới vương cảnh, chỉ thường thôi. Lý Vân Tiêu suy cười một tiếng, đại kiếm lại áp xuống. Oanh! Giận Vũ không tiếp nổi thế kiếm kia, trực tiếp bị đánh bay xa mấy trăm trượng, chân long thân thể chật vật đứng vững, thần sắc hoảng sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Cho dù ta vẫn còn ở tạo hóa cảnh, nhưng đồng dạng có thể giết ngươi. Cái gọi là thiên đạo lựa chọn, vốn là một mình ngươi tự ý dâm đi. Hiện tại đã ý dâm xong, nên trở về hiện thực băng xương rồi chứ. Thần sắc Giận Vũ kinh hãi, ánh mắt dừng trên thanh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, kiếm văn cùng kiếm phù kỳ dị uốn lượn lóe ra, với ánh mắt của hắn lại nhìn không ra lai lịch của thanh kiếm kia. Tuy Lý Vân Tiêu đã trấn định trở lại, nhưng nội tâm lại thấy nặng nề. Vừa rồi tuy hắn trùng kích giới vương cảnh thất bại, nhưng tu vi vẫn tăng lên rất nhiều, vì vậy mới có thể tùy ý hóa ra kiếm hình của thủy chủ trầm phù, tuy rằng mỗi lần công kích đều tiêu hao thể năng rất lớn, nhưng ít ra còn có thể đối kháng được Giận Vũ một phần. Hơn nữa làm cho hắn có chút vui mừng chính là long khí cùng linh dịch ở đây cường đại vô cùng, có chỗ tốt cho hắn rất lớn.
hừ, chỉ có một thanh kiếm thì cho rằng có thể nghịch thiên sao? Chỉ sợ sau mỗi kích cũng hao tổn phân nửa thần dịch lực của ngươi đi. Ngươi dùng thanh kiếm này có thể thi triển được bao nhiêu lần công kích? Giận Vũ âm lãnh cười, mặc dù hắn không nhìn ra lai lịch thanh kiếm kia, nhưng có thể nghĩ ra Lý Vân Tiêu thi triển cũng không dễ dàng. Có thể thi triển vài lần cần ngươi quan tâm sao? Trước quản chính ngươi đi. Lý Vân Tiêu vừa khởi kiếm thế, nhất thời khắp bốn phía đều hiện ra kiếm giới, biến thành sắc bén cùng rực rỡ dị thường. Sắc mặt Giận Vũ khẽ biến, lạnh giọng nói. Liều lĩnh, chỉ trong vòng ba chiêu sẽ tiễn ngươi quy thiên. Một mảnh long vực hiện ra bên cạnh Giận Vũ, chỉ khuếch trương phạm vi hơn 10 trượng. Theo sau hắn kết ấn quát. Long phù ấn quyết, pháp tắc như nhất, chết đi. Một đạo long phù cực lớn ngưng tụ, toàn bộ long tức đều gia nhập vào, long phù ẩn chứa lực pháp tắc cực mạnh, không ngừng phá hủy không gian khắp bốn phía. Oanh long! Lý Vân Tiêu xông tới, chủ động công kích, dưới một kiếm cơ hồ đem trọn hóa long chỉ bổ ra, hung hăng đánh lên long phù pháp ấn. Quang mang tuyệt cường nháy mắt nổ tung, xuyên thấu tận trời. Tiếng chấn động kéo dài không dứt, những người bên ngoài hỗn độn kê tử hoàn toàn không thể nhìn thấy được cảnh tượng diễn ra bên trong. Nhóm người Phi Nghê khẩn trương siết chặt nắm tay, tuôn mồ hôi lạnh. Sắc mặt Giận Vũ lẫn Lý Vân Tiêu đều vô cùng khó xem, đồng thời đều bị dư âm trùng kích chấn động. Long lân trên người Giận Vũ lóe sáng, đem lực phòng ngự phát huy tới cực hạn. Mà bên ngoài Lý Vân Tiêu hiện ra hư quang hóa khải, thật khó khăn ngăn chặn uy lực kia, bị chấn tới ngũ tạng lục phủ đều đau đớn, phun ra ngụm máu tươi. Chân long thân chính là thân thể chí cường trong thiên địa. Ha ha, bổn tọa quả nhiên đoán không lầm, trong vòng ba chiêu ngươi hẳn phải chết, tiếp tục đón chiêu thứ hai của ta. Tay phải Giận Vũ đột nhiên chảo tới, long quang sáng ngời, long tức hóa thành quang mang nhiễu quanh tay của hắn. Long quyền vô lượng quang. Một quyền chấn vỡ thiên địa, cả hóa long chỉ đều ngưng tụ thành lốc xoáy điên cuồng phóng mạnh vào quyền đầu, đánh nát tầng tầng trở ngại, mạnh mẽ oanh tới. Lý Vân Tiêu đại biến, hai tay nắm chặt thủy chủ trầm phù hoành ngang trước người, quát. Kiếm giới. Tranh. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm liền cảm ứng, lập tức phá thể bay ra hóa thành kết giới quanh thân, cùng thủy chủ trầm phù cộng hưởng. Oanh long. Long quyền đánh tới. Trực tiếp chấn nhập vào trong kiếm giới, 36 chuôi kiếm nháy mắt nổ tung phá nát, hóa thành bột mịn. Long kình cường đại cuối cùng oanh lên thủy chủ trầm phù, chấn động chuôi kiếm ông ông không ngừng. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân hình tê dần, rốt cục phun máu, long quyền điên cuồng tràn vào trong thân thể, vỡ ra pháp thân, kinh mạch bị chấn gãy thành từng khúc. Phốc! Thân thể bị đánh bay mấy trăm trượng, Lý Vân Tiêu phun ra vài ngụm máu tươi, đã đứng không vững. Long quang vẫn còn tàn sát bừa bãi trong người hắn, không ngừng xé rách nhục thể của hắn, thủy chủ trầm phù bị hắn gắt gao nắm trong tay, bộc phát ra tiếng ông ông không ngừng, tựa hồ thập phần luống cuống. Ha ha, không ngoài sở liệu của ta. Giận Vũ cười lạnh, thần sắc giãn ra, tựa hồ dị thường thích ý. Còn một chiêu nữa là tiễn ngươi quy thiên, chịu phận bất hạnh đi, ngươi chỉ là bi ai của thời đại này mà thôi. Tiếp tục cưỡng cầu thế nào cũng không đối kháng được sự lựa chọn của thiên đạo. Giận Vũ giơ tay lên, hai tay kết ấn, 10 ngón giao nhau hình thành hình thái long đầu. Chân long thán tức sao? Vẻ mặt Lý Vân Tiêu không chút diễn cảm, bởi vì hắn chỉ còn một ý nghĩ một trận chiến mà thôi. Nga, người gặp qua sao? Giận Vũ cười to. Cũng khó trách, hậu duệ long tộc tốt xấu lẫn lộn, diễn biến thành vô số giống loài. Khó tránh sẽ có chút hậu duệ huyết mạch linh quang có thể ngộ ra một phần vạn của chiêu này. Nhưng bất kể như thế nào cũng chỉ là bắt chước mà thôi, chỉ có bổn tọa thi triển mới là thần thông chân chính. Người có thể chết dưới chiêu này cũng không uổng cuộc đời. Ánh mắt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tay phải nâng kiếm, tay trái chảo lôi, không nói một lời. Linh dịch xung quanh hóa thành từng đạo lốc xoáy dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, nhanh chóng chữa trị thân hình bị trọng thương, hội tụ vào trong hai tay. Hắn vốn định phản bác vài câu, nhưng sự thật trước mắt chính là như vậy, một chiêu này của Giận Vũ rất có thể sẽ giết chết hắn. Lời nói tới bên miệng lại nuốt xuống, hắn chỉ yên lặng vận dụng toàn lực, nỗ lực đối kháng bánh xe vận mệnh. Tay trái khắp quyết, hàng vạn hàng ngàn lôi điện lóe ra hóa thành lôi cầu khủng bố nhiễu quanh bốn phía. Tay phải cầm kiếm chỉ thiên, hàng vạn hàng ngàn kiếm ý tản ra, như thái dương chói mắt. Hai cỗ lực lượng lan tràn, không ngừng thăng lên.
rất nhanh hình thành hai đạo lốc xoáy, tự thành thế giới. Sắc mặt Dân Vũ khẽ biến, lạnh giọng nói. Con kiến, bất quá chỉ là bi kịch bị nghiền áp dưới bánh xe vận mệnh, tiễn ngươi quy thiên. Long ấn trộn lẫn, hóa thành hình thái bản thể chân long, hai mắt trợn trừng nhìn xuống dưới. Chết đi, chân long thán tức. Long tức ầm ầm dâng lên, cả hóa long chỉ lâm vào hỗn loạn. Lý Vân Tiêu giơ tay, vẻ mặt hờ hững. Thiên lôi kiếp, kiếm đãng quần ma. Hai cỗ lực lượng bộc phát, một mảnh lôi hải, một mảnh kiếm ngục, trong khoảnh khắc va chạm cùng chân long thán tức. Oanh long long, một tiếng nổ vang, thiên địa hỗn độn, lực lượng khủng bố nổ tung, chấn vỡ kết giới hóa long trì. Người bên ngoài hoảng sợ không kịp tránh né đều bị đánh bay. Lớp vảy trên người Dận Vũ vỡ ra, long huyết kích bắn, toàn thân tổn thương không chịu nổi. Lý Vân Tiêu càng thêm thảm hại, hư quang khoảnh khắc bị đánh nát. Tuy trong lúc khẩn cấp hắn đã tế ra giới thần bi hộ thể, giúp hắn ngăn chặn một chút, nhưng khung xương toàn thân vỡ vụn, máu tươi cuồng phun bay ngược ra ngoài. Trong hốt hoảng hắn cảm thấy ý thức ngày càng yếu, tựa hồ chậm rãi đi hướng tử vong. Đúng là ý trời khó trái. Hai đời sinh mạng đi tới bây giờ, chẳng lẽ thật sự vì thành toàn Dận Vũ sao? Có lẽ hắn mới là giới vương quân lâm thiên hạ, là diễn viên thời đại này sao? Đủ loại ý thức hiện lên trong đầu Lý Vân Tiêu, giờ này khắc này hắn không cảm thấy thống khổ hay khó sống, ngược lại có cảm giác thoải mái. Tựa hồ hết thảy tương lai đã không còn quan hệ gì với hắn. Hắn tự giễu cười nói. Thiên đạo thật sự là khó dò đâu. Vạn vẫn như con kiến, cho dù cường thịnh bao nhiêu cũng không tác dụng gì. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ như tiêu tan, cam tâm tình nguyện chờ chết. Là người của hai thế giới, chưa bao giờ tuyệt vọng như hiện tại, chẳng qua giờ phút này nội tâm của hắn thật bình tĩnh, không có chút ý tưởng nào. Đột nhiên một đạo kim quang hiện lên bên cạnh hắn, chính là cổ thần chiến trường của Tiểu Hồng, nàng gánh vác dư ba chấn động bay qua cứu Lý Vân Thiên muốn đưa lên chiến hạm, cuống quýt nói. Vân Tiêu đại ca, nhanh tỉnh lại. Giờ phút này kết giới của Hóa Long chỉ bị phá vỡ, dư ba chấn động một lúc cũng dần dần yếu bớt, nhưng Tiểu Hồng muốn chống đỡ cũng không dễ dàng. Tiểu Hồng ôm lấy Lý Vân Thiên, bay ngược ra xa mấy ngàn trượng mới rời khỏi khu vực trung tâm chấn động. Hiên Viên Diệu đột nhiên quát. Các ngươi mau mang theo Minh Chủ rời đi. Thương thế trên người hắn vừa ổn định lại, nhưng hắn bất chấp hết thảy. Giờ này khắc này ở trong mắt hắn chỉ có bảo trụ tính mạng của Lý Vân Tiêu mới là việc khẩn cấp trước mắt. Cho nên trong nháy mắt hắn đã có quyết định, cho dù hy sinh chính mình nhất định phải cứu Lý Vân Tiêu. Lam Nham chủ trầm giọng nói. Đại nhân, ta đi cùng ngươi. Dứt lời liền đứng song song với Hiên Viên Diệu, tính toán cùng hy sinh. Hiên Viên Diệu tựa hồ muốn phản đối, nhưng khí tức của Dận Vũ rất nhanh tới gần, làm cho hắn có cảm giác khó giải quyết, chỉ đành gật đầu nói. Được, ngươi lưu lại, những người khác đi nhanh lên. Đi, quá ngây thơ rồi. Dận Vũ cười to điên cuồng, một mảnh long vực mở ra, đem cả thiên không toàn bộ ngăn chặn, mọi người cảm nhận được uy áp thật lớn, cảm thấy lồng ngực khó chịu, khí huyết sôi trào. Dưới áp lực như thế, sắc mặt mỗi người vô cùng khó xem. Phi Nghê đột nhiên cười nói. Mọi người không cần sợ, dù sao đều là chết, cũng không có gì quan trọng. Toàn bộ chúng ta đều xông lên tự bạo, cho dù không thể giết hắn, cũng đủ cho hắn nếm một trận, vẫn tốt hơn là bó tay chịu trói mà chết uất ức. Những người khác lập tức gật đầu, ánh mắt băng xương nhìn chằm chằm phía trước, như muốn liều mạng lần cuối cùng. Hừ, tự bạo, người không biết không sợ. Dư ba tiêu tán, thân hình Dận Vũ dần dần hiện ra. Toàn thân của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, long lân bóc ra từng tảng lớn, thậm chí chiếc sừng trên trán cũng thiếu một góc. Có thể thấy được một kích vừa rồi hắn cũng nếm khổ sở. Lúc này hắn thi triển long vực vây khốn mọi người cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, ho khan kịch liệt, long huyết lại trào ra. Phi Nghê cười lạnh nói. Quả nhiên hắn cũng bị trọng thương, chúng ta đồng tâm hiệp lực tiến lên, hơn phân nửa có thể nổ chết hắn. Ở trong long vực của bổn tọa, các ngươi còn muốn nhúc nhích sao? Dận Vũ giễu cợt giơ tay, năm ngón tay vung ra. Mọi người đều cảm giác thân thể mình như bị định trụ, toàn thân bị cỗ lực lượng thật lớn áp chế, không thể động đậy. Sắc mặt mọi người đại biến, thậm chí muốn tự bạo cũng không có biện pháp. Ha ha ha, thật sự là thống khổ đâu. Dận Vũ cười như điên, vẻ mặt dữ tợn nhìn mọi người,
cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Vân Tiêu, nói. Minh chủ Thiên Vũ Minh A, ngươi không phải luôn thật lợi hại sao? Ngươi không phải rất cường đại sao? Đứng lên A, đứng lên đối chiến với ta A. Lý Vân Tiêu hữu khí vô lực dựa vào người Tiểu Hồng, thở dài một tiếng, thậm chí cũng không muốn nói chuyện. Sau một lúc hắn mệt mỏi nói. Được làm vua thua làm giặc, người thắng, người mới là người được thiên đạo lựa chọn. Ta thua tâm phục khẩu phục, đủ rồi đi, thật nhàm chán. Người đã sắp chết, hắn cũng không còn tâm tư châm chọc mỉa mai, chỉ cảm thấy buồn bực cùng bất đắc dĩ, phất tay nói. Muốn giết cứ giết, sông dài nhiều lời như vậy để làm gì? Thế nào cũng đợi cho ta chửi mắng ngươi vài câu mới thấy vui vẻ sao? Ta thành toàn ngươi, tên ngu ngốc kia. Ngươi! Giận Vũ tức giận xanh cả mặt, quát. Quả nhiên là miệng tiện, đáng chết. Hắn đi thẳng về hướng Lý Vân Tiêu. Sắc mặt mọi người tái nhợt sững sờ nhìn Giận Vũ, không còn chút biện pháp. Lúc này Lý Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn linh dịch đang không ngừng tràn vào bên dưới, nghi hoặc nói. Không phải chân long đã biến hóa thất bại sao? Vì sao thiên địa linh khí vẫn không ngừng hội tụ xâm nhập xuống bên dưới? Là quán tính sao? Mọi người sửng sốt, họ làm gì còn tâm tư quản chuyện này, giờ phút này nghe Lý Vân Tiêu nói vậy đều không tự chủ được nhìn qua. Linh dịch đã hóa thành cột trụ, không ngừng rót vào trong hóa long trì. Giờ phút này hóa long trì đã bị hủy, kết giới bảo hộ nguyên mẫu chân long cũng đã bị phá vỡ. Nhưng linh dịch cột trụ vẫn không ngừng rót xuống bên dưới không hề dừng lại. Mà bên dưới mảnh không gian này chính là hỗn độn kê tử, sau khi bị phá hủy lúc này đã biến thành một mảnh hắc ám, giống như đem toàn bộ linh dịch đều cắn nuốt, xâm nhập vào trong hư không vô tận. Sắc mặt Giận Vũ đột biến, nhìn chằm chằm hư không bên dưới, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Sau đó ánh mắt hắn nhìn linh dịch cột trụ, khuôn mặt càng thêm khó xem. Lý Vân Tiêu đã nhận ra thần sắc biến hóa của hắn, đột nhiên cười nói. Gì, mặt của chân long đại nhân sao biến thành đen như vậy, chẳng lẽ là tại ánh sáng? Câm miệng. Giận Vũ hoảng hốt, phẫn nộ giống to một tiếng, vài bước đi tới bên cạnh linh dịch cột trụ nhìn xuống bên dưới, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Theo lý mà nói vô luận là chân long biến hóa thành công hay thất bại, thiên địa linh khí sẽ lập tức tan biến. Hiện tại ngay cả hóa long chỉ cũng bị hủy. Mà linh khí tinh hoa vẫn không ngừng chuyển vận xuống dưới, thật sự đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Lý Vân Tiêu nguyên bản chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng thận trọng của Giận Vũ, không khỏi sửng sốt rơi vào trầm tư. Đôi mắt hắn hóa thành kim sắc nhìn xuống bên dưới. Nhưng vì hắn quá hư thoát, hơn nữa bị trọng thương, nếu không nhờ Tiểu Hồng cùng Phi Nghê luôn truyền thần dịch lực giúp hắn áp chế, chỉ sợ hắn đã chết ngay tại chỗ. Cho nên phạm vi chứng kiến cũng cực kỳ có hạn, nhìn không được rõ ràng. Đột nhiên Giận Vũ hét lớn, chấn động cả long vực chớp lên không thôi. Là ai? Ai đang ở bên dưới? Đi ra! Người của Thiên Vũ Minh đều kinh hãi, chẳng lẽ bên dưới hóa long chỉ còn có người ẩn nấp? Nhưng vào lúc này linh dịch cột trụ đột nhiên biến nhỏ, cuối cùng như bức rèm tre, chậm rãi khô kiệt. Ở bên dưới dần dần phát tán ra một cỗ lực lượng kinh người, không ngừng khuếch tán. Trong lòng mỗi người run lên mãnh liệt, ngay cả kẻ ngốc cũng biết bên dưới còn có người. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng cắn răng. Thiên đạo chết tiệt, không ngờ là trên dưới hai tầng song long huyệt. Song long huyệt, mọi người sửng sốt, tuy rằng không hiểu rõ nhưng nghe tên đã hiểu được một chút. Lý Vân Tiêu không khỏi mừng rỡ, nói. Chẳng lẽ bên dưới còn có một đầu chân long? Hắn lập tức hét lớn. Chân long đại nhân đang ở bên dưới, mau ra đây giết hắn a. Giết tên bại hoại Giận Vũ, cứu chúng tôi. Phiền đã chết, kêu cái đầu ngươi a kêu. Bên dưới truyền ra tiếng mắng mất kiên nhẫn. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện, kháo, ngươi quả nhiên là khắc tinh của ta, thời khắc cuối cùng đột nhiên lao tới, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Một đạo thanh âm vô cùng quen thuộc truyền lên, theo sau mọi người cảm giác hốt hoảng, liền chứng kiến có bóng người chớp động trên không trung. Khuôn mặt Giận Vũ đại biến, vội vã đánh một chưởng về hướng Lý Vân Tiêu, một thanh chân long kiếm vô cùng sắc bén bắn tới. Giờ phút này phát sinh biến cố, Giận Vũ không biết tình huống sẽ như thế nào. Hắn chỉ cần đánh chết Lý Vân Tiêu, miễn đêm dài lắm mộng, nếu lần này để Lý Vân Tiêu chạy thoát, vậy đúng là gặp quỷ. Gì, chân long kiếm. Trước người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh,
bàn tay vươn ra trực tiếp cầm lấy thanh kiếm kia, vui sướng cười to. Ha ha, mới xuất quan liền gặp được thứ tốt này, vận khí của Sa Vưu này đã thay đổi tốt hơn rồi sao? Người vừa bắt lấy chân long kiếm chính là Sa Vưu mất tích đã lâu. Giờ phút này khí thế trên người hắn hoàn toàn khác hẳn, không hề kém hơn Giận Vũ, tay hắn vuốt vuốt thanh kiếm cười to không ngừng. Sa Vưu. Lý Vân Tiêu trợn tròn mắt. Ngươi là Lão Long. Sa Vưu nghiêng người liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Trước kia luôn gọi ta chân long đại nhân, hiện tại gọi ta Lão Long, người muốn chết phải không? Lý Vân Thiên giống như không nghe được lời của hắn, lau nước mắt nói. Quả nhiên là ngươi a, Lão Long, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đâu, ô ô ô, làm hại ta cao hứng hụt vài năm. Sa Vưu. Chấm. Sa Vưu thở hắt ra. Hừ, bỏ đi, không thèm tính toán với ngươi, ngươi luôn bộ dạng dám thế này. Vừa rồi bị Giận Vũ đánh ra cả phân, sao không thấy ngươi hoạt bát như vậy? Lý Vân Tiêu nhào tới nói. Ta đã biết ngươi nhất định xuất hiện trong thời điểm mấu chốt, yêu ngươi chết mất. Sa Vưu mắng. Cút. Một chữ quát lớn, lại đem Lý Vân Tiêu đánh bay trở về. Sau đó hắn xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giận Vũ, cười lạnh nói. Còn có một chuôi kiếm đang nằm trong tay ngươi đi, dù sao ngươi đã là chân long qua khí. Lưu chữ kiếm cũng vô dụng, tặng cho ta tốt lắm. Vẻ mặt Giận Vũ biến thành vô cùng dữ tợn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nơi này là hai tầng long huyệt. Trong vô số năm tháng của thiên vũ giới, hiện tượng như vậy chỉ xuất hiện qua một lần. Đồng dạng lúc gặp phải đại kiếp nạn, thiên vũ giới vì tự bảo vệ mình một lần đản sinh hai chân long, đó là một lần có một không hai, không thể tưởng được hôm nay lại tái hiện. Giận Vũ cảm nhận được khí tức trên người Sa Vưu hoàn toàn không thua kém chính mình, mà vừa rồi mình đánh bừa mấy chiêu với Lý Vân Tiêu, bị thương trong người, muốn đánh chết đối phương sợ là rất khó. Nghĩ thông suốt, Giận Vũ cắn răng nói. Nếu ngươi cùng ta đều là người được thiên đạo lựa chọn, đều là chân long giúp đỡ chính nghĩa, thủ vệ thiên vũ giới của thời đại này, nên hỗ trợ lẫn nhau mà không phải tàn sát đối phương, đây không phải điều mà thiên đạo mong muốn nhìn thấy. Cút mẹ ngươi đi. Ai muốn hỗ trợ lẫn nhau với ngươi? Cút, thật ghê tởm. Sa Vưu trực tiếp chửi ầm lên. Lão tử mới là người được thiên mệnh lựa chọn, mà không phải ngươi. Làm người phải tự mình hiểu lấy, ngươi là ngốc bức, ngốc mũ. Mau kính dâng thanh chân long kiếm cuối cùng ra đây, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, xem ta còn nên xử trí ngươi như thế nào. Khinh người quá đáng. Giận Vũ tức giận nghiến răng, toàn thân run rẩy lên, hét lớn một tiếng liền vọt tới. Hàn quang chợt lóe, chính là thanh chân long kiếm cuối cùng kiếp lượng vô thủy. Thiên trọng phong. Kiếm ý cuồng bạo mạnh áp về hướng Sa Vưu, đồng thời long vực bốn phía co rụt lại, như sóng to gió lớn phóng mạnh về phía trước. Tới tốt lắm. Đồng tử Sa Vưu co rụt lại, giơ nắm tay đánh ra, quát. Kim cương quyền. Thiên địa chân long ngưng tụ quy tắc vô cùng mà sinh, lực lĩnh ngộ về phòng ngự, độ cùng lực lượng đều có cấp bậc chí cường. Mà kim cương quyền là điểm bắt đầu của vạn quyền, ẩn chứa quyền ý vô cùng. Sa Vưu đánh ra một kích, phanh một tiếng đánh lên kiếp lượng vô thủy, vô hạn quyền ý diễn sinh đánh nát long vực vây quanh. Giận Vũ chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, nháy mắt đã bị Sa Vưu bắt lấy tay phải, thanh kiếm lượng vô thủy bỗng chốc bị đoạt mất. Sau đó quyền ý chấn động, đã đem Giận Vũ đánh bật lui ra xa mấy trăm trượng. Khuôn mặt Giận Vũ vô cùng khó xem, biến thành vặn vẹo. Nếu mình còn ở thời kỳ đỉnh phong như vừa rồi, còn có sức lực chiến một trận với Sa Vưu, hiện tại đã bị kiếm khí cùng lôi đình của Lý Vân Tiêu đánh bị thương, lực lượng đã giảm sút 7-8, chỉ sợ không phải đối thủ của Sa Vưu. Sa Vưu cướp được kiếp lượng vô thủy, mừng như điên, hai tay khắp quyết, nhất thời bốn thanh kiếm hiện lên bên người bài thành một dãy. Bốn thanh kiếm tựa hồ hưởng ứng lẫn nhau, phát ra thanh âm thân hòa, tần suất dần dần dung hợp cùng một chỗ. Hợp. Sa Vưu vui mừng, hai tay khắp quyết đánh vào trong bốn thanh kiếm, vô cùng kiếm ý khuấy động bốn phía chậm rãi dung hợp cùng nhau. Giận Vũ trợn mắt há hốc mồm, phương pháp dung hợp tứ kiếm như vậy mặc dù chính hắn cũng không hề hay biết. Ngươi rốt cục kế thừa ý chí nào, lại có thể trực tiếp luyện hóa thế giới kiếm của sơ đại chân long. Sa Vưu không để ý tới hắn, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào việc dung hợp tứ kiếm. Thủ ấn biến hóa. Kim quang chói mắt nổi lên, nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Ông,
Đợi khi kiếm quang biến mất, chỉ thấy một thanh trường kiếm như lưu hoa chiếu thế, kiếm ý cuồn cuộn khuấy động tản ra, kiếm âm trong sáng xuyên thẳng trời cao. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột biến, vừa mừng vừa sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được Thủy Chủ Trầm Phù cũng phát ra kiếm âm, tựa hồ cực kỳ không phục. Đáy lòng giận vũ trầm xuống đáy cốc, biết mình vô lực xoay chuyển tình hình, nhất thời hóa thân chân long mạnh mẽ phá tan phiến thiên không nơi này, trốn vào trong Yên Vân cổ chiếu. Sa Vư biến sắc, cười lạnh nói: "Bây giờ còn muốn chạy trốn, được sao?" Thân ảnh hắn vừa động liền truy tới. Thế giới kiếm theo sát phía sau, tự động áp dưới chân hắn, Sa Vư cơ hồ ngự kiếm mà bay, chợt lóe liền biến mất trong không gian. Lý Vân Tiêu đột nhiên sực nhớ ra điều gì, lớn tiếng kêu lên: "Lưu hắn một mạng, ta muốn rút long hồn." Thanh âm quanh quẩn trên không, cũng không biết Sa Vư có nghe được hay không. Hai chân long rời đi, không gian biến thành tĩnh lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau mừng rỡ vì có thể sống sót sau tai nạn. Sau khi Sa Vư đi ra, hóa long chỉ xem như chân chính bị phá hủy, biến thành một mảnh tối đen, tuy linh khí sung túc nhưng vô cùng tan rã rối loạn. Hiện tại chỉ có tỷ đệ Mộng Vũ cùng Đoan Mộc Hữu Ngọc xem như không bị thương sau cuộc chiến vừa rồi. Ba người hỗ trợ mọi người chữa thương, Diệp Phàm đã hoàn toàn hôn mê, Đoan Mộc Hữu Ngọc thả ra chiến hạm thu mọi người đi lên. Chiến hạm lập tức rời khỏi mảnh không gian kia, tiến vào trong Yên Vân cổ chiếu. Sa Vư đang đối chiến cùng Giận Vũ phía xa xa, động tĩnh kinh thiên động địa, khí lãng kinh khủng tầng tầng chấn khai, cho dù bọn họ ở cách xa mấy trăm dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đoan Mộc Hữu Ngọc hỏi: "Bây giờ nên đi hay ở?" Lý Vân Tiêu nói: "Lưu lại, chờ kết quả cuộc chiến của bọn họ." Hiện tại Giận Vũ đã cùng đường bí lối, nhưng dù sao hắn đã trùng kích giới vương cảnh, nếu để cho hắn chạy trốn, hậu hoạn vô cùng. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn chết ta mới có thể an tâm. Sắc mặt Hiên Viên Diệu khẽ biến, nghĩ tới lực lượng đáng sợ của đối phương, liền lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta nhanh chóng khôi phục sức lực, tuy Sa Vư đại nhân chiếm thượng phong, nhưng nếu Giận Vũ chỉ muốn chạy trốn chỉ sợ cũng cực kỳ phiền toái." Mọi người đều đồng ý, ngồi trên chiến hạm nhanh chóng điều tức. Lần này tuy không tranh đoạt được chân long số mệnh, nhưng Tu Vi đã trực tiếp bước vào pháp thân, hơn nữa cũng đụng chạm tới tầng lá chắn giới vương cảnh. Trong vòng 5 năm muốn trùng kích giới vương cảnh cũng có khả năng thật lớn. Nhưng đồng thời Hải Hoàng Ba Long cùng chữ Khả Nguyệt vẫn lạc khiến trong lòng hắn buồn bã bi thống, hơn nữa hắn cũng không biết làm sao nói với Thủy Tiên về tin dữ này. Xa xa, hai chân long đang đối chiến. Tuy đều liều mạng xuất chiêu nhưng sắc mặt Giận Vũ ngày càng khó xem, thương thế không ngừng bị xé vỡ. Sa Vư càng đánh càng hăng, thậm chí còn dùng Giận Vũ làm bia ngắm không ngừng tìm hiểu đủ loại pháp tắc cùng thần thông, khiến cho hắn không ngừng lĩnh ngộ sâu sắc về cuộc chiến của giới vương cảnh. Giận Vũ vừa đánh vừa muốn chạy trốn, nhưng đối phương theo sát, tựa hồ không chết không ngừng. Thời gian trôi qua, trong Yên Vân cổ chiếu không có đêm ngay, chỉ có những tầng mây vô tận, mỹ luân mỹ hoán. Hai người chém giết suốt 3 ngày 3 đêm, Giận Vũ cơ hồ dầu hết đèn tắt, rốt cục phẫn hận nói: "Thiên địa nếu đản sinh song long huyệt, đó là hy vọng chúng ta liên thủ đối phó ma giới, mà không phải cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ngươi làm như vậy là vi lẽ trời, nếu không thu tay lại sẽ bị trời phạt." Sa Vư cười a a nói: "Ta có bị trời phạt hay không quan hệ gì tới ngươi?" Giận Vũ nói: "Ta chỉ là xem ở tình đồng tộc hảo tâm nhắc nhở ngươi thôi. Đừng cho là ta thật sự sợ ngươi." Chỉ mới nói vài câu Giận Vũ đã rơi xuống hạ phong, mà Sa Vư tựa hồ cố ý lựa chọn lúc hắn nói chuyện hạ độc thủ, khiến Giận Vũ tràn ngập lửa giận cùng oán khí. "Không sợ là tốt rồi, đừng nói nhảm, tiếp tục đánh đi." Sa Vư nhanh cười một tiếng, thế giới kiếm lại đánh tới. "Cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ cho thiên vũ giới sao? Với lực lượng một mình ngươi thì không cách nào đối kháng đại quân ma tộc, tất nhiên cần chúng ta liên thủ mới được a." Giận Vũ ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn cùng máu tươi, toàn thân biến thành huyết nhân lo lắng nói, rõ ràng muốn chịu thua. Nhưng Sa Vư cũng không phải kẻ hiền lành, nhịn không được cười to. "Ha ha ha, ngươi cho rằng ta là loại người ngu xuẩn như tiểu lý tử. Thiên vũ giới chết sống quan hệ gì tới ta? Xong đời thì xong đời, lão tử vẫn sống thoải mái thôi." Giận Vũ không còn lời gì để nói, lúc này hắn mới phát hiện ác nhân có ác nhân trị,
những đại nghĩa nghiêm túc hắn từng lợi dụng nói với người khác nhưng nói với Sa Vưu hoàn toàn vô dụng. Oanh! Oanh! Sau vài lần đối chiêu, chân khí giận vũ thẳng tắp giảm xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, tựa hồ không ổn. Trong một khắc này tâm thần hắn tựa hồ có chút hốt hoảng, ứng chiến càng thêm rời rạc. Chuyện cũ lướt qua trong đầu, đủ chuyện trải qua trăm vạn năm, giết vô số người, giờ phút này những hình ảnh đó bắt đầu xuất hiện. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết tại đây sao? Có lẽ thất thần, nhất thời giận vũ không kịp đề phòng bị thế giới kiếm đâm thẳng vào ngực. Thân ảnh hai người nhất thời khựng lại, đều nhìn vào vết thương ở ngực, ánh mắt Sa Vưu băng xương, mà ánh mắt giận vũ ngây dại lẫn không dám tin tưởng. Máu tươi dọc theo thế giới kiếm chảy xuống, nhìn qua giống như đang nhìn người khác chảy máu, không có chút cảm tình nào. Sa Vưu nhìn hắn, đột nhiên nói. Có phải cảm thấy thật không cam lòng hay không? Giận vũ ngây dại gật đầu, chua xót nói. Đương nhiên không cam lòng, nguyên tưởng rằng đã thắng, ai nghĩ tới kết quả lại như vậy. Sa Vưu thản nhiên nói. Ta không muốn nói cái gì mà ta bất thắng chính, cũng không muốn nói ngươi chết cũng chưa hết tội. Nhưng trước đó ngươi nói một câu với Lý Vân Tiêu, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Thiên đạo lựa chọn chung quy không khỏi người quyết định. Đôi mắt giận vũ ảm đạm, sắc mặt ngây dại, toàn thân vô lực mềm nhũn. Kỳ thật đối chiến liên tục mấy ngày hai người cơ hồ dầu hết đèn tắt, nhưng giận vũ suy kiệt trước một bước, sớm nên đã chết. Nhưng vì không cam lòng cùng lòng dạ ngoan độc lại khiến cho hắn mạnh mẽ chống cự tới bây giờ. Câu nói của Sa Vưu đánh nát sự kiên trì của hắn, khiến cho hắn quay lại hiện thực, khuất phục dưới bánh xe vận mệnh, không thể không chịu phận bất hạnh. Đã xong sao? Người Thiên Vũ Minh vẫn ở xa xa nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, cảm nhận chấn động đã dừng lại, đều đưa mắt nhìn qua. Cuộc đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm đã tàn phá toàn bộ Yên Vân cổ chiếu, tiên cảnh hoàn toàn bị hủy diệt. Thần sắc Hiên Viên Diệu hoảng sợ, nói. Cuộc chiến đấu đáng sợ như vậy, may mắn đang ở trong bí cảnh, nếu không cả Tây Vực đều bị hủy. Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động tinh quang, nói. Trở về đi, cuối cùng đã xong. Kết quả này tốt hơn sự dự liệu của chúng ta rất nhiều, chỉ là Ba Long Đại Nhân cùng chữ Khả Nguyệt đã vẫn lạc khiến người bi thống vạn phần. Nhu Vi đã tỉnh lại, chảy nước mắt thống khổ suốt mấy ngày, giờ phút này có vẻ vô cùng già nua. Vẻ mặt tiều tụy hòa lẫn nước mắt chảy dài. Lý Vân Tiêu cũng không biết nên nói gì, chỉ dặn Mộng Vũ đi theo chiếu cố. Một đạo thanh quang lóe ra trên chiến hạm, sau đó rơi xuống, thân ảnh Sa Vưu hiện ra, khóe môi cười lạnh đắc ý. Bái kiến Chân Long Đại Nhân. Đám người Hiên Viên Diệu vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trong tay Sa Vưu đang nắm thi thể của Giận Vũ, phanh một tiếng ném xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, hừ lạnh nói. Ngươi cần Long Hồn. Dù sao Giận Vũ cũng là một đời chân long, ngươi đừng quá đáng, cho hắn chết có tôn nghiêm một chút. Lý Vân Tiêu nhíu mày, đưa tay cảm ứng thi thể Giận Vũ một chút, hồn lực vẫn còn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dùng bí pháp phong ấn thi thể, ném vào trong giới thần bi. Lúc này hắn mới nói, giết hắn chính là ngươi, có tôn nghiêm hay không quan hệ gì với ta. Sa Vưu lườm hắn, hừ lạnh nói, ngươi là tên tiểu nhân âm u. Cũng chỉ biết làm chuyện rút hồn phách người khác mà thôi. Nhớ tới việc mình biến thành kiếm hồn nhiều năm như vậy, không khỏi nổi giận, trên mặt lóe ra hàn khí băng xương nhìn Lý Vân Tiêu, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao trả thù. Lý Vân Tiêu cảm nhận được tâm tư của hắn, trong lòng run lên, cuống quýt nói. Tiên cảnh sắp tan vỡ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về trước đi. Hào quang chợt lóe, chiến hạm hóa thành lưu tinh xuyên qua trong Yên Vân cổ chiếu. Không bao lâu sau cả không gian bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, lâm vào một mảnh hôn ám, trở về vũ trụ hỗn độn, không còn tồn tại. Khi bí cảnh sụp đổ, thật nhiều võ giả Tây Vực đang tranh đoạt bên ngoài đều bị hút vào bên trong, đa số đều chết ở trong đó. Vài giờ sau, chiến hạm rốt cục về tới Viêm Võ Thành. Tin tức Chân Long xuất thế, Giận Vũ vẫn lạc, vài vị cường giả đỉnh phong còn sống sót từ thời đại Chân Linh toàn bộ tử vong. Cùng tin tức Ba Long với chữ Khả Nguyệt hy sinh nháy mắt truyền khắp Viêm Võ Thành. Chuyện Ba Long hy sinh là do Lý Vân Tiêu tự mình báo tin cho Thủy Tiên, nàng vừa nghe tin liền khóc lớn hôn mê bất tỉnh. Hải thần Ba Mộc không ngừng than thở, nhưng bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao sinh tử có mạng, trong lòng hắn đây là việc thường tình. Về việc chữ Khả Nguyệt tử vong, Lý Vân Tiêu tự mình đi Hồng Nguyệt Thành một chuyến. Hắn đã đóng băng thi thể của chữ Khả Nguyệt,
lúc này mang về giao lại cho cha con chữ Khả Vi cùng chữ Khả Vân. Chữ Khả Vân nức nở. Đây là kết cục do nàng tự mình lựa chọn, từ nay về sau xem như Khả Nguyệt đã được tự do. Tự do. Trong lòng Lý Vân Tiêu khó sống, bi thống như đao cắt. Mấy ngày sau cả thiên vũ giới bình phục lại sau tin tức chân long sinh ra, bắt đầu chiêng trống dùm beng chuẩn bị chiến tranh. Mấy tháng sau thương thế Lý Vân Tiêu mới khỏi hẳn, bắt đầu luyện hóa long hồn. Từng điểm hồn quang từ trong thi thể giận vũ bị Lý Vân Tiêu rút đi ra, dung nhập vào trong thủy chủ trầm phù. Kiếm khí cuồng bạo giống như dã thú ngửi được mùi huyết tinh, hưng phấn tới mức kiếm âm rung lên, thậm chí bắt đầu chủ động hấp thu hồn lực. Giận vũ được sinh ra từ quy tắc, sau khi chết ý chí trở về thiên địa, chỉ lưu lại năng lượng hồn phách thuần khiết ở nhờ trong long thân, trái lại giảm đi không ít công phu cho Lý Vân Tiêu. Sau khi thủy chủ trầm phù rút hết long hồn, thân kiếm lóe ra hoàng mang quỷ dị, hồn lực trung hòa cùng sát phạt khí, dần dần bình tĩnh trở lại. Sa Vưu vẫn ở bên cạnh lẳng lặng quan sát toàn bộ quá trình, cho tới khi kết thúc hắn vung tay lên đánh ra một đạo kiếm khí. Thi thể giận vũ suy một tiếng, bị chém vỡ thành vô số khối nhỏ, bị lực lượng cổ kiếm giới triệt để hóa thành bột mịn, tiêu tán trong thiên địa. Lý Vân Tiêu bất mãn nói. Ngươi làm cái gì, chân long thân thể, đây là tài liệu cực kỳ chân quý. Khó kiếm vô cùng. Ngươi lại hủy nó. Ánh mắt Sa Vưu lạnh lẽo nhìn hắn, lạnh giọng nói. Chân long thân thể, trước mắt ngươi không phải còn một thân thể sao? Có cần đem ta luyện hóa luôn hay không? Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Nếu như ngươi không để ý, bản thân ta thật có hứng thú. Sắc mặt Sa Vưu lạnh xuống, trong mắt bắn ra sát khí. Lý Vân Tiêu bị hắn trừng mắt làm sống lưng phát lạnh, vội vàng phất tay nói. Tốt lắm, không náo loạn với ngươi, ngươi đã hủy thân thể chân long rồi, ta muốn chuyên tâm bế quan. Sa Vưu mắng. Bế quan cái gì, bây giờ chỉ cần tổ chức nhân thủ giết tới ma giới tiêu diệt lục xí, hết thảy đều giải quyết. Lý Vân Tiêu khinh miệt nhìn hắn, nói. Đừng tưởng rằng đạt tới giới vương cảnh thì giỏi lắm, giận vũ cũng là cường giả giới vương cảnh, còn không phải nói chết thì chết. Chỉ có thiên giới chi chủ mới có thể vô câu vô thúc trong thiên địa. Dòng chơi trong vũ trụ. Mà ngươi, thân là chân long do giới lực ngưng tụ, cơ hồ không có khả năng xông qua giới vương cảnh, bia. Ha ha, ăn không được nho thì nói nho xanh. Sa Vưu cười như điên, chào phúng. Có bản lĩnh ngươi lên tới giới vương cảnh rồi nói sau, ta xem đời này ngươi không thể nào đạt tới giới vương, còn nói là thiên giới chi chủ, phi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Hiện tại ta không thời gian nói nhiều với ngươi. Nếu ngươi muốn đi ma giới đợi sau khi ta xuất quan thì đi cùng ngươi. Ta cũng rất muốn biết tình huống hiện tại thế nào, không biết Phi Thanh đã chết hay chưa. Sa Vưu cười lạnh nói. Lấy thực lực của cặn bã kia, hơn phân nửa là đã chết. Tuy hai người luôn trêu chọc, nhưng nội tâm Lý Vân Tiêu có chút lo lắng. Sau đó hắn đuổi Sa Vưu, một mình ở lại giới thần bi tu luyện. Mấy tháng sau Lý Vân Tiêu lại thử trùng kích giới vương cảnh. Quá trình kéo dài 7-8 ngày thời gian, cuối cùng vẫn thất bại. Hắn đành phải buông tha, quyết định xuất quan. Trong chủ điện Viêm Võ Thành, bắt đầu thương nghị hành trình đi ma giới lần thứ hai. Linh Mục Địch đang bế tử quan, hiện tại mọi sự trong Thiên Vũ Minh đều do Đinh Linh Nhi giải quyết. Vân Tiêu ca muốn đi ma giới. Đinh Linh Nhi chấn động nói. Khoảng cách mà Nhu Vi Đại Nhân suy tính vẫn còn 4 năm, hiện tại đi ma giới có thể quá mạo hiểm hay không? Lý Vân Tiêu thở dài. Hiện tại ta vẫn lưu lại ở dưới giới vương cảnh, mạnh mẽ tu luyện chưa hẳn có thể đột phá. Huống hồ ta thật quan tâm trạng huống hiện tại của ma giới, nếu không nghe được tin xác thực thật sự bất an. Lần này ta cùng Sa Vưu đi ma giới là được, đừng gióng trống khua chiêng, cũng không cần báo cho ai, chỉ cần nói ta vẫn còn bế quan là được. Ninh Linh Nhi nghĩ nghĩ nói. Nếu Vân Tiêu đại ca đã có định đoạt, Linh Nhi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng trong mấy tháng đại ca bế quan, ngài đại nhân đã tìm vài lần đều bị ta thoái thác. Nga! Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Trước khi đi ma giới, cũng nên nói chuyện với yêu tộc. Ngươi cho Thuật Uyển chuẩn bị một ít phệ giới đan cùng ngữ ma khải, cung cấp cho Sa Vưu sử dụng. Ta đi xem yêu tộc trước. Nói xong cũng không chờ Đinh Linh Nhi trả lời đã thuấn di đi tới lãnh địa của yêu tộc, tới trên bầu trời ngải hành cung. Thần thức hắn đảo qua. Thuấn di tới trước yêu hoàng điện. Thị vệ trước điện liền cảnh giác, vây quanh hắn.
Người phụ trách kinh hãi. Minh chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta muốn gặp yêu hoàng. Người kia định nói chuyện, trong điện chợt truyền ra thanh âm của Mạch, có chút dồn dập cùng hưng phấn. Mau cho hắn vào đi. Thị vệ liền tách ra, người phụ trách vội vàng dẫn Lý Vân Tiêu đi vào. Vừa đi được một đoạn thì Mạch tự mình nghênh đón, ngài đi theo sát phía sau. Lý Vân Tiêu, đúng là quý nhân bận rộn, hiện tại muốn gặp ngươi muôn vàn khó khăn. Tuy Mạch luôn lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì lửa giận bốc lên, dáng vẻ như chỉ cần một lời không hợp liền khai chiến. Lý Vân Tiêu cười nói. Khi ngươi muốn làm việc gì, không ai có thể làm khó ngươi. Sở dĩ không gặp được ta, chỉ có thể nói yêu hoàng đại nhân cũng không thật sự muốn gặp ta đâu. Được rồi, đừng rông dài với ta nữa. Mạch cảm thấy đau đầu, lập tức xua tay cắt đứt, nói. Đi theo ta đi. Ba người đi vào điện, chia nhau ngồi xuống. Lý Vân Tiêu cùng Mạch ngồi trên chủ vị, ngải ngồi xuống bên trái của Mạch. Mạch thẳng thắn hỏi. Lý Vân Tiêu, bây giờ ngươi tính toán thế nào? Lý Vân Tiêu vuốt mũi, cười khổ nói. Vấn đề này để ta hỏi các ngươi mới đúng chứ? Hôm nay yêu tộc tính toán thế nào? Mạch trầm mặc, nói. Ngươi xác định ma thủ chính là Lục Xí. Lý Vân Tiêu xòe tay, tựa hồ tức giận cau mày nói. Đã tới lúc này còn hỏi có xác định hay không sao? Có phải muốn ta mang ngươi đi ma giới cho ngươi tận mắt nhìn thấy,